chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện Chương 41 Ngọc Bội Chương 41 Ngọc Bội Thật sự, Triệu Tú Hòa há to miệng một đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm tô trân trân, liền sợ chính mình nháy mắt, Tô Trân Trân liền thay đổi quẻ dường như. Tô Trân Trân cười gật đầu, chúng ta hai nhà trụ đến như vậy gần, ta hống ngươi làm cái gì? Nói lại trêu ghẹo nói, chỉ là đến lúc đó ta tới tìm ngươi lãnh giáo theo hoa công phu, ngươi cũng không nên luyến tiếp ngươi kia hảo thủ nghệ mới là. Triệu Tú Hòa tự nhiên là muốn khiêm tốn vài câu, chỉ là không nghĩ tới hai người thường xuyên qua lại liền thành không có gì giấu nhau bạn thân. Tô Trân Trân đề nghị nàng đem cắt xuống tới vải vụn cắt cắt phùng phùng, làm thành khăn tay, kể từ đó, khăn tay còn có thể bán bạc, triệu tú hòa tin nàng lời nói, làm theo, cuối cùng quả thật là kiếm lời bạc. Thôi anh thẩm tuy rằng còn có chút bực bội, nhưng tâm lý lại là rõ ràng, biết tô trân trân không có hại người tâm tư, nhưng gia đây là giúp các nàng gia đâu, nàng liền tính là sinh con dâu khí, cũng sẽ không trách tội nói tô trân trân trên đầu đi. Xe bò trở lại trong thôn khi, ngư vương thôn thôn đầu cơ quan tình báo liền phát hiện từ trong huyện Thắng Lợi trở về tô trân trân lúc này đúng là mới vừa ăn qua buổi trưa thời điểm vào đông ấm dương chiếu lên trên người tuy không tính ấm áp lại so với trời đầy mây làm người thoải mái nhiều ngư vương thôn thôn đầu có cái lò gạch vườn, các thôn dân thích tụ ở bên này kéo việc nhà nếu là vận khí tốt có đôi khi còn có thể nhặt chút lò gạch không cần toái gạch trở về lót đường xây tường đều khiến cho lúc này trương tú mai cũng ở một đôi tay hợp lại ở tân mua vải miệng áo bông trên mặt tràn đầy ý cười bên tai thỉnh thoảng vang lên thôn phụ cực kỳ hâm mộ nói nàng mệnh hảo, xin y xinh đẹp, nhân tiện nói nói chính mình bao lâu chưa làm qua tân y phục mọi việc như thế nói. Ngồi ở xe bò thượng tô trân trân tự nhiên cũng là thấy trong đám người giống chỉ kiêu ngạo gà mái đại tẩu, từ đầu đến chân đều là tân, bị một đám xuyên có chút thuần phát thậm chí lôi thôi thôn phụ chúng tinh cũng nguyệt vây quanh ở trung gian, khí phái cực kỳ. Cầm bán nàng bạc mua thân tân y phục, trở ra đi bộ một vòng khoe ra khoe ra, cảm thụ được người khác cực kỳ hâm mộ, thỏa mãn chính mình hư vinh tâm. Tô Trân Trân không để ý đến Trương Tú Mai, tiếp đón đều không có đánh, sống lưng thẳng tắp ngồi ở xe bò thường, từ mọi người trước mặt đi ngang qua. Lâm Tẩu Tử lại là trong thôn hảo nhân duyên nghi, có người thấy Tô Trân Trân vẻ mặt lạnh nhạt ai cũng không gọi, liền gân cổ lên cao giọng cùng Lâm Tẩu Tử bắt chuyện, Lâm Tẩu Tử, các ngươi đây là đi chỗ nào phát tài đi. Lâm Tẩu Tử nhấp miệng cười, thanh âm bị gió thổi tán, nơi nào liền phát tài. Nhưng thật ra thôi anh thẩm luôn luôn là cái khó mà nói lời nói mỏ nhọn nhi, thấy những người đó vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn trên xe đồ vật nghĩ đến phía trước trong thông tin đồn nhảm nhí có tâm muốn ghê tẩm ghê tẩm người khác liền trả lời phát tài cũng không phải là chúng ta người tam ni có phúc khí này gả cho ngụy gia tiểu tử liền vận khí đổi thay mấy thứ này đều là người ta trương tú mai mắt choáng váng chung quanh cùng nhau thôn phụ nhóm cũng đều mắt choáng váng những cái đó bông sợi bông gạo thóc thế nhưng đều là tô trân trân mua lại xem kia xuyên xinh đẹp đoan chính tiểu phu nhân còn có cao lớn cường tráng nam nhân, ba cái tuấn tiếu tiểu hài nhi, mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, không thể tin tưởng. Giống như một viên cự thạch đầu nhập mặt hồ, bất quá nửa canh giờ, toàn bộ ngư vương thôn liền tất cả đều đã biết trong thôn này cọc kỳ văn. Nhị gã người vợ bị bỏ rơi thế nhưng có bậc này hảo mệnh. Ai cũng không tin, có người còn trắng trợn táo bạo chạy tới ngụy gia xem, mới dám tin tưởng sự tình là thật sự. Tô Trân Trân lúc này đảo cũng không có gì tâm tình đi xem các thôn dân xuất sắc biểu tình, nàng lúc này đứng ở trong viện xoa eo nhìn nhà mình phòng ở phát sầu đâu. Ngụy Nguyên chính ngồi sổn nóc nhà thượng, xem sắc mặt, này nóc nhà sợ là không quá thành, tuy ấm dương cao quải, lại cũng không thắng nổi đến xương gió bắt quát ở trên mặt lạnh băng, Tô Trân Trân nhìn một vòng, đơn giản kêu Ngụy Nguyên xuống dưới. Tô Trân Trân tự mình đánh thủy lại đây hầu hạ hắn rửa tay, sắc mặt phát sầu. Ngụy Nguyên trầm mặt một lát, bỗng nhiên khai khấu, ta không bằng trực tiếp đem phòng ở nắp gập một chút đi, trước đêm kia mấy đổ muốn suy sụp tường dùng gạch xanh ở bên trong dáng xây một mặt lên, đến nỗi nóc nhà, lấy đầu gỗ một lần nữa gia cố một chút, có thể qua mùa đông là được, chúng ta tạm thời ở, tìm khối địa một lần nữa cái mấy gian phòng ra tới. Tô Trân Trân nghĩ chính mình nơi đó bạc còn đủ, một lần nữa sửa nhà đối bọn họ tới nói thật đúng là mới vừa cần, tự nhiên sẽ không phản đối, nàng gật gật đầu, đang định hỏi một chút yêu cầu nhiều ít bạc, Nguyễn Nguyên lại lau khô tay, nắm nàng vào phòng. Ba cái hài tử ở nhà chính chơi ném đá, ai ném đến xa ai có thể thắng một cái đường đi. Ngụy Nguyên vào phòng, xoay người mở ra biến thành màu đen lót nhứ, ở dưới tìm một hồi lâu, xoay người liền lấy ra cái oánh nhuận ngọc bội đặt ở tô trân trân trong lòng bàn tay. Cái này ngươi cầm, quá mấy ngày đi trong huyện thời điểm, cầm đi đương đi. Hắn không hỏi tô trân trân hôm nay từ chỗ nào làm ra như vậy nhiều bạc, chỉ là trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, chưa bao giờ như thế bức thiết yêu cầu một ít bạc, muốn đưa cho tô trân trân dùng. Cái này ngọc bội là hắn đâm hư đầu hậu thân biên duy nhất đồ vật, hắn trong lòng biết thứ này khẳng định thực đáng giá, bởi vì ngày mùa đông vuốt này ngọc đều là ấm. Tô Trân Trân nhìn trong tay ngọc bội, có chút dở khóc dở cười. Ngươi cứ như vậy đem ngọc bội cho ta. Tô Trân Trân nhìn trong tay giá trị liên thành ngọc bội, là dở khóc dở cười, lúc này Ngụy Nguyên thật đúng là phúc hậu và vô hại, sẽ thẹn thùng sẽ ngớ ngẩn giống cái khờ hán tử dường như, thật không dám tưởng tượng nhiều năm sau cái kia thủ đoạn sắc bén nam nhân thế nhưng là trước mắt gia hỏa này. Này cái ngọc bội hẳn là chính là tiên đế tặng cùng hắn, là hắn hoàng thất thân vương tượng trưng, tô trân trân nơi nào sẽ bỏ được cầm đi đương. Nói nữa, hiện tại chỉ sợ còn không nên bại lộ thân phận, ngụy Nguyên không có khôi phục ký ức phía trước, bại lộ thân phận đối bọn họ tới nói quá nguy hiểm, vì cẩn thận hành sự, vật như vậy vẫn là thỏa đáng giấu đi tốt nhất. Nghĩ nghĩ, Tô Trân Trân đem chính mình từ núi sâu đào hai cây nhân sâm bán cái giá cao sự tình nói cho Ngụy Nguyên, đương nhiên không có nói không gian sự tình. Có một số việc, ai cũng không biết mới là an toàn nhất, đó là nàng ác chủ bài, cũng là nàng bảo mệnh đồ vật, tuyệt đối không thể tùy tiện nói cho người khác. Ngụy Nguyên hơi ngạc, nguyên lai like là cái dạng này, hắn còn tưởng rằng là Tô Trân Trân đi làm cái gì hắn không biết việc ngốc, biết được ngọn nguồn, hắn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn Ngụy Nguyên cũng không như thế nào kinh ngạc bộ dáng. Tô Trân Trân không khỏi chửi thầm, rốt cuộc là hoàng gia xuất thân người, trong xương cốt vẫn là có tôn quý huyết thống, người đối hơn 100 lượng bạc căn bản không bỏ trong lòng, nhưng thật ra nàng hôm nay còn hơi có chút tự đắc, dù sao cũng là chính mình đến nơi đây lúc sau xô vàng đầu tiên đâu. Cái này ngọc bội trước lưu lại đi, chờ về sau không có biện pháp lại cầm đi giờ cũng không muộn. Tô Trân Trân cười đem ngọc bội đẩy trở về, Ngụy Nguyên lại vẻ mặt ngưng trọng cho hắn đẩy trở về, cho ngươi. Tô Trân Trân ngẩn ra, nhìn lòng bàn tay ngọc bội, nhìn nhìn lại bên tai ửng đỏ mổ nam nhân, khóe miệng nhếch lên, trong lòng mặt danh nổi lên một tia vị ngọt. Một khi đã như vậy. Vậy đa tạ tướng công. Tô Cô Trân Trân kéo trường thanh âm, cười ngâm ngâm nhận lấy ngọc bội. Lưu trữ về sau nói không chừng còn có thể bảo mệnh đâu. Chương 42 ngụy Nguyên trên đầu tái rồi. Chương 42 ngụy Nguyên trên đầu tái rồi. Tô Trân Trân hỏi một chút, nắp gập một chút nhà cũ đại khái yêu cầu 10 lượng bạc người bình thường gia kỳ thật mấy lượng bạc cũng có thể hành, chỉ là tô trân trân yêu cầu có chút nhiều, nàng muốn đóng thêm một cái tường vây. Mua đất xây nhà ít nhất muốn 3 tháng thời gian, nửa năm sau còn muốn thêm vào gia cụ sưởng sưởng phong, thường xuyên qua lại nhà mới không có cái 4-5 tháng là xong không được công. Từ có ngụy có căn sự tình lúc sau, tô trân trân là ban đêm cũng không dám ngủ quá trầm, mắt nhìn lại muốn tới cửa ải cuối năm, này đạo tặc đúng là hung hăng ngang ngược thời điểm, nhà mình lại mua nhiều như vậy đồ vật trở về, khó bảo toàn không nhận người nhớ thương mười lượng bạc liền mười lượng bạc bái có thể mua cái bình an so cái gì đều quan trọng lâm tẩu tử nhìn tô trân trân đây là muốn đại làm một hồi trận trượng không khỏi suy đoán này tô mẫu là có bao nhiêu trang sức thế nhưng có thể làm tô trân trân như vậy tiêu xài ngay cả lâm tẩu tử đều nghĩ như vậy những cái đó thôn dân liền càng không cần phải nói mấy ngày nay ngụy nguyên vội vàng tìm công nhân xây nhà tô trân trân cũng bớt thời giờ ở nhà phùng hai giường chăn tráo ra tới Triệu Tú Hòa cầm chính mình theo cái sọc lại đây tìm Tô Trân Trân, liền thuận miệng nói lên mấy ngày nay trong thôn đồn đãi vớ vẩn. Ngươi cũng không biết, bên ngoài đều đem ngươi sinh động. Triệu Tú Hòa dùng nước miếng nhấp nhấp đầu sợi, xuyên qua kim theo hoa, đều nói ngươi là đi trong huyện cho các ngươi gia ngụy nguyên đeo nón xanh, leo lên nhà giàu. Tô Trân Trân đang ở uống nước, nghe vậy trực tiếp một ngụm thủy cấp phun đi ra ngoài, những người này như thế nào không đi viết thoại bản đâu, mệt bọn họ nghĩ ra. Bất quá cũng không trách nhân gia nghĩ như vậy, chúng ta ngư vương thôn ai có thể một hơi lấy ra 10 lượng bạc tới sửa nhà. Chu cử nhân gia đó là ngoại lệ, cũng không phải là ai đều có người này phúc khí. Triệu Tú Hòa bổ sung một câu, dùng kéo cắt đi đầu sợi. Cô Trân Trân ám đạo, hiện giờ bất quá là lấy ra 10 lượng bạc ra tới nắp gập phòng ở, liền ở trong thôn khiến cho một trận sóng to gió lớn, nói nàng thông đồng nhà giàu, chính mình nếu là nói muốn mua khối địa kiến trái đại đại sân, những người này sợ không phải muốn nói nàng bò lên trên long sàn. Tô Trân Trân lắc đầu buồn cười, triệu tú hòa liền tò mò nói, ngươi nương để lại nhiều ít trang sức cho ngươi a, à, nghe nói ngươi nương tuổi trẻ thời điểm chính là chúng ta ngư vương thông sinh đẹp nhất, thật hâm mộ nàng có như vậy nhiều trang sức. Lời này nói chân thành, đảo cũng không cho người cảm thấy đường đột. Tô Trân Trân thở dài một hơi, nói, ta nương sinh thời đau nhất ta, nàng cũng liền về điểm này trang sức đáng giá, sợ ta ca tẩu đoạt đi, trộn để lại cho ta. Trên thực tế nơi nào có cái gì trang sức a, à, liền tính là có trang sức, cũng đã sớm bị nguyên chủ kia hai cái tâm hắc ca tẩu chiếm đi, nàng này bất quá là giấu người tai mắt thôi. Còn có kiện có ý tứ sự tình, ngươi nghe nói không có. Triệu Tú Hòa tự nghĩ tới cái gì, ngừng tay động tác, cười nói, trong thôn nói, ngươi này mệnh là chuyên môn khắc lục tú tài, không thể ngụy nguyên đâu, hiện tại ai còn dám nói nhà các ngươi ngụy nguyên là ngốc tử A, này tuấn tú lịch sự, trong thôn những cái đó tiểu tức phụ thấy đều phải mặc đỏ lý. Nói xong lời cuối cùng một câu, Triệu Tú Hòa ngột dừng miệng, nhưng lời nói đã xuất khẩu, nàng có chút ngượng ngùng cười cười, có vẻ có chút xấu hổ. Tô Trân Trân cũng không trách nàng, lòng yêu cái đẹp người người đều có, chính là nàng cũng thập phần thích ngụy nguyên này phúc hảo túi gia, gọi người thèm nhỏ giải cũng đúng là bình thường, chỉ là người khác đều không có triệu tú hòa này lá gan, không dám ở nàng trước mặt dứt lời. Lúc ấy ai đều ghét bỏ, hiện tại đảo thành kim ngật đáp. Tô Trân Trân tự dễu cười cười. Triệu Tú Hòa im lặng. Bởi vì muốn một lần nữa nắp gập nóc nhà, ngụy gia lại không có bên phòng ở có thể ở lại người, chỉ có thể ở trong vòng một ngày gia tăng hoàng công, nếu không phải màn trời chiếu đất, ngụy nguyên mấy ngày nay thay đổi cá nhân dường như, ở trong thôn đi lại lên. Chính trực vào đông, lúa mì vụ đông đã gieo xuống đi, tạm thời cũng không có gì việc nhà nông nhi muốn vội, anh nông dân tự nhóm nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, một ngày 50 tiền công lực hấp dẫn quá lớn, trong thôn tráng lao động một chút toàn vọt tới ngụy gia tới hỗ trợ. Một ngày vận gạch, một ngày xây tường, cuối cùng một ngày nắp gập nóc nhà, trong nháy mắt này ngụy gia sơn liền thăng cấp một cái cấp bậc tô trân trân nhìn trước mặt sau ngụy nguyên còn cao nửa cái đầu tường vây trong lòng cảm giác an toàn đột nhiên sinh ra ở nơi này mặt nàng cuối cùng có thể ngủ cái an ổn giác ngụy nguyên mấy ngày liền ở trong nhà bận rộn đem trong nhà trong ngoài lạng gia cụ đều cấp chém thành toái ra đương củi đốt lần này trong nhà cũng chỉ có một trương giường đất cùng một trương bàn năm đem ghế dựa có thể sử dụng còn có một phen ghế dựa là què chân tô trân trân thập phần hoài niệm đời sau tủ quần áo đỉnh thiên lập địa tủ quần áo, có thể chứa nàng sở hữu xinh đẹp sim y, nghĩ đến vài ngày sau muốn đi trấn trên lấy sim y đã trở lại, liền nghĩ không bằng đặt làm cái tủ quần áo, ở làm chút đời sau thường dùng gia cụ. Ngồi ở phô tân đệm chăn cùng trắng nõn lót nhớ nhiệt trên giường đất, tô trân trân ghé vào đầu giường một cái cử rương gỗ thượng vẽ bản vẽ. Văn phòng tứ bảo nàng miễn cưỡng sẽ dùng, vẫn là đi theo lão trung y học, chính là hơi có chút ân. Qua loa. Ở lãng phí hai tờ giấy sau, Tô Trân Trân vẫn là quyết định bỏ văn từ võ, đi phòng bếp lòng bếp đào căng thang bổng ra tới, dùng tiểu đao tu đến phẩm chất thích hợp, lúc này mới có thể đem chính mình cự tác hoàn thành. Nhìn bản vẽ, Ngụy Nguyên khó nén kinh ngạc. Ngươi xác định thứ này có thể làm ra tới. Tô Trân Trân định liệu trước, chỉ cần kia thợ một sẽ xem bản vẽ, liền nhất định có thể làm được. Ngụy Nguyên nửa tin nửa ngờ đi tìm ngư vương thôn từ thợ một, từ thợ một nhìn bản vẽ thẳng nhíu mày, đây là cái cái gì ngoạn ý nhi, đừng trì hoãn ta công phu. Tô Trân Trân bị hảo một hồi khí, này còn không phải là cái tủ quần áo sao, bất quá là cải tiến quá, như thế nào liền làm không được, tài nghệ không tin thôi. Nàng tức giận thu hồi bản vẽ, cùng Ngụy Nguyên rời đi từ thợ một trong nhà. Ngụy Nguyên nhìn kia bản vẽ, nghiêm túc suy tư một lát, bỗng nhiên lôi kéo Tô Trân Trân quải cái công, đi một nhà khác. Tiểu thợ một họ chu, đang ở trúc ly trong viện bào đầu gỗ, trong viện làm một ít tiểu tủ bàn nhỏ, còn có hồ giấy cao ly xoát dầu cây trẩu hoa cửa sổ, tuy rằng công nghệ không tính tinh mỹ, nhưng nhìn thủ công lại là thực tốt. Tô Trân Trân ánh mắt sáng lên, kia tiểu chu thợ một cũng thấy hai người, trên tay hắn động tác chưa đình, chỉ hỏi là muốn làm cái gì đồ vật không. Tô Trân Trân đem bản vẽ vẫy vẫy, tiểu chu thợ một đầu tiên là không có để ý, lại liếc liếc mắt một cái, liền động tác một đốn, buông trong tay việc bước đi qua đi, tiếp nhận bản vẽ nhìn thoáng qua. Viết cái gì tự hắn không thấy thế nào hiểu, Bất quá này bản vẽ thượng cấu tạo lại họa đến rõ ràng có thể làm sao cô trân trân có chút vội vàng hỏi nói tiểu chu thợ một phiên xong rồi mười tới trương bản vẽ lúc này mới cho cái lời chắc chắn không thành vấn đề nửa tháng thời gian có thể làm thành cô trân trân vui mừng không xiết muốn nhiều ít tiền công đều đã quên hỏi vẫn là ngụy nguyên không quên hỏi nhiều một câu tiểu chu thợ một lại nói làm ra tới các ngươi nhìn xem có phải hay không thứ này lại nói bao nhiêu tiền đi Chương 43 về nhà mẹ đẻ tiểu trụ Chương 43 về nhà mẹ đẻ tiểu trụ Nhưng thật ra cái thật thành sản khoái người, rất đúng tô trân trân ăn uống. Bất quá nàng cũng không phải làm người có hại người, dựa theo đời sau quy củ, cho một ngàn văn tiền đặt cọc, mặc kệ có phải hay không, cái này bạc là sẽ không đẩy, rốt cuộc nhân gia cũng là muốn tốn thời gian cố sức. Tiểu chu thợ một không nghĩ tới cô trân trân sẽ hào phóng như vậy, từ trước ở trong thôn gặp qua vài lần, tiếp đón cũng chưa như thế nào đánh quá, sau lại trong thôn truyền chuyện của nàng, hắn đối tô trân trân sâu nhất ấn tượng đầu tiên là khắc phu, sau là thông đồng nhà giàu, đều là chút không dễ nghe lời nói, lúc này thấy chân nhân sang sản hào phóng, không khỏi hoang mang lên. Khá tốt một người, như thế nào truyền nhân gia truyền như vậy khó nghe. Thông đồng đầu tô gia. Trương Tú Mai như là được thất tâm phong dường như nhảy nhóc lung tung, ta đều nói, tô trân trân liền không phải cái thứ tốt, các ngươi như thế nào cũng không tin đâu, ta chính là tận mắt nhìn thấy nàng mang theo đại bao đại bao đồ vật từ bên ngoài trở về, cha chồng ngươi rốt cuộc có phải hay không cho nàng để lại đồ vật. cô phụ giống cái tượng đá dường như ngồi ở băng ghế thượng, cung thân tận lực không đi xem con dâu cả dương nanh múa vuốt. Thẩm Vân Liên cười lạnh, liền tính là cha chồng rộn cho cô em chồng đồ vật, ngươi còn có thể lấy về tới không thành. Trương Tố Mai quay đầu trừng hướng Thẩm Vân Liên, kia đương nhiên, chúng ta tô gia đồ vật vạn không có làm một cái ngoại gã nữ cầm đi, ngươi cũng ít ở chỗ này thanh cao, nếu là đồ vật lấy về tới, ngươi không cần mới có quỷ. Ngươi. Thẩm Vân Liên bị đổ khó chịu, cũng vô pháp tiếp tục bảo trì sự không liên quan mình cao cao treo lên bộ dáng, nàng ha hả cười lạnh nói, như thế nào, ngươi như vậy năng lực liền đi ngụy gia tìm tô trân trân muốn bái, ở trong nhà hoành tính chuyện gì xảy ra. Khi trào phúng ngữ khí nghe được Trương Tú Mai phát điên, nàng quả thực làm bộ liền phải đi tô gia. Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận ghiềm ngựa dục thanh. Thẩm Vân Liên hướng ra ngoài nhìn lại, quả nhiên là muội muội cùng muội phu đã trở lại, nàng đảo qua trên mặt không vui, cười liền đón đi ra ngoài. Như thế nào hôm nay đã trở lại, ta còn nói quá mấy ngày đi trong huyện xem ngươi đâu. Nói hạ giọng đối thẩm vân nhụy nói, tỷ tỷ cho ngươi tích cóc vài cái trứng gà đâu, chính là ngươi cháu ngoại ta cũng không bỏ được cho hắn ăn. Thẩm vân nhụy nghe, cắt gao cầm tỷ tỷ lòng bàn tay, lại là mặt mày một rũ, thế nhưng lộ ra vài phần bỉ khuất chi sắc tới. Thẩm vân liên vừa thấy nàng bộ dáng này, liền hoang mang nhìn về phía một bên lục ngạn kinh thẩm vân nhụy sợ nàng hiểu lầm vội nói tỷ tỷ không liên quan ngạn ca ca sự lục ngạn kinh trên mặt lộ ra vài phần mất tự nhiên thần sắc trước một bước vào tô gia môn hắn mới vừa vừa vào cửa trương tú mai liền ánh mắt độc ác đem hắn trên dưới đảo qua một lần phát hiện lần này thẩm vân nhụy hai vợ chồng thứ gì cũng không có mang về tới từ trước cốt xấu còn sẽ mang mấy phong điểm tâm một ít kẹo hạt dưa gì đó như vậy không tay trở về vẫn là lần đầu tiên Tôi có hy vọng tiến lên đang muốn cùng lục ngạn kinh chào hỏi hàng huyên đâu, trương tú mai liền lôi kéo trượng phu ống tay áo xoay người vào phòng. Lục ngạn kinh mặt lộ vẻ quẩn nhiên, cùng tỷ phu chào hỏi. Tôi có quý hắc hắc cười hai tiếng, hắn là chân đất, cả đời cán bút cũng chưa sờ qua một chút, ở như vậy tú tài người đọc sách trước mặt, khó tránh khỏi rụt rè. Ngươi như thế nào bộ dáng này trở về, cô gia đãi ngươi không tốt. Thấy bên cạnh không người khác, thẩm vân liên vội vàng mở miệng hỏi. Thẩm Vân Nhụy, sách một tiếng, thực khó xử bộ dáng, ngượng ngùng một lát mới nói, tỷ ta lần này trở về, chỉ sợ đến ở nhà đãi chút thời gian. Thẩm Vân Liên lúc này mới phát hiện, trong xe ngựa còn có mấy cái đại tay nải, đây là phải về tới thường trụ đâu, vẫn là trở về tiểu trụ. Nàng tức khắc có chút đau đầu. Chương 44 giá cao xính chó con nhi. Chương 44 giá cao xính chó con nhi. Thấy tỷ tỷ trên mặt khó xử, Thẩm Vân Nhụy miếng môi, quyết định tạm thời không đem chính mình vì sao phải trở về tiểu trụ nguyên nhân nói cho tỷ tỷ. Nếu là tỷ tỷ biết chính mình không hoa như vậy nhiều công phu còn không chịu nhà chồng thích, tuyệt đối sẽ không làm nàng ở tô gia tiểu trụ. Nàng miễn cưỡng dơ lên gương mặt tươi cười, nói, tỷ tỷ, ta này xuất giá sau còn không có trở về bồi quá ngươi đâu, liền không thể làm ta ở nhà bồi ngươi mấy ngày. Thấy nàng mặt mày khôi phục bình thường, thẩm vân liên lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng thiếu chút nữa đều tưởng lục gia hưu nàng muội muội đâu thiếu chút nữa cấp dọa không có linh hồn nhỏ bé. Tô phụ ngậm điếu thuốc cuốn nhi, ngồi sổn dưới mái hiên hít mây nhã khói, tô có quý liền cùng muội phu lục ngạn kinh nói lên thời. Tiếp này tới, sợ là không bao lâu liền phải tuyết rơi. Tô có quý xúc xuống tay, hút lưu một chút cái mũi, hắc hắc cười hai tiếng, lục ngạn kinh trên người ăn mặc hậu áo bông, cảm thấy còn hảo, thấy tô có quý một bộ chân đất bộ dáng, không có tâm tình cùng hắn nói thêm cái gì. Chỉ là hắn nghe được một sự kiện, nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng hỏi, nghe nói trong thôn kia ngụy gia ngốc tử hảo. Tô có quý sửng sốt, chợt gật gật đầu, nhưng còn không phải là hảo sao, cũng là mơ hồ, người nói người này choáng ván nhiều năm như vậy, làm sao nói tốt thì tốt rồi. Thấy lục ngạn kinh nghe được mê mẩn, tôi có quý liền tiếp theo nói tiếp, người bây giờ còn có tiền còn sửa nhà, nói chuyện cũng không đánh khái, trong thôn đều nói là chu cử nhân làm việc thiện, cấp kia ngụy gia ngốc tử cưới tức phụ, mới làm ngụy gia ngốc tử thông suốt lý hắn tưởng nói nhà mình kia muội muội giống như cũng không phải như vậy không có phúc khí nhưng lời nói vừa muốn xuất khẩu liền nghĩ tới nhà mình kia bà nương lời nói đành phải đình chỉ lục ngạn kinh ánh mắt tự do lâm vào trầm tư nếu chính mình làm kia tràn mộng không phải giả kia tô trân trân hẳn là đã chết mới là như thế nào sẽ còn sống càng ly kỳ chính là ngốc tử thế nhưng thành người bình thường hắn hiện tại liền thập phần hoài nghi chính mình mộng rốt cuộc có phải hay không thật sự kia trong mộng hắn cưới thẩm vân nhụy sau liền thăng chức rất nhanh một đường khoa cử cao trung cuối cùng thanh vân thẳng thượng kia vận khí tốt sẽ trở thành sự thật sao tô trân trân chưa chết một chuyện làm hắn có chút trong lòng bất an thông tây đầu ngụy gia tô trân trân cũng không biết chính mình tồn tại cho người ta ngột ngạt nàng lúc này nhìn lại ấm áp lại sạch sẽ ấm giường đất chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần thoải mái bên ngoài nổi lên tường vây sau bọn nhỏ ở trong sân chơi đùa nàng cũng không lo lắng chính là tổng cảm thấy còn kém điểm cái gì ngày hôm sau triệu tú hòa lại đây thời điểm nhịn không được cảm thán nói ngươi này này nhà ở vừa lật tu trong thôn nhưng không có mấy nhà có thể so sánh được với nhà ngươi này tường vây cũng thật cao triệu tú hòa một bên nói một bên tấm tắt hai tiếng thập phần cảm thán bộ dáng này liền khó lường tô trân trân bật cười lúc này mới mở đầu đâu bất quá nàng cũng sẽ không đi cùng triệu tú hòa tranh luận này đó mà là lôi kéo nàng hỏi ngươi biết trong thôn nhà ai có chó con sao ta tưởng dưỡng chỉ cẩu ban đêm cũng có thể đánh cái tiếng vang. Chó con. Triệu Tú Hòa ngẩn người, tinh tế nghĩ nghĩ, nói, trong thôn nuôi chó thật đúng là không nhiều lắm, ngươi muốn nuôi chó nói, ta ngày mai đi giúp ngươi hỏi một chút. Cũng đúng, người trong thôn gia đều không dư giả, có đôi khi người đều không đủ ăn, càng đừng nói dưỡng điều cẩu. Bất quá Triệu Tú Hòa đáp ứng giúp nàng đi hỏi một chút, Tô Trân Trân vẫn là thực cảm kích. Triệu Tú Hòa người này làm khởi sự tới cũng lưu loát, bất quá hai ngày, liền đem chuyện này cấp chứng thực. Trân trân tỷ Tường vây bên ngoài truyền đến triệu tú hòa tiếng la, nghe đi lên có chút sốt ruột, tô trân trân chính dẫn theo một đao dùng hỏa liệu mau thịt ba chỉ, nghe thấy thanh âm này, cũng bất chấp buông đồ vật, nhấc chân liền hướng ngoài cửa đi. Go gâu gâu. Triệu tú hòa phía sau một cái hoàng cổ liệt miệng sủa như điên truy lại đây, triệu tú hòa nhanh chân chạy bay nhanh, tô trân trân còn không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra đâu, người đã bị triệu tú hòa lôi kéo vào sân, phanh một tiếng cấp đóng cửa lại quá hiểm triệu tú hòa vỗ về bộ ngực hoảng một hơi lúc này mới đem trong lòng ngực ôm đồ vật để đi ra ngoài nộp cho ngươi tô trân trân lúc này mới thấy triệu tú hòa thế nhưng ôm một con paparazzi kia paparazzi toàn thân hoàng mau cùng vừa rồi kia đại hoàng cẩu lớn lên giống nhau như đúc nàng lúc này mới minh bạch vì sao kia cẩu sẽ đối triệu tú hòa theo đuổi không bỏ ngươi đây là trộn nhân gia chó con một câu không nói xong tô trân trân ôm bụng cười cười ha hả Ta này cũng không biết là vì giúp ai, thiếu chút nữa thành đại hoàng cẩu trong miệng thịt, ngươi còn cười ra tới. Triệu Tú Hòa tức giận trừng mắt nhìn Tô Trân Trân liếc mắt một cái, đem chó con đặt ở trên mặt đất. Tiểu cẩu nhìn qua chỉ có hai ba tháng đại. Tiểu nhân đáng thương, trời giá rét, bốn con móng vuốt vừa rơi xuống đất, liền nải thanh kêu đảo quanh nhi, Tô Trân Trân vội đem tiểu cẩu ôm ở trong lòng ngực, lúc này mới dần dần ngưng cười. Được rồi, vì cảm tạ ngươi, giữa trưa thỉnh ngươi ở trong nhà ăn cơm được rồi đi. Tô Trân Trân trong lòng vẫn là thực cảm kích Triệu Tú Hòa, ít nhất là đủ nghĩa khí, cũng không uổng công chính mình phía trước giúp nàng. Ai thịt thịt thịt? Triệu Tú Hòa liên thanh hô nhỏ, Tô Trân Trân lúc này mới chú ý tới, này chó con tử một mụn cắn trên tay nàng thịt ba chỉ, cũng may tiểu gia hỏa còn nhỏ thật sự, Tô Trân Trân vội đem thịt cấp rút ra tới. Bất quá này một tiểu khối là không thể muốn, cầm đao tử đem thịt cấp cắt bỏ, nghe thấy cửa còn có chó sủa, Tô Trân Trân nghĩ nghĩ, đi tới cửa đem kia khối bị tiểu cẩu cắn quá thịt cấp ném đi ra ngoài. Nột, cái này cho ngươi, đa tạ ngươi tiểu cẩu, ngươi yên tâm, nhà ngươi nhảy con ở ta nơi này, có thể ăn ngon uống tốt, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi nó. Triệu Tú Hòa nhìn không hiểu ra sao, này còn có thể cùng cậu nói chuyện đâu. Nó có thể nghe hiểu sao? Cô Trân Trân không nói gì, ý bảo nàng nhìn. Hai người ôm chó con ngồi sổng cửa khe hở hướng ra ngoài xem, kia đại hoàng cậu ngửi ngửi thịt, lại không có lập tức ăn, mà là nhìn cửa vài lần. Mấy tức sau mới ngậm khởi thịt chậm rãi xoay người. Nó như thế nào không ăn? Tô Trân Trân trầm ngâm nói, cậu nhất thông nhân tính, chắc là điêu trở về cấp chó con ăn đi. Triệu Tú Hòa cũng nhận đồng, như vậy cũng coi như là cho hắn một chút bồi thường, trong thôn cậu không có mấy cái có thể có thịt ăn, này cũng coi như là giá cao mua nó chó con. Đừng nói là cậu, chính là nàng cũng hảo liền không có ăn qua thức ăn mặn, tô trân trân trên tay kia khối thịt ba chỉ, ít nhất có hai cân đi, nghĩ, nàng liền nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Ngụy Nguyên từ bên ngoài trở về, liền cầm một ít rau dại cùng một ít đen tuyền đồ vật trở về, Tô Trân Trân không quản rau dại, mà là lay một chút những cái đó đen tuyền bọc bùng đồ vật, tức khắc ánh mắt sáng lên. Là khoai sọ. Triệu Tú Hòa ở trong phòng cùng bọn nhỏ cùng nhau đậu chó con chơi, nghe thấy Ngụy Nguyên đã trở lại, vội đem váy đi xuống lôi kéo, sửa sang lại một chút xiêm y, đi ra ngoài kêu một tiếng tỷ phu nàng cùng tô trân trân hiện tại chỗ đến tỉ muội dường như ngụy nguyên cũng thói quen gật gật đầu lập tức đi rửa tay triệu tú hòa không có hài tử cho nên đối ngụy ngọc trì mấy cái thập phần thích tô trân trân có đôi khi muốn ra cửa liền đem hài tử ném cho nàng nhìn chương 45 bị thương chương 45 bị thương tô trân trân tính toán giữa trưa đem kia chỉ tương một ngày phì gà cấp làm còn có một con tương vịt muối phì gà liền làm khoai sọ thiêu gà vịt muối liền trực tiếp nấu chín ăn tuyệt muối thịt hàm hương hàm hương, rất có nhai kính, càng nhai càng hương. Triệu Tú Hòa nhìn ngụy gia này thức ăn, quả thực là hâm mộ không biên nhi. Này một bàn thịt, chỉ có một tố xào rau dại, nhìn thật là lệnh người thèm nhỏ dãi. Ba cái hài tử đã là thấy nhiều không trách, chỉ là đối hôm nay này đạo khoai sọ thiêu gà thập phần ưu ái, mẫu thân thật lợi hại. Tiểu Yến Ninh mở ra khen khen hình thức. Mẫu thân thiêu đồ ăn cử thế vô song. Ngọc Trì lấy tô trân trân gần nhất mới vừa dạy hắn từ ngữ cũng khen một câu. Mẫu thân cũng cử thế vô song. Ngọc Hỷ nuốt xuống trong miệng đồ ăn, gãi gãi đầu, học ca ca nói một câu. Tô trân trân trong lòng nhạt nở hoa nhi, ba cái hài tử quả thực muốn manh hóa nàng này viên lão mẫu thân tâm. Nhà của chúng ta ba cái ngoan bảo bảo cũng là cử thế vô song, là mẫu thân cử thế vô song bảo bối. Tô Trân Trân không chút nào che giấu chính mình vui mừng, Tán Dương nói. Có nghiên cứu cho thấy, hào phóng khen ngợi hài tử, có thể làm hài tử càng có cảm giác an toàn cùng tự tin, Tô Trân Trân hy vọng có thể sử dụng chính mình ái thay đổi ba cái hài tử. Triệu Tú Hòa chưa thấy qua như vậy mẫu tử ở chung phương thức, này không đều là côn bổng phía dưới ra hiếu tử sao, như vậy khen, về sau hài tử nếu là không nghe lời nhưng làm sao bây giờ. Nhưng Tô Trân Trân tự hồ một chút cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề, nghĩ đến nàng là ba cái hài tử mẹ kế, Triệu Tú Hòa lại lý giải. Mẹ ruột đánh hài tử bình thường, mẹ kế đánh hài tử, kia chính là phải bị người chọc cuộc sống. Ăn cơm xong, Triệu Tú Hòa giúp đỡ thu thập chén, sắp đến phải đi về, Tô Trân Trân bỗng nhiên kêu nàng chờ hạ, vào nhà bưng một chén đồ ăn ra tới, chỗ nào có thể ngươi một người ăn cái gì đều không mang theo trở về, đoan trở về, thôi anh thẩm cũng ít quán trách ngươi vài câu. Triệu Tú Hòa thập phần ngoài ý muốn. Nàng phủng chén, trong mắt bỗng nhiên có chút ức ác, ngẩng đầu hướng Tô Trân Trân cười cười, Trân Trân tỉ, cảm tạ nói tựa hồ có chút làm ra vẻ, nàng nói không nên lời, đơn giản xua xua tay, cười nói, ta đây đi trở về. Một chén hâm lại thịt mà thôi, đối tô trân trân hiện tại điều kiện tới nói, thật không tính cái gì, nguyên bản cũng không nghĩ muốn cho ai nàng ân vạn tạ, nhưng nhìn triệu tú hòa biểu tình, nàng vẫn là trong lòng đau xót. Nàng bỗng nhiên có ý niệm. Buổi tối, nằm ở trên giường đất, tô trân trân đột nhiên hỏi ngụy Nguyên, ngươi cảm thấy chúng ta có thể hay không làm điểm sinh ý, mang theo người trong thôn cùng nhau. Ngụy Nguyên ngẩn người, thấy ánh nến hạ tô trân trân vẻ mặt nghiêm túc, nếu là ngươi như vậy tưởng, ta cảm thấy có thể thử một lần. Tô trân trân nghe, gò má thượng dần dần nổi lên hai đóa mây đỏ, này nam nhân nói lời nói liền nói lời nói, như thế nào còn lưu nhân đâu. Biết cô trân trân ái sạch sẽ, hiện tại ngủ trước, vị Nguyên đều sẽ cấp ngọc trì ngọc hỉ hai huynh đệ rửa sạch sẽ lại làm hai người thượng giường đất, chính mình cũng sẽ rửa sạch sẽ, mà tiểu yến ninh tự nhiên là giao cho tô trân trân. Lấy cớ đi cấp tiểu yến ninh thu thập, Tô Trân Trân đỏ mặt ra cửa. Không biết sao, giống như cùng Ngụy Nguyên gia hỏa này càng ở chung, nàng ngược lại càng ngượng ngùng, phía trước ở chung một phòng còn hảo, hiện tại lại có chút. Mặt đỏ tim đập. Tiểu Yến Ninh giặt sạch chân, thấy mẫu thân đang ở phát ngốc, nghĩ nghĩ, nghiêng đầu tìm một vòng, thấy chính mình sát chân bố, liền duỗi trường cánh tay đi lấy. Phanh một tiếng, Tô Trân Trân hoàng hồn, liền thấy Tiểu Yến Ninh cả người đều ngã ở một bãi trong nước khi cái mũi nhỏ thượng đều là bùng ô, tròn xoe mắt to ủy khuất ba ba nhìn tô trân trân, muốn khóc lại không dám khóc bộ dáng đem tô trân trân cấp đau lòng hỏng rồi. Có hay không quan ngã nơi nào? Tô trân trân tiến lên đem tiểu nha đầu cấp ôm lên, cũng mặc kệ trên người nàng có phải hay không nước bùng, ôm vào trong ngực kiểm tra rồi một bên. Sao lại thế này? Ngụy Nguyên đuổi ra tới, vẻ mặt cấp sắc, nhìn thấy cả người chật vật tiểu yến ninh cùng tô trân trân, lúc này mới hiểu được là xảy ra chuyện gì vừa rồi ta không chú ý, tiểu nha đầu chính mình đi lấy rác chân bố quan ngã, cô trân trân trong lòng rất là ấy nấy, chính mình không có việc gì ngẩn người làm gì a, à, hài tử còn như vậy, tiểu này nếu là quan ngã ra cái vạn nhất nhưng như thế nào là hảo đau, tiểu yến ninh dơ béo trảo trảo, có chút ủy khuất nói, cô trân trân dương mắt xem qua đi, kia ngón út đã sưng đi lên, mới vừa rồi nàng xem, rõ ràng không có vết sẹo a, à, như thế nào sẽ không thể hiểu được sưng lên. Tô Trân Trân nhìn kia cao cao sưng khởi ngón cái, nhanh chóng duỗi tay sờ sờ, là ngón tay khớp xương trật khớp, trên tay nàng sử cái xảo kính, nhẹ nhàng một chút, đem khớp xương phục vị. Tiểu Yến Minh lúc này mới qua một tiếng khóc lên, Ngụy Nguyên thấy kia ngón tay còn sưng, tiếp nhận hài tử nhìn một chút, là tiếp khớp xương tách rời. Sau đó lại nhíu mày, giống như lại khôi phục. Nói, hắn hoang mang nhìn về phía Tô Trân Trân. Trấn An hảo hài tử, lại về phòng thay đổi xiêm y một lần nữa thu thập hảo. Tô Trân Trân còn do dự mà muốn hay không đem chính mình sẽ y thuật sự tình nói cho Ngụy Nguyên. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, nàng sẽ cùng Ngụy Nguyên ở bên nhau thật lâu, ít nhất ở nàng không nghĩ trước khi rời đi, bọn họ đều phải sinh hoạt ở cùng dưới mái hiên, muốn gạt một sự kiện rất khó. Hơn nữa nàng sẽ y thuật chuyện này không giống không gian có thể giấu đi, nghĩ nghĩ, nàng quyết định vẫn là nói cho Ngụy Nguyên. Ngụy Nguyên nghe được trợn mắt há hốc mồm. Ta sẽ y thuật chuyện này ta cũng giải thích không thông. Dù sao ở trong nước thời điểm ta đều cảm thấy ta muốn chết, bỗng nhiên xuất hiện lão thần tiên nói cho ta, ta mệnh không nên tuyệt, lại tỉnh lại liền mặt danh sẽ y thuật. Nàng đem chuyện này đẩy đến thần tiên trên người, Ngụy Nguyên mày kiếm nhíu lại, tự hồ là suy nghĩ Tô Trân Trân nói có thể tin không. Tô Trân Trân khẩn trương nhìn hắn, Ngụy Nguyên trầm tư thật lâu sau, mới nói, ta tin ngươi, ta chính mình lượt cùng y thuật chuyện này ta chính mình cũng giải thích không thông, nói không chừng ta cũng là gặp được lão thần tiên cũng nói không chừng cô trân trân nghe đại thở dài nhẹ nhõm một hơi ngụy nguyên nói tiếp bất quá đối người khác vẫn là không cần nói như vậy có thể biên cái lý do nhân gia nếu phát hiện chúng ta không bằng nói là cùng trong thành một cái lão lang trung học gia hỏa này còn quán sẽ gặp người bất quá nghe tới tựa hồ là so nàng chính mình tìm lý do chân thật nhiều rốt cuộc phía trước nguyên chủ chính là thường xuyên đi trong huyện xem lục ngạn kinh nói ra đi cũng có thể tin bất quá đề tài này cô trân trân nghĩ đến mua đất sự tình liền thuận miệng hỏi một câu tiến triển như thế nào. Trong thôn mà nhiều nhất tốt nhất là chu cử nhân, chu cử nhân muốn dọn đi trong huyện, nhà bọn họ mà đều phải thuê, ngươi xem phòng ở cái ở nơi nào thích hợp. Tô Trân Trân nghĩ nghĩ, cảm thấy thôn đầu ly lão tô gia thân cận quá, nàng không thích, thôn phía tây tới gần sau núi, tương đối hẻo lánh, lại hợp với tảng lớn ruộng cạn, nàng muốn ở trong thôn loại dược điền, vẫn là bên này thích hợp. Nghĩ nghĩ, Tô Trân Trân hạ quyết tâm, vẫn là ở phía tây nhìn xem đi, nếu muốn kiếm nhà ở, vậy tu rộng mở điểm, chờ hài tử lớn cũng có thể có chính mình phòng. Nói xong lời này, nàng lập tức liền ý thức được cái gì, bên tai nóng lên, bỗng nhiên nói không được nữa. Chương 46 giết heo Chương 46 giết heo Hiện tại người một nhà ở cùng một chỗ, nàng cảm thấy còn có thể tiếp thu, nhưng nếu là về sau bọn nhỏ đều ngủ chính mình phòng, khi nàng chẳng phải là muốn cùng Ngụy Nguyên cùng ở một phòng. Ngụy Nguyên chính trực huyết khí phương cương tuổi tác, chính mình cũng là hắn trên danh nghĩa tức phụ nhi, giống như cũng không có cự tuyệt đường sống, hơn nữa ngụy nguyên điều kiện tốt như vậy, chính mình cần thiết cự tuyệt sao? Nhưng nàng rốt cuộc là chưa bao giờ trải qua quá loại chuyện này, cho nên tưởng tượng đến cái loại này lệnh người huyết mạch phun trương hình ảnh, liền có chút tâm hoảng ý loạn. Đều nghe ngươi. Ngụy Nguyên có chút mệt trả rời, tô trân trân cổng hắn, không nghe thấy nàng hồi âm, cho rằng nàng đã ngủ rồi, liền đứng dậy đi tắt đèn. Buổi sáng, Tô Trân Trân là bị giường đất biên chó con đánh thức, bên ngoài trời còn chưa sáng đâu, chó con từ nó ổ chó bò ra tới, có lẽ là đói bụng, chính rầm rì tìm ăn đâu. Bên cạnh không có người, chỉ có ba cái hài tử giống tiểu trư dường như đang ngủ ngon lành đâu, Tô Trân Trân mặc tốt xiêm y xuống giường, đem tiểu cẩu thả lại ổ chó, tính toán đi lộng điểm cơm thừa uy nó. Đẩy mở cửa, một trận gió lạnh ập vào trước mặt, Tô Trân Trân chà sát tay, kinh ngạc phát hiện thế nhưng tuyết rơi. Rào rạc rơi xuống tuyết lông ngỗng dường như tuyết trắng, lạc đầy đầu tường, trong viện cũng tích một tầng hơi mỏng tuyết, bỗng nhiên nơi xa truyền đến một trận bén nhọn tru lên, tô trân trân cấp hoảng sợ, cẩn thận nghe nghe, là heo tru lên. Đây là ai da giết heo. Tô trân trân xoa xoa đôi mắt, bừng tỉnh nhớ tới triệu tú hòa cùng nàng nói qua, tháng chạp 12, triệu tú tài nhi tử muốn cưới vợ, chính là ngày mai. Thẩm vân nhụy gã cho lục ngạn kinh sự tình xem như làm triệu tú tài ném đại mặt, chạy đến triệu gia tới nháo quá một hồi sau, quay đầu liền định rồi cách vách hạnh hoa thôn một cái đại khuê nữ, kia khuê nữ sinh hảo. Trắng trẻo mập mạp, chính là xính lễ muốn cao, triệu tú tài vì tránh thể diện, khẽ cắn môi cấp nhi tử định ra kia khuê nữ. Này không, vì tìm bãi, thế nhưng đem ăn tết năm heo cấp trước tiên giết. Tô Trân Trân cầm cơm thừa về phòng uy chó con, vượng tài, tiểu vượng tài. Tô Trân Trân kêu vài tiếng tên của nó, tiểu cẩu nhi phe phẩy cái đuôi hự hự ăn cơm thừa, bên ngoài vang lên một trận mở cửa thanh âm. Tô Trân Trân đứng dậy đi ra ngoài, liền thấy Ngụy Nguyên đã trở lại. Đây là... Tô Trân Trân thấy trên tay hắn dẫn theo đồ vật, nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Buổi sáng đi giúp đỡ triệu tú tài gia ấn heo, hắn cấp tặng hai cân gan heo. Nguyên lai sáng sớm không thấy người, là đi cho người khác hỗ trợ ấn heo đi. Tô Trân Trân khóe miệng lộ ra một mặt vi diệu tươi cười, đường đường vương gia xuất thân, hiện giờ ở nông thôn ban nhân ấn heo. Cũng là thời buổi này không có đội paparazzi, nếu không thỏa thỏa đứng đầu bản đại tin tức A. À. Ta nghe nói nữ hài tử ăn gan heo có thể bổ huyết, ngươi mấy ngày hôm trước không phải khó chịu sao, này đó gan heo vừa lúc cho ngươi bổ bổ. Hắn nói tự nhiên, tô trân trân ngẩn người, phản ứng lại đây cái gì là mấy ngày hôm trước sau, một khuôn mặt lập tức hồng như là nấu chín con cua. Nàng mấy ngày hôm trước tới nguyệt sự, đau không được, Ngụy Nguyên thấy nàng không thoải mái, hỏi nàng làm sao vậy, nàng hàm hàm hồ hồ chỉ nói là thiếu máu, không nghĩ tới hắn thế nhưng yên tâm thường, còn đi. Đang xem kia gan heo, Tô Trân Trân liền cảm thấy không mặt mũi xem Ngụy Nguyên. Ngụy Nguyên giống cái lăn đầu thanh dường như, đem gan heo đặt ở nồi to, có đem cái vung kín mít, lúc này mới rửa tay đi ra ngoài. Vừa rồi ở Triệu Tú Tài nơi đó, ta thấy ngươi đại tẩu nhị tẩu. Ngụy Nguyên tổ chức một chút ngôn ngữ, nếu ngươi không nghĩ đi nói, chúng ta liền ở trong nhà ăn cơm đi. Chương 47 Triệu Tú Tài cưới vợ. Chương 47 Triệu Tú Tài cưới vợ. Tô Trân Trân buồn cười, nàng vì cái gì không đi, đi, sao không đi, chẳng lẽ về sau tô gia người đi địa phương ta đều phải tránh còn không kịp. Chúng ta cả nhà đều đi. Ngụy Nguyên thấy nàng vẻ mặt ý chí chiến đấu sụp sôi, trong lòng mặt danh có chút vui mừng. Ngày mai ta không đi. Thẩm Vân Nhụy không cao hứng dẫu miệng, nàng tháng này nguyệt sự tới, nhìn dáng vẻ một chốc còn hoài không thượng hài tử, lục ngạn kinh đem nàng ném về tới hơn nửa tháng, còn không có nghĩ cách trở về tiếp nàng, chính mình lại giấu đi xuống, nàng tỷ cũng không tin. Còn hợp với hỏi rất nhiều lần, có phải hay không lục gia không tính toán muốn nàng, nếu không như thế nào lâu như vậy còn không tiếp nàng trở về. Thẩm vân nhụy tâm phiền ý loạn, lại cũng không kế khả thi. Nàng tổng không thể chính mình thu thập tay nải trở về đi, kia càng là gọi người chê cười, nhưng tiếp tục ở lại đi, nàng nhị tỷ nơi này còn hảo, kia trương tú mai lại là xanh mét khuôn mặt, như là nàng ăn nhiều ít dường như, lời trong lời ngoài nói nàng trở về tống tiền lại cứ nàng còn không có biện pháp phản bác, phía trước ở Cẩm Hưng Tú Trang, nàng vì mặt mũi, làm nha hoàng trở về lấy bạc tới, đem bà mẫu cấp khí hô to muốn lục ngạn kinh hưu nàng, lục ngạn kinh kẹp ở bên trong hai mặt khó xử, lúc này mới đưa nàng trở về, nói bà mẫu hết giận, hắn liền trở về tiếp nàng. Nghĩ vậy chuyện này, nàng trong lòng liền đem tô trân trân cấp mắng một lần. Khi tô trân trân rốt cuộc sao lại thế này ngươi hỏi thăm rõ ràng không có, nàng như thế nào sẽ bỗng nhiên có như vậy nhiều tiền. Trong phòng chỉ có tỷ muội hai, Thẩm Vân Liên lúc này sắc mặt khó coi, nghe nói là ta bà bà cho nàng để lại trang sức, nàng cầm đi cấp đương bạc. Thật sự. Thẩm Vân Nhụy không quá tin tưởng, phía trước cô trân trân kia ngốc tử cái gì đều cùng nàng nói, nếu thật là như thế, nàng như thế nào sẽ không có cùng chính mình đề qua. Ta nào biết đâu rằng, nàng phía trước không phải nhất tin ngươi sao, ngươi đi hỏi bái. Thẩm Vân Liên thấy nàng không tin chính mình, cũng có chút tức giận, dỗi một câu trở về. Thẩm Vân Nhụy nghe, liền hoảng hoảng ngữ khí, nói, tỷ hai ta thiết. Kế tô trân trân, nàng nếu là phục hồi tinh thần lại, tất nhiên là sẽ không bỏ qua chúng ta, chúng ta là thân tỷ muội cần thiết đoàn kết lên, nếu không có thể làm tô trân trân ăn xương cốt đều không dư thừa. Ngươi cũng biết chúng ta là thân tỷ muội Thẩm Vân Liên âm dương quái khí hừ hừ, ngươi cùng nhà chồng bất hòa sự tình như thế nào bất hòa ta nói, còn tưởng rằng thật có thể gạt ta. Thẩm Vân Nhụy không dự đoán được Thẩm Vân Liên thế nhưng đã biết, trên mặt hiện lên một mặt xấu hổ chi sắc, cúi đầu xuống, ta này cũng không phải sợ ngươi lo lắng mới chưa nói sao. Liền tính là nói, ngươi có thể giúp đỡ sao, cô gia hiện giờ nhưng nhập không được lục gia mắt, nói cũng không làm nên chuyện gì. Ngươi ngốc a, à, nếu không phải kia hoàng phu nhân cùng ta nói, ta thật đúng là cho rằng ngươi là về nhà mẹ để tiểu trụ, ngươi liền tính toán vẫn luôn giấu đi xuống. Hoàng Chu Thị Thẩm Vân Nhụy trong lòng thầm mắng một câu tiện nhân, trên mặt lại không hiện mảy may, tỷ Nàng làm nũng. Được rồi, chuyện này ta giúp ngươi tưởng cái chủ ý. Thẩm Vân Liên trầm tư một lát, ngẩng đầu nói, rốt cuộc là bởi vì ngươi của hồi môn quá mỏng, mới làm lục gia nhìn nhẹ đi, ngươi nếu là nhiều hơn của hồi môn, liêu kia lục gia lão bà tử cũng không dám ở coi kinh ngươi. Chỉ cần có bạc là có thể giải quyết vấn đề, nhưng vấn đề chính là không có bạc A. À. Tới rồi ngày hôm sau, Triệu Tú Hòa sáng sớm liền chạy tới kêu tô trân trân, trân trân tỷ chúng ta cùng đi triệu tú tài gia đi, ta nương cùng ta bà mẫu đều đi hỗ trợ. Cô Trân Trân đang ở cấp tiểu nha đầu chải đầu, triệu tú hòa đã vào cửa. Hôm nay triệu gia thật náo nhiệt a, à, còn thỉnh trong huyện bếp tư gánh hát tới, chúng ta đi xem đi. Chương 48 triệu gia còn có thể đem nàng đuổi ra đi không thành. Chương 48 triệu gia còn có thể đem nàng đuổi ra đi không thành. Trân Trân tỷ ngươi này xiêm y cũng thật đẹp. Triệu Tú Hòa cười hì hì đi qua đi, Ngọc Trì Ngọc Hỷ hai huynh đệ đang ở chơi tô trân trân tự chế cờ năm quân, hai cái tiểu gia hỏa nhi chơi chính hăng hái nhi đâu, triệu tú hòa lại đây cũng không gọi người. Ngọc Trì Ngọc Hỷ, các ngươi tú hòa gì tới như thế nào cũng không gọi người. Tô trân trân nhắc nhở một câu, hai cái tiểu gia hỏa lúc này mới hoàng hồn, hô thanh, tú hòa gì. Không có việc gì không có việc gì. Triệu tú hòa cười xua xua tay, lại khen nói, hôm nay cấp yến ninh nhi trác chính là cái gì tóc. Tô trân trân giải thích nói, này biếm tóc ta tùy tiện rác, nhìn như là xương cá đầu, liền kêu xương cá biện đi. Một tẢ một hữu cấp tiểu nha đầu rác cái biếm tóc, bồi kia phấn điêu ngọc rác khuôn mặt nhỏ, nhìn qua rất là xinh đẹp. Mấy ngày nay hảo cơm hảo đồ ăn dưỡng, ba cái tiểu gia hỏa đều mắt thường có thể thấy được mập lên, tiểu yến Ninh khuôn mặt thượng thịt thịt nhất rõ ràng, dinh dưỡng đuổi kịp, này khí huyết đi lên, bộ dáng cũng kém không đến chạy đi đâu. Tỷ, ngươi cho ta này sim y nguyên liệu thật tốt lần này chúng ta cả nhà đều cấp làm tân y phục, còn phải ít nhiều ngươi, ta bà mẫu cao hứng đến không được đâu. Triệu Tú Hòa hứng thú bừng bừng nói. Lần trước Tô Trân Trân đi trong huyện Cẩm Hưng Tú Trang lấy sim y thời điểm, thuận tiện từ trong không gian lấy một ít đảng xâm thái tử tham linh tinh đưa đi Ngọc Lâm Quán, cấp thay đổi 80 nhiều lượng bạc, lại mua một ít thước đầu, hướng trong nhà thêm một ít thịt cùng gạo thóc. Lần này lấy về tới thước đầu liền cho Triệu Tú Hòa tam thất, Triệu Tú Hòa đáp ứng giúp nàng làm một ít vỏ chăn khăn trải giường, Tô Trân Trân đối nàng cũng hào phóng, nói kia tam thất xem như đưa nàng tiền công, đem triệu tú hòa cao hứng hỏng rồi. Này liền thuyết minh chỉ cần nỗ lực, vẫn là có ngày lành. Tô Trân Trân cười tổng kết một câu, lãnh mấy cái hài tử ra gia môn, trở tay quản gia khóa cửa thượng. Trong nhà hiện tại làm không ít tương mùi thịt tràn, này nếu là không khóa kỹ môn, bị người trộn đi nhưng không chỗ ngồi khóc đi. Triệu tú tài gia ở trong thôn điều kiện xem như thực tốt, triệu tú tài ở trường làng dạy học, ngày thường kiếm chút quà nhập học, nhật tử quá rất là dễ chịu, nhà hắn làm hỷ sự, không nghĩ đắc tội người của hắn gia đều đi. Rốt cuộc người nhân giáo nhà mình hài tử đâu, này có thể không đi sao? Triệu tú tài năm gần 40, con của hắn cũng vừa quá nhược quán, sinh béo, cử chỉ có chút trì độn, nhìn qua không quá thông minh bộ dáng, lúc trước thẩm vân nhụy thà rằng vội vàng gã đi lục gia cũng không chịu gã tới nhà hắn, trong thôn liền nói thẩm vân nhụy là coi thường con của hắn này ngốc đại khờ bộ dáng triệu tú tài nhìn trong viện hỗ trợ tô gia nhị con dâu hừ lạnh đi vào phòng triệu gia viện này cũng rất đại gạch xanh xây tường năm gian nhà ngói tả hữu hai gian xương phòng chuồng heo cùng phòng chất củi ở phòng sau phía trước nửa người cao kháng thổ tường vây loại chút cải trắng dùng rơm rạ cái lúc này từ trong huyện tới bếp tư gánh hát đang ở dùng gạch xanh xây bếp vội vui vẻ vô cùng hôm qua hạ tuyết hôm nay nhưng thật ra trong xem ra nhân gia này ngày lành tháng tốt là chọn chuẩn vân liên a nhà ngươi kia muội tử không phải ở trong nhà sao, làm sao không có theo tới a? À? Có người già chuyện muốn nhìn náo nhiệt, ở bên ồn ào nói, này ngày lành, chính là khó được ăn một hồi thịt, nàng nếu tới, triệu gia còn có thể đem nàng đuổi ra đi không thành. Cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm, thẩm vân nhụy về nhà mẹ để trụ lâu như vậy, đã sớm truyền đến Ngưu vương thôn không người không hiểu, đại gia sôi nổi đều ở suy đoán, có phải hay không nàng bị lục gia ghét bỏ cấp đuổi đi đã trở lại, những người này có không ít là tưởng định bợ triệu tú tài, gió chiều nào theo chiều ấy liền bắt đầu trêu chọc đi lên. Thẩm Vân Nhụy ở nhà nghỉ rồi lại nghỉ, vẫn là hướng triệu gia tới, nàng nếu là không đi, sợ là người khác muốn nói nàng sợ triệu tú tài một nhà, vốn định xuất hiện có thể giảm bớt một ít không cần thiết phiền toái, ai ngờ còn không có vào cửa đâu, liền nghe thấy những cái đó bố trí chính mình nói, nhất thời khí thân mình đều đã tê rần. Chương 49 loại dược điền Chương 49 loại dược điền nói bậy gì a à, người chính là tú tài nương tử người nói chuyện đem cuối cùng bốn chữ kéo đến thật dài sau đó lòe thiên hạ nói ta một năm bốn mùa ăn không được một hồi thịt người tú tài nương tử có thể ăn không được sao giọng nói rơi xuống mọi người đều đi theo nở nụ cười khi trong giọng nói không có hảo ý không chút nào che giấu thẩm vân nhụy là hít sâu vài khẩu khí lạnh lúc này mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại thẩm vân liên lại là thấy muội muội vội đi qua đi lôi kéo nàng tới rồi một bên Ngươi như thế nào lúc này lại đây? Hôm qua không phải nói đánh chết cũng không tới sao? Lúc này chạy tới, thật là sẽ tìm phiền toái. Thẩm Vân Nhụy lúc này tức giận đến phổi tạc, một câu cũng nói không nên lời. Thẩm Vân liên liền thở dài một hơi, ngươi liền nhẫn nhẫn, đều tới lại đi cũng không thể nào nói nổi. Ngươi cháu ngoại còn muốn ở trường làng đọc sách đâu? Ta không thể đem triệu tú tài cấp đắc tội đã chết a? À. Ta sớm hay muộn đêm này đàn tiện nhân miệng cấp xé. Thẩm Vân Nhụy gằn từng chữ một nói xong mặt đều cấp đỏ lên. Tô Trân Trân mang theo mấy cái hài tử đến thời điểm, một bên nói dẫn một bên giúp đỡ hái rau phụ nhân nhóm đều ngừng lại, có chút kinh ngạc nhìn về phía Tô Trân Trân mấy người. Tô Trân Trân hôm nay xuyên một thân thủy lục sắc điệp luyến hoa áo cổ đứng áo bông váy, trên đầu dùng hết lưu lưu trâm bạc cấp búi cái chuyển nhi, trên trán vài sợi toái phát, toàn thân trên dưới lộ ra hậu đãi là ở đây tất cả mọi người không có, trong lòng ngực ôm cái phấn điêu ngọc trác hoa oa cười ngâm ngâm đi đến. Lúc này mới bao lâu a, à? nơi nào còn nhìn ra được phía trước khô càng gầy chích chích nửa phần bộ dáng hiện tại tô trân trân trên người có thịt nhìn sắc mặt cũng hồng nhuận ăn mặc một thân không mang theo nửa điểm mụn vá xiêm y cả người hướng chỗ nào vừa đứng khiến cho người không dám lỗ mãn ta còn tưởng rằng là nhà ai chủ mẫu thái thái tới đâu nói chuyện sự thông đầu bán tạp hóa hồ gia nương tử này làm buôn bán người chính là có thể nói một mở miệng liền đánh vỡ này xấu hổ không khí mọi người cũng đi theo nở nụ cười trân trân a Ngươi đây là phát đại tài A, à, này xem y đến không ít bạc đi. Không chỉ như thế, chính là mấy cái tiểu thí hài nhi cũng ăn mặc thể diện sạch sẽ, sao các nàng đều xuyên hảo đâu. Nhìn, mọi người đều nhìn không được có chút phiếm toan. Nơi nào chuyện này, ta này không tính gì đó, các ngươi nếu là nguyện ý, cũng có thể. Câu trân trân ba phải cái nào cũng được trở về một câu, mấy cái phụ nhân nghe sửng sốt, lập tức cảm thấy hứng thú vây quanh qua đi, bọn im nguyện ý cái gì, đây là có cái gì biện pháp có thể tránh bạc. Cô Trân Trân giả vờ nói lỡ bộ dáng, có chút ảo não che che miệng, thấy mọi người đều đôi mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm chính mình, vẫy vẫy tay nói, không có không có, ta nói giỡn. Đại gia nhưng không tin. Trân Trân A, người này nếu là có phát tài chiêu số, cũng không thể gạt bọn im, này mùa màng không tốt, trong nhà hài tử một đôi giày bông đều xuyên không thường, người này nếu là có biện pháp, lại khổ lại mệt, bọn im cũng nguyện ý làm. Là, chỉ cần có thể tránh bạc, ta đều nguyện ý làm. Tô Trân Trân thấy không khí tô đậm không sai biệt lắm, lúc này mới làm ra cố mà làm bộ dáng, nói, cũng không phải không thể đủ nói cho đại gia, đều là phụ lão hương thân, có bạc đại gia cùng nhau kiếm, chỉ là ta sợ các ngươi ăn không được này phân khổ. Nói bậy, chúng ta này đó đồ đê tiện, còn có cái gì khổ không thể ăn? Có phụ nhân động thân mà ra, tỏ vẻ chính mình không thành vấn đề. Tô Trân Trân thấy mọi người đều thực kích động, cảm thấy không khí đã tô đậm đúng chỗ, lúc này mới nói, Ta nơi này đầu xuân liền tính toán loại dược điền, về sau trồng ra dược đều bán đi trong huyện, nhân gia giá cao thu, chỉ là này dược điền không phải dễ dàng như vậy liền loại lên, muốn phí không ít tâm huyết ở mặt trên, có khi còn khả năng đến cả đêm canh giữ ở dược điền, các ngươi không nhất định có thể ăn cái này đau khổ. Chương 50 Thiếm Chương 50 Thiếm Không thành vấn đề, đến lúc đó nhất định kêu lên ta. Còn có ta, ta cũng phải đi trong lúc nhất thời mọi người đều tranh tiên đoạt sau khai xuân đi giúp nàng loại dược điền. Tô Trân Trân cười gật đầu, đến lúc đó đại gia nhất định nói cho đại gia, chúng ta có bạc cùng nhau kiếm. Vừa nghe lời này, mọi người đều cao hứng cười khai hoài, sôi nổi khen này Tô Trân Trân người Mỹ thiện tâm, là người tốt vân vân. Từ bên ngoài đi vào tới thẩm vân liên tỷ muội lại là sắc mặt không thế nào đẹp. Thẩm vân nhụy trăm triệu không dự đoán được, chính mình sẽ nhìn thấy như vậy nét mặt tỏa sáng Tô Trân Trân, nàng không nên là mặt xám mày cho sợ hãi rụt rè, trước mặt người khác đầu cũng không dám nâng sao, như thế nào sẽ bị người chúng tinh cũng nguyệt vây quanh, ăn mặc xinh đẹp tân y phục, trâm trâm bạc tử, ông đáng yêu hài tử, giống cái phu nhân dường như. Là nơi nào nghĩ sai rồi? Này nơi nào đều lộ ra một cổ tử không thích hợp? Thẩm Vân Liên cũng là đầy mặt kinh ngạc, cùng Thẩm Vân nhụy liếc nhau, lúc này mới đi qua đi. Nguyên lai like là cô em chồng tới, ta nói như thế nào náo nhiệt, trước đó vài ngày, trong thôn cũng vì ngươi sự tình náo nhiệt hảo một trận đâu. Đánh người không vả mặt, mắng chữ người không nói rõ chỗ yếu, này thẩm vân liên lại là cái hay không nói, nói cái dở, toản hướng nhân tâm qua ống phổi thượng chọc. Tô Trân Trân không nhanh không chậm ngáp một cái, cười hỏi bên cạnh Lý Gia tức phụ nói, ngươi biết tân nương tử khi nào lại đây sao, hôm nay có thể thấy tân nương tử trông như thế nào sao? Khi Lý Gia tức phụ cũng là cái người cơ trí, nghe vậy liền cười nói, nơi nào hội kiến không đâu, Ăn qua cơm trưa Triệu gia liền nâng kiệu hoa qua đi tiếp người. Không nghĩ tới nhà các ngươi Ngụy Nguyên cũng đi theo đi làm người tiếp tân, ai nếu không nói mạng ngươi hảo đâu, tục ngữ nói, có phúc chi nữ không tiến vô phúc nhà đâu, ngươi đây là có phúc khí. Lời này khen tặng thập phần đúng chỗ, Tô Trân Trân cười, tùy tay bắt một phen hạt dưa cho nàng, tổ tử nói nói chi vậy, nghe nói nhà các ngươi hài tử Khai Xuân cũng phải đi trường làng đọc sách. Lý gia tức phụ gật đầu, sau đó hướng tới một đám trong bọn trẻ kêu một tiếng đem nhà mình tiểu tử kêu lại đây, mau, kêu thím. Nhìn so với chính mình tiểu không được năm sáu tuổi lý gia tiểu tử, tô trân trân đầy đầu hắc tuyến, lại cũng chỉ đến đáp ứng, hảo hài tử. Nói trả lại cho hắn một phen hạt dưa, cầm đi ăn đi. Lý biển rộng đã 9 tuổi, nhìn thấy hạt dưa, liền nhịn không được nuốt nước miếng, cao hứng kêu đa tạ thím, nghĩ đến ngày thường ít nói ngọc trì ngọc hỉ hai huynh đệ, tô trân trân cười nói, đây là nhà ta hai tiểu tử. Làm hai người kêu Lý gia tức phụ Triệu Xuân Hoa bá nương, sau đó đối lý biển trọng nói, ngươi so với bọn hắn đại, không có việc gì mang theo nhà của chúng ta hai tiểu tử cùng nhau chơi, sang năm đi trường làng, cũng hảo có cái bạn nhi. Triệu Xuân Hoa vừa nghe, kinh ngạc nói, nhà ngươi hai tiểu tử mới bao lớn A, liền phải đọc sách. Mấy cái đại nhân khi nói chuyện, Ngọc Trì Ngọc Hỷ đã cầm cờ năm quân kéo này lý biển rộng đi chơi. Đi trường làng tổng so ở trong nhà đợi cường A, này mỗi ngày ở trong nhà bướng bỉnh còn không bằng đi đọc điểm thư. Tô Trân Trân cười giải thích một câu. Hai người lo chính mình nói, hoàn toàn không để ý đến một bên Thẩm Vân Liên, mọi người nhìn Thẩm Vân Liên tỉ muội không khỏi châu đầu ghé tai thấp giọng nói giỡn. Ngụy Nguyên là trong thôn tráng lao động, lúc này đang ở nam nhân đôi bên kia giúp đỡ triệu gia nâng của hồi môn, đừng nói, còn làm ra dáng ra hình. Thẩm Vân Nhụy thấy tỷ tỷ chạm vào một cái mũi hôi, trên mặt cũng có chút không nhịn được, lôi kéo tỷ tỷ đi bên kia ít người địa phương. Câu Trân Trân hiện tại là thật cùng chúng ta xé rách mặt, chúng ta cũng không cần đi tự thảo không thú vị. Thẩm Vân Nhụy nói, ánh mắt dừng ở góc mấy cái hài tử trên người, kéo kéo Thẩm Vân Liên tay áo, thấp giọng nói vài câu. Thẩm Vân Liên sắc mặt đại biến, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía muội muội. Chương 51 đợi hắn 3 năm. Chương 51 đợi hắn 3 năm. Trong thôn trăm tới khẩu người đều tụ ở triệu gia, đại gia từng người dọn trong nhà ghế cái bàn tới, còn kém mấy trương cái bàn, có người tìm được rồi tô trân trân nơi này. Nhà các ngươi ngụy nguyên đi đâu vậy, đem nhà các ngươi cái bàn cũng dọn lại đây đi. Nói chuyện chính là thôn trưởng gia nhi tử Chu Cảnh Bình, năm nay 17 tuổi, ở huyện Thái học đọc sách, triệu tú tài là trong thôn dạy học tiên sinh, thôn trưởng cũng thực nể tình lại đây hỗ trợ. Tô Trân Trân nhìn thoáng qua bên kia, quả thật là chưa thấy được Ngụy Nguyên, hơi hơi nhăn nhăn mày, vừa rồi còn ở bên kia nha, như thế nào chớp mắt đã không thấy tâm hơi, nghĩ đến có lẽ đi nơi khác hỗ trợ đi, nàng cũng không có nghĩ nhiều, nói, nhà ta vị kia lúc này cũng không biết đi đâu vậy, ngươi nếu không hỏi một chút bọn họ đâu. Tổng không thể làm nàng trở về khiên bàn ghế lại đây đi. Ai ngờ Chu Cảnh Bình lại nói, vậy ngươi mang ta qua đi đi, ta đi dọn. Tô Trân Trân nhìn thoáng qua trong lòng ngực Tiểu Yến Ninh, thoáng suy tư, gật gật đầu, kia hành đi. Làm Triệu Xuân Hoa giúp đỡ nhìn điểm Ngọc Trì Ngọc hỉ hai cái, chính mình ôm Tiểu Yến Ninh lãnh Chu Cảnh Bình hướng ra đi không có thể gả cho lục ngạn kinh ngươi có phải hay không rất khổ sở đi ở đồng ruộng đường nhỏ thường chu cảnh bình bỗng nhiên mở miệng hỏi tô trân trân ngẩn người chợt cười nói như thế nào sẽ đâu ta hiện tại quá cũng khá tốt a à, ai nói nhất định phải gả đi lục gia mới có thể quá hảo đâu nàng cười như không cười đem lời nói cấp còn trở về chu cảnh bình có chút ngoài ý muốn ngươi thật là như vậy tưởng hắn cùng lục ngạn kinh cùng nhau ở trong huyện đọc sách lục ngạn kinh thi đậu tú tài chính mình lại không có thể trúng cử. Phía trước thấy Tô Trân Trân lôi kéo thẩm gia kia khuê nữ thường xuyên đi thư viện cấp lục ngạn kinh tặng đồ. Một đám cùng trường còn treo gẹo lục ngạn kinh phúc khí hảo, tức phụ nhi còn không có vào cửa liền biết đau người. Hắn trong lòng liền nói không ra có chút hâm mộ, mỗi lần lục ngạn kinh đều sẽ đem Tô Trân Trân mang cho hắn điểm tâm phân cho đại gia, hắn ăn điểm tâm, trong đầu liền hiện ra Tô Trân Trân bóng dáng. Ngươi đợi hắn 3 năm, cuối cùng không có gả cho hắn, ta cho rằng ngươi sẽ thực thương tâm đâu. Chu Cảnh Bình cười nhìn Tô Trân Trân liếc mắt một cái. Thiếu nữ thân ảnh tú lệ, sạch sẽ khuôn mặt thượng không nói cũng mang ba phần cười, nhìn qua thập phần ôn nhu, gò má thượng lộ ra hồng nhuận khí sắc, môi không điểm mà chu, ngực, trước hai luồng mềm thịt căng phòng, nhìn qua giống đóa đem tráng chưa tráng nụ hoa, thế nhưng có thập phần kiều diễm. Thiếu niên hầu kết khẽ nhúc nhích, giấu ở trong tay áo tay có chút ngứa. Tô Trân Trân nghe câu kia, ngươi đợi ba năm, mạch trong lòng một trận bén nhọn đau, loại cảm giác này tới thập phần kỳ quái, Tô Trân Trân vỗ về ngực, hít sâu hai khẩu khí. Chẳng lẽ nguyên chủ ý thức còn ở nàng trong thân thể sao, nếu không vì sao mỗi lần nghe thấy có quan hệ lục ngạn kinh nói, còn sẽ ẩn ẩn đau lòng đâu. Khi có cái gì, bất quá là ba năm mà thôi, có thể xem minh bạch một người bản tính, ba năm cũng không tính quá mệt, tổng so đáp thượng cả đời cường. Tô Trân Trân ánh mắt đột nhiên lạnh lùng, xem chu cảnh bình trong lòng nhảy dựng. Tới rồi trước gia môn, Tô Trân Trân khai khóa, nói, bàn ghế ở nhà chính, Ta ở chỗ này chờ ngươi đi. Dù sao cũng là tuổi sắp sĩ trai đơn gái chiếc, cùng ở một phòng khó tránh khỏi có tình ngay lý giang chi hiềm nghi. Chu Cảnh Bình tưởng nói cái gì nữa, Tô Trân Trân lại là có chút không vui nhăn nhăn mày. Hắn đành phải câm miệng, nuốt xuống tưởng lời nói. Nàng cùng Chu Cảnh Bình cũng không như thế nào quen thuộc, Chu Cảnh Bình là Chu cử nhân chất nhi, là thư trung 10 năm sau ngự sử đài ngôn quan, tài ăn nói lợi hại, nguyên chủ cùng hắn vốn là không có gì giao thoa. Nàng tự nhiên cũng không cần phải cùng hắn công đạo nhiều như vậy. Chỉ là không biết vì sao, nàng ẩn ẩn cảm thấy, Chu Cảnh Bình đối nàng cùng Lục Ngạn Kinh từ trước sự tình có loại khác tầm thường tò mò. Chương 52 nữ nhân chữ nhau. Chương 52 nữ nhân chữ nhau. Triệu Tú tài gia hỉ yến xem như mấy năm nay trong thôn khó được một cọc, ngày thường khó được thấy một lần du hương, hôm nay cũng coi như là hảo hảo đánh một hồi nha tế. Chỉ là hôm nay người quá nhiều. Bếp tư làm nồi to đồ ăn không thế nào đối tô trân trân ăn uống, nàng cũng liền đối kia đạo muối đồ ăn khấu thịt rất thích, bên đồ ăn đều cảm thấy thực bình thường, trừ bỏ thịt đồ ăn, còn có hạt dưa điểm tâm, bọn nhỏ vui mừng vây ở một chỗ, phân hạt dưa cùng điểm tâm. Nhưng dù vậy, vẫn là có bọn nhỏ vì tranh đoạt hạt dưa điểm tâm đánh lên tới, nguyên bản chỉ là bọn nhỏ đùa giỡn không ảnh hưởng toàn cục, nhưng bên vực người mình gia trưởng lại trộn lẫn tiếng vào, mâu thuẫn thăng cấp, trường hợp nháo đến có chút khó coi, vẫn là triệu tú tài tự thân xuất mã mới đem trường hợp này cấp đè ép đi xuống. Lý Biển Rộng nhìn Ngọc Trì Ngọc hỉ hai huynh để chơi cờ năm quân, lấy hạt dưa vì lợi thế, nếu ai thua một ván liền cấp cái hạt dưa cấp người thắng, tiểu đánh tiểu nháo đảo cũng có ý tứ, nhìn trong chốc lát, Lý Biển Rộng liền xoa tay hầm hè nóng lòng muốn thử. Đều là hài tử, chơi tâm chính đùng thời điểm, tô trân trân nhìn chầm chầm ba cái hài tử ăn cơm, mới thả người, lại dặn dò một câu không được chạy xa, đợi chút xem tân nương tử đi. Ngọc Trì Ngọc hỉ hai huynh để cao hứng ứng, Tô Trân Trân liền mang theo tiểu yến ninh không nhanh không chậm đang ăn cơm, thịt đồ ăn bị đảo qua mà quang, trên bàn chỉ còn lại có một ít rau xanh, cũng may mấy ngày nay ngụy gia thức ăn khai hảo, tiểu yến ninh cũng không thèm kia khẩu thịt. Triệu Tú Hòa ngồi ở một bên, có chút bất mãn biểu môi nói, nhìn một cái, như là không ăn qua thịt dường như, này trận trượng quả thực dọa người. Nàng thấp giọng đối Tô Trân Trân nói, ánh mắt nhìn chầm chầm đối diện kia đầy miệng du quan béo cô nương trên mặt. Cô trân trân biết đây là lục ngạn kinh đường thúc gia khuê nữ lục yểu điệu bởi vì ham ăn biến làm hiện tại còn không có gã đi ra ngoài đâu lục ngạn kinh khảo trúng tú tài sau liền rất xa dọn đi trong huyện nhà hắn kia mấy gian nhà cũ lập tức đã bị hắn đường thúc cấp chiếm đi ỷ vào chính mình chất nhi là tú tài kia lục phúc lễ thập phần bá đạo liên quan hắn này khuê nữ cũng giống nhau vừa rồi thịt đồ ăn vừa lên tới nàng liền hướng chính mình trong chén điên cùng gấp đồ ăn một chiếc đũa đi xuống kẹp đến tràn đầy Nàng chỉ lũy ở trong chén từ từ ăn, như vậy hành vi tô trân trân cũng rất là phản cảm. Nàng nếu là lục yểu điệu, tuyệt đối có thể nuốt không trôi, như vậy phàm ăn, đừng nói là nam nhân, chính là chính mình nhìn chính mình cũng buồn nôn a. À. Yểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu, này lục yểu điệu thật đúng là nửa điểm không dính biên. Tự hồ là nghe thấy được triệu tú hòa nói, lục yểu điệu chiếc đũa bang một chút liền vỗ vào trên bàn, hướng tới triệu tú hòa trận mắt giận nhìn, người mắng ai đâu. Triệu Tú Hòa mặt không đỏ tim không đập ngồi ở chỗ kia, ai nhặt mắng chính là mắng ai. Lục Yểu Điệu vừa nghe lời này liền không làm, Triệu Tú Hòa ngươi không biết xấu hổ, ngươi mắng ta. Nói thế nhưng liền khóc lên, kia trên mặt thịt đều ở rung lên rung lên, Tô Trân Trân còn tưởng rằng nàng đây là muốn đánh người đâu, không nghĩ tới liền khóc đi lên, bị Lục Yểu Điệu phản ứng làm cho sửng sốt sửng sốt. Muốn khuyên Triệu Tú Hòa hai câu, kia Lục Yểu Điệu lại hăng hái nhi, một mông ngồi dưới đất, khóc lóc muốn Triệu Tú Hòa cho nàng nhận lỗi ngươi sinh nhi tử không thí, mắt, sinh khuê nữ gã không ra, ngươi cái tiểu nữ xương phụ. Một nàng một bên khóc một bên mắng, nói đều là thập phần khó nghe nói, triệu tú hòa ngày thường nhìn nhu nhu nhược nhược một nữ tử, lúc này vừa nghe lời này, lập tức tạc mau, tiến lên liền cùng lục yểu điệu đối mắng lên. Tô Trân Trân nhìn này kinh điển nữ nhân chửi nhau, nhịn không được liếu lưỡi, này cãi nhau cũng là thực yêu cầu tài ăn nói, không nghĩ tới triệu tú hòa còn rất sẽ mắng chửi người khi lục yểu điệu mắng chửi người đều là không hề kết cấu loạn mắng triệu tú hòa lại là tinh chuẩn đã kích thẳng chọc trọng điểm chương 53 mươi hài tử không thấy thường chương 53 mươi hài tử không thấy thường không một lát sau lục yểu điệu liền khóc thở không nổi tới bị mắng mặt đỏ lên hự hự thở gấp đại khí triệu tú hòa đại hoạch toàn thắng xoa eo đi rồi trở về cô trân trân dở khóc dở cười nàng nếu là khen nàng đem như là cổ vũ không tốt không khí nhưng không khen đi nàng lại thật sự cảm thấy triệu tú hòa lợi hại, khi lục yểu điệu nàng cũng không quá thích, không phải bởi vì lớn lên béo, mà là tính cách không thảo hỷ. Thôi anh thẩm ở hỗ trợ đại nương kia một bàn, thấy nhà mình tức phụ nhi bên này xảo lên, chính vén tay áo liền phải đi lên hỗ trợ, ai ngờ không đợi nàng tới chiến trường đâu, nhà mình con dâu đã thắng lợi. Đối loại người này chính là không thể lưu tình mặt. Thôi anh thẩm tỏ vẻ thập phần duy trì nhà mình con dâu hành vi. Tô Trân Trân nhìn này mẹ chồng nàng dâu hai ở trung phương thức, có chút cảm khái chân chính người một nhà chính là chính mình như thế nào nháo đều không sao có ngoại địch thời điểm vẫn là nhất trí đối ngoại thúy anh thím nhất mạnh miệng một người cũng chỉ có loại này thời điểm mới có thể biểu hiện một chút làm bà bà ôm hòa tới Ngụy nguyên ở các nam nhân kia một bàn lúc này cũng hạ bàn lại đây hỏi tô trân trân có phải hay không phải đi về tô trân trân còn muốn xem tân nương tử đâu lắc đầu nói còn không vội đợi chút ngươi muốn hay không xem tân nương tử a Tô Trân Trân đáy mắt lập lòe giảo hoạt ánh mắt, nhìn Ngụy Nguyên hỏi. Ta! Ta không xem. Ngụy Nguyên bị nhà mình tức phụ nhi như vậy nhìn chằm chằm, bỗng nhiên nghĩ tới mỗi đêm nàng ngủ ở chính mình bên người bộ dáng, còn có trên người nàng nhàn nhạt dễ ngửi mùi hương, nói không nên lời là cái gì hương vị, chính là đặc biệt dễ ngửi. Tô Trân Trân thấy hắn mặt lộ vẻ quẩn nhiên, lúc này mới che miệng cười tránh ra. Triệu Tú Hòa muốn nhìn tân nương tử vô cùng, lôi kéo cô Trân Trân liền ở cửa chờ, nơi xa truyền đến vui mừng lạc bá tỏa nột thanh, triệu tú hòa không khỏi dậm dậm chân, mau tới rồi mau tới rồi. Ngươi gấp cái gì, nhân gia triệu béo cưới vợ ngươi so chính chủ nhi còn kích động đâu. Cô Trân Trân xem nàng bộ dáng này, liền nhịn không được nở nụ cười. Ngươi không biết, nữ nhân này cả đời cũng chỉ có thể ngồi một lần hỉ kiệu, đương nhiên đáng giá vừa thấy. Triệu Tú Hòa không cho là đúng, nhón chân mong chờ. Đón dâu đội càng ngày càng gần, Triệu Tú Tài hai vợ chồng đã ở chính đường ngồi, liền chờ tân nương tử vào cửa bái thiên địa song thân. Bỗng nhiên phát hiện có trong chốc lát không nhìn thấy Ngọc Trì Ngọc hỉ hai huynh đệ, Tô Trân Trân quay đầu lại nhìn chung quanh một vòng, phía trước mấy cái gia hỏa ở dưới hiên bàn nhỏ thượng chơi cờ năm quân, lúc này lại là một người cũng đã không có. Tô Trân Trân mày nhíu lại, bỗng nhiên trong lòng căng thẳng, thấy Triệu Tú Hòa hài tử chờ tân nương tử hỉ kiệu đến, chính mình xoay người đi tìm Triệu Xuân Hoa đi. Triệu Xuân Hoa ở thôi anh thẩm các nàng kia bàn đâu, cũng không biết đang nói cái gì, đầy mặt cười, một bên lý biển rộng một người chán đến chết ngồi ở chỗ kia. Cô Trân Trân trong nháy mắt cả người đều như là ngã vào động băng lung dường như, vội tiến lên hai bước, hỏi lý biển rộng, Ngọc Trì Ngọc hỉ hai huynh đệ đâu, các ngươi không phải ở bên nhau chơi sao? Nàng trong lòng sinh ra một cổ dự cảm bất hảo, lý biển rộng vẻ mặt mê mang moi moi tóc, vừa rồi có hai người, nói là Ngọc Trì thẩm thẩm, muốn bắt đường cho bọn hắn, Ngọc Trì Ngọc hỉ làm ta chờ, lúc này còn không có trở về đâu. Là ai? Tô Trân Trân thanh âm không tự giác bén nhọn lên, Lý Biển Rộng rốt cuộc mới 9 tuổi, bị nàng bộ dáng này cấp khiếp sợ. Trục trục cổ nói, ta, ta cũng không biết, hai nữ nhân, ta nghe trong đó một cái kêu một cái khác tỉ tỉ. Tô Trân Trân đầu óc ông một tiếng, hận không thể cho chính mình hai cái tác, hôm nay như vậy trường hợp, nàng thế nhưng không có một chút phòng bị. Nàng bất chấp đi tìm Ngụy Nguyên, nhấc chân liền đi ra ngoài, đem Yến Ninh đưa cho Triệu Tú Hòa, dặn dò nói, giúp ta nhìn kỹ, Ta không trở về ngàn vạn đừng làm cho bị người khác đem hài tử mang đi." Nói xong ở Triệu Tú hòa vẻ mặt khiếp sợ trung, bước nhanh rời đi. Mọi người đều thấu náo nhiệt chờ xem tân nương tử đâu, ai cũng không có chú ý tới vẻ mặt sắc lạnh Tô Trân Trân ra bên ngoài đi. Chương 54 hài tử không thấy, hạ. Chương 54 hài tử không thấy, hạ. Nàng cũng không biết chính mình là dùng như thế nào vài phút thời gian chạy đến Tô gia. Tô phụ mặt mang khuôn mặt u sầu ngồi ở cửa hôm nay triệu tú tài gia hỷ yến hắn không có đi, tô trân trân cũng lười đến quản hắn, trực tiếp hỏi, thẩm vân liên đâu? Tô văn vọng còn không có trả lời đâu, tô trân trân đã một chân đá văn tô gia đại môn, trong phòng người bị này động tỉnh dọa không nhẹ, thẩm vân liên kinh hô một tiếng, tô trân trân đã giống cái sát tinh dường như đi đến. Nhà chính không có hài tử, thẩm vân liên thẩm vân nhụy hai chị em vừa rồi đang ở nói chuyện đâu, ai cũng không dự đoán được tô trân trân nhanh như vậy liền đuổi theo lại đây, Thẩm Vân Liên tiến lên một bước trắng Tô Trân Trân trước mặt, duỗi tay liền phải đem nàng đẩy ra đi. "Ngươi không phải cùng lão Tô gia đoạn tuyệt quan hệ sao, còn trở về làm cái gì? Ngươi đừng tưởng rằng chúng ta lão Tô gia là dễ khi dễ." Tô Trân Trân ánh mắt sắc bén ở trong phòng nhìn quét một vòng, không có huynh đệ hai thân ảnh, nàng đang muốn hỏi đâu, bên cạnh trong phòng truyền đến gõ cửa ô ô thanh. Tô Trân Trân sắc mặt phát lạnh, cũng không biết chỗ nào tới đại lực khí, một phen đẩy ra so nàng thân hình béo đến nhiều Thẩm Vân Liên hướng tới bên tay phải môn chính là một chân đá đi, thẩm vân liên đại kinh thất sắc, làm bộ làm tịch mắng lên, muốn ý đồ dời đi tô trân trân lực chú ý. Tô trân trân lúc này nơi nào là như vậy hảo lừa gạt, một chân có một chân đá vào trên cửa, mắt thấy nhóm có chút buông lỏng, thẩm vân nhụy lại phát đi lên, tỉ muội hai cái hợp lực, đem tô trân trân cấp ấn ở trên mặt đất. Tô trân trân lúc này trong lòng nảy sinh ác độc, bị thẩm vân liên tỉ muội áp không thể nhúc nhích, đang muốn từ trong không gian lấy ra tiểu đao, tô lão cha bỗng nhiên chạy tới tiến vào, ngươi sao ngươi đây là muốn nháo cái gì? Ngươi bớt lo chuyện người. Thẩm Vân liên tức giận mắng một câu, trên tay sức lực lớn hơn nữa. Ngọc Trì Ngọc hỉ nếu là có cái gì tốt xấu, các ngươi đều đừng nghĩ hảo quá. Tô Trân Trân đỏ mắt, trong phòng gõ cửa thanh đã không có, Tô Trân Trân không biết bên trong đã xảy ra cái gì, Thẩm Vân Liên hai chị em như thế sợ hãi nàng thấy, có thể thấy được tuyệt đối không phải cái gì hảo trường hợp. Nói chuyện muốn đem chứng cứ, ngươi không duyên cớ chạy đến nhà ta tới nói bậy một hơi, ta muốn đem ngươi trói đi quan phủ. Nàng nói, liền gấp giọng phân phó Thẩm Vân Nhụy, thất thần làm gì, nhanh lên lấy dây thừng tới a. À. Thẩm Vân Nhụy lúc này mới lấy lại tinh thần, gật gật đầu, xoay người đi tìm dây thừng. Vì phòng ngừa Tô Trân Trân loạn kêu gọi bậy, Thẩm Vân Liên rút ra khăn tay liền làm bộ muốn hướng Tô Trân Trân trong miệng tắt. Này nếu là thật bị trói tay chân tắt miệng, hai đứa nhỏ sợ là muốn ra đại sự, Tô Trân Trân trong lòng khẩn trương, cưỡng bách chính mình tỉnh hạ tâm tới lấy trong không gian đau, nhưng nàng quá sốt ruột, ý niệm luôn là vô pháp tập trung, thử hai lần đều thất bại, nàng nhớ rõ đôi mắt đều đỏ, cả người đều ngăn không được run rẩy lên. Tô Trân Trân ngươi trộn bà mẫu trang sức đi bán, chuyện này ngươi còn phải hảo sinh hướng quan lão gia giải thích giải thích, đổi không ra bạc, ngươi liền chờ ngồi sổng đại lao đi. Thẩm Vân Liên cười lạnh hai tiếng, tưởng đem khăn tay tắt Tô Trân Trân trong miệng, Tô Trân Trân lại khớp hàm nhắm chặt, còn há mồm liền cắn ở cổ tay của nàng thượng. Thẩm Vân Liên ăn đau buông tay, Tô Trân Trân mượn lực vừa dẫm, trực tiếp đem Thẩm Vân Liên cấp gạt ngã, Thẩm Vân Nhụy thấy Tô Trân Trân liền phải chạy, vội chạy tới hỗ trợ, lúc này bên ngoài lại vang lên một đạo thanh âm, dừng tay. Thẩm Vân Nhụy dương mắt, liền thấy dáng người như tùng cao lớn đỉnh bạc ngụy nguyên sắc mặt lãnh lệ bước nhanh mà đến, phía sau còn đi theo hảo chút tuổi trẻ lực tráng. Nam tử Nghĩ đến trong phòng tình hình, Thẩm Vân Nhụy sắc mặt đại biến. Thẩm Vân Liên còn muốn đi xả Tô Trân Trân, Ngụy Nguyên đã xoải bước đi đến, một cái tác mở ra tay nàng. Chương 55 Tô Trân Trân ngươi điên rồi sao? Chương 55 Tô Trân Trân ngươi điên rồi sao? Nhìn mênh mông một đám người hướng Tô gia tới, Thẩm Vân Liên trên mặt huyết sắc thủy triều rút đi. Tô Trân Trân nhìn Ngụy Nguyên tìm lại đây, vội bò lên, sốt ruột chỉ vào bên phải cửa gỗ nói, "Hài tử." Trong bọn trẻ mặt. Mau đá môn. Nàng lúc này lòng nóng như lửa đốt, nói năng lộn xộn, nước mắt treo ở mí mắt, Bắt lấy Ngụy Nguyên tay chặt chẽ niết ở bên nhau. Ngụy Nguyên sắc mặt đông lạnh, không chút do dự một chân đá vào kia cửa gỗ thượng, trong nháy mắt, cửa gỗ nứt thành hai nửa, Tô Trân Trân vội vàng chạy qua đi, đối thượng lại là Tô Nhị ca kia sợ hãi ánh mắt. Hai đứa nhỏ ngồi dưới đất, đầy mặt là nước mắt, Tô Trân Trân cũng bất chấp bên, tiến lên kiểm tra rồi hai người tình huống, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ có một chút bị thương ngoài da, không có trở ngại. Mẫu thân. Hai đứa nhỏ cũng là sợ hãi lúc này thấy tô trân trân phấn đấu quên mình chạy tới miệng nhỏ một bẹp liền khóc lên không khóc cùng mẫu thân về nhà tô trân trân trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất lòng còn sợ hãi mà sờ sờ hai đứa nhỏ mặt cười nói không sợ cha cũng tới đâu có cha bảo hộ chúng ta nàng gò má thượng cũng treo nước mắt bởi vì quá kích động cũng vô pháp ức chế rơi lệ tô trân trân cười lau lau nước mắt trước đem hài tử mang đi ra ngoài trong viện triệu tú hòa ôm nữ, nữ cũng ở thấy cô Trân Trân làm cho như vậy chật vật, cũng cấp hoảng sợ. Trân Trân tỷ Nàng muốn hỏi cái gì, cô Trân Trân lại là trước đã mở miệng, giúp ta nhìn hài tử, ta còn có chút việc phải làm. Triệu Tú Hòa lúng ta lúng túng gật gật đầu, ngồi sổng xuống thân đi, đem yến ninh cũng đặt ở trên mặt đất, ngọc trì trên mặt có một đạo vết trảo, ngọc hỉ trên tay có huyết, hẳn là bị thô lệ đồ vật cấp ma. Triệu Tú Hòa nhìn đều không khỏi đau lòng, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? ai đối hai đứa nhỏ hạ loại này tàn nhẫn tay. Trong phòng, Ngụy Nguyên lặng lặng đứng ở nơi đó, Tô Nhị Ca vẻ mặt ngượng ngùng cười, thật cẩn thận mà đi ra, Thẩm Vân Liên cùng Thẩm Vân Nhụy hai chị em nhìn nhau liếc mắt một cái, đều ngầm hiểu gật gật đầu. Tô Trân Trân đi vào tới, xiêm y thượng tràn đầy bùn đất, trên mặt cũng có chút hoa, lại khó nén nàng lúc này tức giận. Tô Trân Trân. Thẩm Vân Liên đang muốn mở miệng, một cái mang theo lệ phong bàn tay liền quạt ở trên mặt nàng, đánh đến nàng đầu đều lung lay lên. Thẩm Vân Nhụy không dự đoán được Tô Trân Trân không nói một lời trực tiếp đánh người, khí đôi mắt đều đỏ, Tô Trân Trân ngươi điên rồi sao, ngươi đây là... Ta đây là cái gì? Tô Trân Trân nhìn thẳng nàng, không chút nào sợ hãi tiến lên một bước, cùng Thẩm Vân Nhụy cơ hồ giày tim đối giày tim. Đại nhân ân quán hà tất xả đến hài tử trên người đâu, ngươi nói đúng không, tú tài nương tử. Tô Trân Trân đáy mắt hàng ý cơ hồ có thể ngưng kết thành băng, Thẩm Vân Nhụy hít ngược một hơi khí lạnh, gian nan nuốt một ngụm nước bọt, bởi vì nàng cảm giác được có thứ gì chính theo nàng mu bàn tay hướng lên trên hoa thứ đau làm nàng không cấm nhíu mày nhưng đáy lòng sợ hãi lại làm nàng một cử động cũng không dám có ấm áp chảy xuôi tới rồi lòng bàn tay thẩm vân nhụy rốt cuộc nhịn không được cả người run rẩy giơ lên tay trong lòng bàn tay một mảnh đỏ thấm huyết khi một khắc nàng cho rằng chính mình sẽ chết kia huyết theo tay áo đi xuống lưu lệnh người sợ hãi ấm áp làm nàng trong đầu trống rỗng a à. trong phòng truyền đến một trận bén nhọn tru lên là nữ nhân thanh âm đứng ở trong viện người đều bị kinh ngạc một chút, sôi nổi suy đoán đây là phát sinh cái gì. Lúc này trong phòng tất cả đều là người, Thẩm Vân liên tiếng thét chói tai vang lên khi, đại gia mới chú ý tới Thẩm Vân nhụy tràn đầy huyết tay phải. Chương 56 vác đá nện vào chân mình. Chương 56 vác đá nện vào chân mình. Mọi người cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra, mà Tô Trân Trân đã đầy mặt hoảng sợ lui về phía sau một bước, giống chỉ bị kinh hách tiểu bạch thỏ, kéo ngụy nguyên cánh tay nói, tướng công, các nàng muốn giết ta. Nguyễn Nguyên Lực chú ý vẫn luôn ở Tô Trân Trân trên người, nhưng nàng tay áo to rộng, mới vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hắn cũng không có xem quá rõ ràng. Thẩm Vân Liên liền như vậy một cái muội muội, thấy nàng lúc này như thế tình hình, cái thứ nhất ý niệm chính là chạy nhanh cầm máu, cũng bất chấp đi xem là chuyện gì xảy ra, tiến lên muốn ôm Thẩm Vân nhụy ra bên ngoài đi, nhưng nàng nhìn huyết liền cả người nhũng ra, đi rồi hai bước liền té ngã trên mặt đất, thấy một phương sững sờ trượng phu, nàng hướng tới tô có quý liền quát, ngươi là đã chết sao? còn không nhanh lên hỗ trợ a à? Nhìn tô có quý ôm thẩm vân nhụy hướng phía ngoài chạy đi, mọi người mới sôi nổi hoàng hồn, một bộ phận người đi theo hướng thôn y nơi ở đi, một bộ phận người chạy đi tìm còn ở triệu tú tài gia uống rượu thôn y, tô gia bên này loạn một nồi cháo dường như. Trong viện người đi rồi hơn phân nữa, tô trân trân sắc mặt mới lần nữa lạnh xuống dưới. Triệu tú hòa mới vừa rồi cũng chỉ là liếc mắt một cái kia thẩm vân nhụy tay, lúc này nhịn không được có chút buồn nôn, thấy tô trân trân lại đây, lúc này mới qua một tiếng chạy tới rào tre chỗ phun ra lên. Tô Trân Trân nhìn thoáng qua Ngọc Trì Ngọc Hỷ hai huynh đệ, tinh thần trạng thái còn hảo, nàng tiến lên sờ sờ hai đứa nhỏ đầu, đang định rời đi, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, xoay người hướng tới còn có chút không phản ứng lại đây Tô Phụ nhìn lại. Tô Văn Vọng lúc này người ngơ ngẩn, Tô Trân Trân đi đến trước mặt hắn mới phản ứng lại đây, chỉ là hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa, theo bản năng sau này lui, thiếu chút nữa một môn ngồi ở trên mặt đất ngươi nhi tử tức phụ làm những việc này, ngươi tốt nhất là không có tham dự, hiện giờ ta đã không phải tô gia cô nương, về sau sẽ làm ra chuyện gì tới, ta cũng không biết. Sau đó ở tô văn vọng khiếp sợ trung, mang theo mấy cái hài tử rời đi tô gia. Triệu Tú Hòa lúc này cũng là kinh hồn chưa định, nàng không nghĩ tới ngư vương trong thôn thế nhưng sẽ phát sinh loại sự tình này, xem tô trân trân biểu tình, sự tình khẳng định so nàng tưởng tượng càng nghiêm trọng. Ra chuyện lớn như vậy, ở triệu tú tài gia uống rượu thôn dân thực mau liền đều đã biết. Thẩm Vân Liên hai chị em bởi vì năm xưa tư oán, cùng lên ôm đi ngụy gia hai cái nhi tử, kết quả dọn khởi cục đá tạp chính mình chân, đem chính mình cấp bị thương. Này tin tức một truyền khai, ngư vương thôn vốn là trong lòng không cân bằng người lập tức như là tìm được rồi phát tiết điểm, sôi nổi mắng thẩm gia tỉ muội không biết xấu hổ, tâm tư ác độc vân vân. Cô Trân Trân lúc này đã mang theo ba cái nhảy con trở về nhà, Ngụy Nguyên thấy nàng cả người mỏi mệt, nhìn thoáng qua triệu tú hòa nói ngươi trân trân tỷ lúc này khẳng định tâm tình không tốt các ngươi xưa nay giao hảo hắn còn chưa nói xong đâu triệu tú hòa liền minh bạch hắn đây là muốn nói cái gì vội xua tay nói không có việc gì ta ở chỗ này bồi trân trân tỷ tô trân trân đem ba cái hài tử bế lên trong phòng trên giường đất xoay người đi ra thấy ngụy nguyên muốn ra cửa nàng vội đem người gọi lại ngươi đi làm cái gì ngụy nguyên trầm mặt mấy tức mới nói đi tô gia tô trân trân lắc đầu không đi tô gia, ta và ngươi cùng đi thôn trưởng nơi đó. Nói xong lại nhìn về phía Triệu Tú Hòa, nói, Tú Hòa, ngươi giúp ta xem một lát hài tử thành không. Triệu Tú Hòa ngày thường bị tô trân trân không ít ân huệ, nơi nào sẽ cự tuyệt điểm này việc nhỏ nhi, gật đầu như đảo tỏi, vỗ bộ ngực nói, tỷ ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định xem trọng bọn họ. Tô Trân Trân gật đầu, lúc này mới đi theo Ngụy Nguyên cùng nhau ra cửa. Chương 57 Thảo Cách Nói Chương 57 Thảo Cách Nói Thẩm Vân Nhụy lúc này mặc như tờ giấy sắt, nằm ở thôn Y Đàm Lâm Đức trong nhà, Đàm Lâm Đức tức phụ đang ở giúp đỡ tất Thẩm Vân Nhụy rửa sạch miệng vết thương. Như vậy lớn lên miệng vết thương, như thế nào như vậy không cẩn thận. Đàm Lâm Đức uống xong rượu, lúc này nói chuyện đầy miệng mùi rượu, dùng sức nheo nheo mắt, lúc này mới bắt đầu cho nàng băng bó miệng vết thương, người này liền xem như hảo, cũng sẽ có rất dài miệng vết thương, nếu là không hảo hảo dưỡng, còn khả năng mọc ra con rết sẹo. Con rết sẹo xem tên đoán nghĩa, chính là thật dài lớn lên như là con rết giống nhau vết sẹo nhìn dữ tận đáng sợ thập phần dọa người thẩm vân nhụy nghe tiếng khóc một đốn hoảng sợ nhìn chằm chằm đàm lâm đức bãi xuống tay liên tục lui về phía sau ta không cần băng bó miệng vết thương ta không cần băng bó miệng vết thương thẩm vân liên vội đi lên bắt lấy nàng thẩm vân nhụy lại như là điên cuồng dường như ta không cần lưu lại như vậy xấu vết sẹo nàng khóc lóc muốn tránh ra tỉ tỉ tay thẩm vân liên hoàn toàn không có kiên nhẫn một cái tác cho nàng phiến qua đi, đánh Thẩm Vân Nhụy lập tức ngơ ngẩn. Triệu Tú Tài lúc này sắc mặt xanh mét, nhà mình rất tốt nhật tử, này tô gia người là cùng hắn không qua được đâu, tại đây thiên nháo ra loại sự tình này tới, cái này hảo, nhà mình khách khứa tất cả đều chạy tới xem náo nhiệt đi, xem lễ người đều không có. Nghĩ đến tô gia năm lần bảy lượt cho hắn một ngạc, Triệu Tú Tài liền hận đến ngứa răng. Ra như vậy sự, thân là thôn trưởng Chu Nguyên Thành cũng ngồi không yên, hắn còn phải đi qua hỏi một chút sự tình đầu đuôi, đành phải mặt mang vẻ xấu hổ từ biệt triệu tú tài. Chu Nguyên Thành mới vừa về đến nhà, Ngụy Nguyên cùng Tô Trân Trân liền tới cửa tới. Thông trưởng, nhà của chúng ta hai cái nhi tử bị Tô Gia trói lại đi, muốn sát chi cho hả giận, chúng ta đây là tới cửa tới thảo cách nói. Nhìn trước mặt này đối thập phần khó được hai vợ chồng, Chu Nguyên Thành cũng là thực đồng tình, ai có thể nghĩ đến sẽ bị chính mình nhà mẹ đẻ tính kế A, à, chuyện như vậy ảnh hưởng là rất xấu. Nhưng hắn tuy là thôn trưởng, lại cũng không thể chỉ bằng chính mình yêu thích liền xử án, sự tình trải qua như thế nào còn muốn đem. Cái chứng cứ, hắn có chút khó xử nói, vị nguyên a, à, các ngươi hai vợ chồng cũng đừng có gấp, đều yên lặng một chút, yên lặng một chút a, à, đừng ở nỗi nóng xúc động nắm quyền, này tục ngữ nói bắt tặc lấy tang nữ làm thành đôi, chúng ta còn phải đem hai bên đều gọi tới, đối chất nhau mới được a. À. Tô Trân Trân liền biết hắn sẽ nói như vậy lúc trước ngụy nhị đinh chuyện đó nghi bọn họ liền tưởng như vậy hàm hàm hồ hồ bóc qua đi nếu không phải nàng thiết kế làm chu cử nhân tưởng ngụy có căn trọng hắn ngọc bội chỉ sợ còn vô pháp đem ngụy có căn đưa đi hạ ngục ngụy có căn bị phán lưu đầy chi hình còn phải ít nhiều chu cử nhân kia khối ngọc bội nàng không đánh không có chuẩn bị trường, tự nhiên là có bị mà đến thẩm vân liên tỷ muội đem nhà ta ngọc trì ngọc hỉ hai huynh đệ mang đi có nhân chứng ở thôn trưởng đại nhưng gọi người hỏi đến kia hai tỷ muội như thế ác độc lần này nhà ta Ngọc Trì Ngọc Hỷ là gặp giữ hóa lành, ai biết tiếp theo là nhà ai, thôn trưởng nhà các ngươi cũng là có tiểu hài tử, ngươi liền không lo lắng nhà mình hài tử tương lai bị hại. Thôn trưởng nghe sắc mặt cứng lại, không khỏi thở dài một hơi. Ngươi yên tâm, này muốn thật là thẩm vân liên tỷ muội làm, ta tất nhiên vì các ngươi làm chủ, cho các ngươi cái cách nói. Triệu Xuân Hoa gia lý biển rộng là thấy Ngọc Trì Ngọc Hỷ bị mang đi, tô trân trân trực tiếp đi tìm Triệu Xuân Hoa, cùng thôn trưởng cùng đi đàm lâm đức trong nhà đối chất đi thật là quá ác độc, nếu không phải nàng đoạt ngươi vị trí, tú tài nương tử hẳn là ngươi mới đúng, ngươi bất hòa nàng so đo, nàng nhưng thật ra hăng hái nhi, ngày thường nhìn nói chuyện đều xuyển đại khí nhi một người, như thế nào sẽ có như vậy rắn rết tâm địa. Chương 58 trả đũa Chương 58 trả đũa Tô Trân Trân đáp ứng rồi triệu xuân hoa, chờ khai gieo trồng vào mùa xuân dược điền thời điểm nhất định cho nàng lưu cái danh ngạch, nàng lúc này trong lòng chính cao hứng đâu, cũng mặc kệ Tô Trân Trân có hay không đang nghe, toàn bộ nịnh hót. Đàm Đức Lâm nơi đó, Thẩm Vân Nhụy đã ngừng huyết băng bó hảo miệng vết thương. Thẩm Vân Liên hiện tại mới bắt đầu có chút hối hận lên, liền không nên nghe muội muội nói, chuyện như vậy quá nguy hiểm, một khi bại lộ chính là thân bại danh liệt, nàng không cấm nghĩ lại tới tô trân trân kia hồng con mắt phát cùng bộ dáng, liền một trận sợ hãi. Cũng may các nàng còn không có thật đem hai đứa nhỏ cấp bán, nếu không tô trân trân là muốn ăn thịt người. Nàng liền kỳ, lại không phải thân sinh hài tử, tô trân trân cấp cái gì, giống như kia hài tử là nàng mệnh dường như. Nàng hiện tại còn nhớ rõ lúc ấy tô trân trân ánh mắt, chính mình gã tiếng tô gia cũng mau 10 năm, nàng là nhìn cô em chồng lớn lên, chưa bao giờ gặp qua nàng như thế thần sắc quá. Đang nghĩ ngợi tới, bên ngoài vang lên một trận ồn ào. Thẩm Vân Liên đi ra ngoài vừa thấy, liền thấy thôn trưởng đoàn người hướng tới bên này. Nàng trong lòng lột bột một tiếng, biết sự tình sợ là không ổn, trong lòng có khí lại cấp, xoay người trở về đối tô có quý dặn dò vài câu đợi chút không cần nói lung tung, nàng tới nói. Thấy thôn trưởng mang theo một đám người mênh mông cuồn cuộn vào phòng, đàm lâm đức vội làm nhà mình con dâu giúp đỡ đoan chút nước trà lại đây. Thôn trưởng ngài ngồi. Chu Nguyên Thành cười gật gật đầu, ở thôn thầy thuốc nhà chính ngồi xuống, thẩm vân liên hai vợ chồng lúc này mới biệt biệt nữ nữ đi qua, thôn. Thôn trưởng. Nói đi, các ngươi vì sao phải đem ngụy gia hai đứa nhỏ trói đi thông trưởng tiếp nhận đàm gia tức phụ đưa qua trà hạp một nguồn lúc này mới cảm thấy tay chân ấm áp lên thông trưởng oan uổng a à. thẩm vân liên thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất sau đó thê thê lương lương giải thích nói ta kia cô em chồng mệnh khổ gã cho qua đi liền mang theo ba cái hài tử ta đây là thấy nàng vội chân không chấm đất nghĩ cho nàng chia sẻ chia sẻ lúc này mới giúp đỡ nàng chăm sóc hai đứa nhỏ như thế nào liền xả tới rồi cái gì trói không cột lên mặt đi chia sẻ cô trân trân cười lạnh ta thỉnh ngươi hỗ trợ sao, không hỏi tự rước chính là trộm, ngươi trộm ta hài tử còn cưỡng từ đoạt lý, ngươi đã là quan minh chính đại, vì sao bất hòa ta thông báo một tiếng, thừa dịp đại gia xem náo nhiệt thời điểm trộm đem hài tử mang đi. Nhậm ngươi ở chỗ này ăn nói bừa bãi. Một phen nói nói năng có khí phách, mọi người cũng thâm chấp nhận. Nhà ai không mấy cái hài tử, không chào hỏi liền đem người hài tử cấp mang đi, lúc này còn giảo biện đâu. Thẩm Vân Liên nhìn thấy Tô Trân Trân liền cảm thấy một bụng khí, tròng mắt Nhi vừa chuyển, bụng mặt liền khóc lên, thôn trưởng đại nhân A, à, ngươi là chúng ta hạnh hoa thông quan phụ mẫu, chuyện này ngươi nhưng đến cho ta thảo cái cách nói A, à, nàng tô trân trân trộm ta bà mẫu của hồi môn, thế nhưng còn trả đổ vu khống ta trộm nàng đồ vật, thật là hảo không biết xấu hổ nói. Chu Nguyên Thành Kiến ông nói ông có lý bà nói bà có lý, một cái tác chụp ở trên bàn, tức giận nói, hảo hảo nói chuyện, khóc thiên thưởng địa làm cái gì? Nếu không phải nàng nháo ra việc này Nhi? hắn còn ở triệu tú tài trong nhà uống rượu mừng đâu, nơi nào có thể mạo gió bắt chạy ngược chạy xuôi. Thẩm vân liên tiếng khóc bị đánh gãy, thấy thôn trưởng không cao hứng, cũng không dám lại khóc đi xuống, chỉ vào tô trân trân liền nói, ta cái gì đều không cần, chỉ cần nàng đem bà mẫu của hồi môn còn trở về, con gái gả chồng như nước đổ đi, bà mẫu những cái đó trang sức là muốn để lại cho nhi tử tôn tử, nàng không có tư cách cầm đi. Nghĩ đến tô trân trân hiện tại phong cảnh, thẩm vân liên liền ghen ghét phát cuồng, bà mẫu có trang sức nàng thế nhưng không biết, vài thứ kia hẳn là nàng nhi tử, hôm nay như thế nào cũng đến đòi lại tới, không thể quan chính mình có hại a. À. Chương 59 Hưng sư vấn tội. Chương 59 Hưng sư vấn tội. Tô mẫu trang sức. Tô Trân Trân cười lạnh, nàng liền biết chính mình một khi thả ra phong đi nói nàng nương để lại đồ vật cho chính mình, Tô gia những người này khẳng định liền ngồi không được, không nghĩ tới a, à. nàng kia thế lực mắt nhi đại tẩu còn không có nhảy nhót đâu, cái này nhị tẩu nhưng thật ra nhảy nhóc lung tung đi lên. Ngươi dựa vào cái gì nói ta cầm ngươi bà mẫu trang sức? Tô Trân Trân lạnh lùng nói, ngươi không khẩu bạch nha vu khống ta, ta có thể đưa ngươi đi quan phủ ăn trượng hình. Thẩm Vân Liên chính là cái thất học, nào biết đâu rằng này đó, vừa nghe muốn đi nha môn ăn trượng hình, liền trong lòng quấn lên, hùng hổ nói, vậy ngươi dựa vào cái gì nói ta trói lại Ngụy gia hài tử, ta ăn trượng hình ngươi cũng chạy không thoát. Này liền bắt đầu chơi hồn hôm nay mọi người đều thấy, ta có nhân chứng, thôn trưởng đại nhân còn không có tai biết hoa mắt đâu, sao có thể bị ngươi dâm ba câu cấp hồn giảo qua đi. Tô Trân Trân nói xong liền an tĩnh xuống dưới, chờ thôn trưởng tự hỏi. Lúc này, trong phòng thẩm vân nhụy bỗng nhiên chạy tới ra tới. Tô Trân Trân, ngươi người điên, ngươi muốn giết ta, còn tưởng đem tỷ tỷ của ta đưa đi quan phủ nha môn. Hảo A, ngươi đưa A, ta đảo muốn nhìn, ngươi có thể hay không hoàn hảo không tổn hao gì trở về mọi người ánh mắt đồng thời dừng ở bộ mặt giữ tận thẩm vân nhụy trên người, này vẫn là cái kia ôn ôn nhu nhu nhược bất kinh phong thẩm gia tiểu muội sao. Từ trước như thế nào chưa thấy qua nàng bộ dáng này, thật là. Liền ở đại gia nghị luận sôi nổi đối thẩm vân nhụy chỉ chỉ rõ rõ thời điểm, bên ngoài vang lên một trận tiếng vó ngựa, có xe ngựa hướng tới bên này xử tới. Này động tỉnh đem đại gia ánh mắt đều hấp dẫn qua đi, chỉ thấy một chiếc thanh rèm đỉnh bằng xe ngựa ở đàm lâm đức gia bên ngoài dừng lại, này xe ngựa là trong huyện thuê xe hành thường thấy trang trí, phía trước cũng đã tới trong thôn vài lần, đại gia liếc mắt một cái liền đoán được là ai tới. Quả nhiên, lục ngạn kinh một tiến sĩ tử học phục nhảy xuống xe ngựa, đi nhanh hướng tới bên này lại đây. Tô Trân Trân mày nhíu lại, không nghĩ tới lục ngạn kinh tới nhanh như vậy. Thôn trưởng đối trong thôn vị này tuổi trẻ tú tài cũng thập phần ấn tượng khắc sâu, nguyên tưởng rằng lục ngạn kinh có thể vì trong thôn làm vẻ vang, không nghĩ tới nhân gia trúng tú tài liền cử gia dọn đi trong huyện, làm hắn hy vọng thất bại bất quá bất luận thế nào ngư vương trong thôn có như vậy tuổi trẻ tuấn kiệt vẫn là cho hắn trên mặt làm vẻ vang thấy lục ngạn kinh lại đây thôn trưởng đứng lên cười cùng hắn chào hỏi lục tú tài khách ít đến khách ít đến a lục ngạn kinh sắc mặt không thế nào đẹp nhưng thấy thôn trưởng cùng chính mình chào hỏi vẫn là cười còn lễ thôn trưởng đây là ra chuyện gì như thế nào nội tử khó được về nhà mẹ để tiểu trụ một lần liền ra chuyện như vậy trong giọng nói mang theo vài phần trách cứ, nói xong lại nhìn về phía một bên Thẩm Vân Nhụy, thương nhưng nghiêm trọng. Thẩm Vân Nhụy vừa nhìn thấy Lục Ngạn Kinh, liền có tự tin. Tướng công, tay của ta, nàng mày liễu một túc, lập tức hoa lê dính hạt mưa lên, tiến lên tiểu cẩu cầu xin thương xót dường như dơ lên chính mình tay, tay phải đã hoàn toàn bị vải bố trắng bao vây lên, vì phương tiện băng bó, nửa chỉ tay áo đều cắt rớt, có thể thấy được miệng vết thương có bao nhiêu trường. Từ mu bàn tay duyên đến khuỷu tay chỗ, thương không nhẹ. Bởi vì mất máu quá nhiều, lúc này Thẩm Vân nhụy sắc mặt thảm bại trắng bệch, nhìn càng là chọc người triều mến. Lục Ngạn Kinh vốn là đối nàng có tình, lúc này thấy trạng, sắc mặt liền càng thêm trầm trọng. Thông trưởng không dự đoán được này Lục Tú Tài gần nhất, thế nhưng chính là một bộ hương sư vấn tội tư thái, như thế làm hắn không biết như thế nào tiếp tục mở miệng nói tiếp. Thực hiển nhiên, nhân gia đây là cảm thấy chính mình tức phụ không có sai, nhưng sự thật bại ở trước mặt a, hắn này một mở miệng, khó tránh khỏi liền sẽ đắc tội Lục Ngạn Kinh cái này làm cho hắn rất là có chút khó xử. Chương 60 rải phao nước tiểu chiếu chiếu. Chương 60 rải phao nước tiểu chiếu chiếu. Là Tô Trân Trân, nàng oan uổng ta cùng tỷ tỷ trộm nàng hài tử, còn muốn cầm đao giết ta, Thẩm Vân Nhụy nhu nhược đáng thương nghẹn ngào, muốn lục ngạn kinh vì nàng làm chủ. Tô Trân Trân, lại là cái này Tô Trân Trân, nàng tồn tại. Chính là cho hắn một ngạt đi. Hắn liếc mắt một cái liền thấy đứng ở Ngụy Nguyên bên người, mặt như má đào lại khó nén tức giận Tô Trân Trân, không khỏi sửng sốt, cũng liền hơn một tháng không gặp đi, nàng như thế nào biến hóa lớn như vậy. Hẳn là thời gian không có tới cập, nàng sim y ô uế cũng không có đổi, lúc này sống lưng thẳng tắp đứng ở nơi đó, một bộ không sợ gì cả bộ dáng, cùng từ trước. Thật là một trời một vực. Lục ngạn kinh ánh mắt hơi lóe, nhìn chầm chầm tô trân trân nói, ngươi còn ở oán chúng ta sao? Nàng nếu là có thể có vượng phu mệnh, hắn cũng không đến mức muốn lâm trận thay đổi cưới thẩm vân nhụy A. Có một số việc, không thể trách hắn, chỉ có thể quái nàng mệnh không hảo a. À. Tô Trân Trân không nghĩ tới lục ngạn kinh lại hiểu lầm chính mình cùng thẩm vân nhụy dây dưa là bởi vì hắn. Cái gì triều đại đều có phổ tính nam sao? Tô Trân Trân trong lòng không kiên nhẫn, ở lục ngạn kinh thâm tình chăm chú nhìn, trung dương giọng nói, ai rải phao nước tiểu cấp lục tú tài chiếu chiếu được không, thật là nói cái gì cũng dám nói ra. Mọi người cười vang, lục ngạn kinh sắc mặt trầm xuống, hắn thật là điên rồi, mới có thể cảm thấy Tô Trân Trân biến hảo thông trưởng cũng thiếu chút nữa không banh ngưng cười ra tiếng tới, nhưng hắn vẫn là gắt gao nhịn xuống, chính mình nếu là cũng cười, kia lục tú tài mặt mũi hướng chỗ nào gắt a? À. Chỉ là này tô trân trân như thế nào hiện tại như thế nhanh mồm dẻo miệng, nói chuyện là không lưu tình chút nào mặt, đều nói ra gã nữ nhi nhà mẹ đẻ mới là tự tin, nàng như vậy cùng tô gia người làm ầm ĩ sẽ không sợ về sau bị người khi dễ tô gia người ngồi yên không nhìn đến sao. Thẩm Vân Liên thấy nhà mình tú tài muội phu thật sự tới, trong lòng cự thạch lúc này mới rơi xuống đất chỉ cần hắn tới, đã nói lên hắn trong lòng vẫn là có nàng muội muội, nếu không như thế nào sẽ vừa được đến tin tức nhanh như vậy liền chạy đến. Tô Trân Trân, ngươi không cần quá phận, ta xem ở ngươi là nữ tử phân thượng không cùng ngươi so đo, thật là lời nói việc làm thô bỉ. Lục ngạn kinh nghiến răng nghiến lợi từ kẻ răng bài trừ những lời này, ánh mắt dao nhỏ hướng Tô Trân Trân trên người tiếp đón, giống như nàng nói thêm câu nữa khó nghe nói, hắn liền phải động thủ đánh người dường như. Ô hát oh mi gốt. Tô Trân Trân cười lạnh, tướng công, nhân gia muốn đánh ta đâu. Tô Trân Trân một bộ chó cậy thế chủ bộ dáng, ông Ngụy Nguyên cánh tay, hướng lục ngạn kinh nhướng mày, một bộ ngươi không phục liền động thủ bái bộ dáng. Ngụy Nguyên giống cái người khổng lồ dường như đứng ở Tô Trân Trân bên người, cũng là một bộ bao che cho con bộ dáng, nghe thấy nhà mình tức phụ nhi mở miệng, cái gì cũng chưa nói, tiến lên nửa bước, đứng ở so với hắn ăn một cái đầu lục ngạn kinh trước mặt, sắc mặt lạnh lùng, nhìn qua liền không dễ chọc lục ngạn kinh không nghĩ tới tô trân trân người này hiện tại như thế chẳng biết xấu hổ cũng dám kêu ngụy nguyên giúp nàng xuất đầu ngụy nguyên không cần sằng bậy thông trưởng chu nguyên thành e sợ cho hai bên thật sự đánh lên tới vội đứng ra hòa giải các ngươi muốn nói lên cũng coi như là anh em cột chèo hà tất nháo đến khó coi như vậy không phải hai bên quan hệ chỗ hảo một chút về sau lục ngạn kinh có tiền đồ cũng sẽ dìu dắt ngươi một phen sao chu nguyên thành thấp giọng ở ngụy nguyên bên người khuyên nhủ hy vọng hắn có thể lui một bước không cần đem trường hợp làm cho quá cương. Ai biết Ngụy Nguyên lại như là nghe không hiểu hắn đang nói cái gì dường như, đứng ở nơi đó giống tòa sơn dường như, một bước không cho. Lục ngạn kinh nắm tay không khỏi siết chặt, phát ra khanh khách khớp xương cọ sát thanh, Ngụy Nguyên, ngươi muốn làm gì? Ngụy Nguyên rủ xuống mí mắt liếc mắt nhìn hắn, vẫn là không nói lời nào. Chương 61 vô lý cũng muốn tranh ba phần. Chương 61 vô lý cũng muốn tranh ba phần. Trường hợp dằn co, Chu Nguyên Thành có chút sốt ruột, một bên khuyên một bên làm hai người ngồi xuống nói chuyện, đều đừng nháo đều đừng nháo a, ngồi xuống hảo hảo nói chuyện, hòa khí sinh tài sao. Tô Trân Trân thấy đại gia tự hồ đều đề thi hiếm thấy, đúng lúc mở miệng nói, hiện tại quan trọng nhất vấn đề chính là, như thế nào xử trí muốn giết ta gia hai đứa nhỏ hung thủ, thẩm vân liên tỉ muội cùng tô có quý tập thể gây án, ý đồ thương tổn hai đứa nhỏ, chuyện này là ván đã đóng thuyền, ta chỉ nghĩ hỏi thôn trưởng, chuyện này ngươi như thế nào quyết đoán. Chu Nguyên Thành nguyên bản còn nghĩ đem sự tình công bằng công chính xử trí, lại ở nhìn thấy lục ngạn kinh sau thái độ đại biến, hiển nhiên là càng hy vọng một sự nhịn chính sự lành, mà không phải xử lý sự tình. Tô Trân Trân tự nhiên là không đáp ứng, Tô Gia năm lần bảy lượt muốn hại nàng cũng liền thôi, hiện tại còn muốn hại đến hài tử trên người, mặc kệ các nàng là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, nàng cũng tuyệt đối sẽ không lại làm các nàng nhẹ nhàng bóc qua. Thẩm Vân Liên tỉ muội cần thiết ăn chút giáo huấn. Tam Ni ngươi điên rồi sao, ta là ngươi nhị ca, ngươi thân ca ca, ngươi muốn đem ta cũng đưa đi huyện nha nhà tù không thành. Có gì không thể. Tô Trân Trân khóe miệng nổi lên một mặt châm chọc độ cung, cũng không đi để ý tới tô có quý kêu gào. Tô Trân Trân. Thẩm vân nhị cắn răng phùng thấp giọng hô, nàng vài bước đi ra phía trước, còn muốn chạy gần chút, lại bị ngụy nguyên chặn. Nàng hung hăng trừng mắt tô trân trân, thanh âm áp phi thường thấp, nói, ngươi đã cho ta một đao, ngươi còn muốn làm gì? Chuyện này là các nàng thất sách, nếu là Tô Trân Trân lại nháo đi xuống, chuyện này sợ là vô pháp bốc đi qua, nàng hiện tại cũng thực hối hận, hối hận chính mình quá lỗ mãn, không có một kích tức trung nắm chắc liền qua loa ra tay. Nhìn Tô Trân Trân, nàng đáy mắt hiện lên một mặt dị sắc, trong lòng hạ quyết tâm, chỉ cần lần này Tô Trân Trân không trí nàng vào chỗ chết, chờ nàng hoảng quá khí tới, có nàng đẹp. Ta không cần cái gì, ta chỉ cần ngươi hạ trong nhà lao đãi mấy tháng. Tô Trân Trân cất cao thanh âm nói đến, thanh âm kia không cao không thấp, vừa lúc mọi người đều có thể nghe thấy. Mấy tháng, thẩm vân nhụy đồng tử sậu súc, nếu làm nàng cha mẹ chồng biết chính mình bị quan tiếng nhà tù, tuyệt đối sẽ ác chạm đất ngạn kinh hưu nàng, tô trân trân chiêu này cũng quá ác độc. Trân trân, ngươi như thế nào biến thành hiện tại cái dạng này, ngươi ta từ trước như hình với bóng, chúng ta không phải thân tỉ muội hơn hẳn thân tỉ muội ngươi như thế nào đối ta ta đều sẽ không trách ngươi, ngươi như thế nào biến thành hiện tại cái dạng này. Bởi vì ta mắc mù. Tô Trân Trân bất cận nhân tình, trực tiếp đem Thẩm Vân Nhụy nói ra, ghê tởm nói đều cấp đổ trở về. Thẩm Vân Nhụy sửng sốt, Tô Trân Trân đã hoàn toàn đã không có kiên nhẫn, thông trưởng sẽ không bao che Thẩm gia tỷ muội đi, phạm vào chuyện lớn như vậy, các thông dân đều sợ là đêm không thể ngủ, ai biết khi nào nhà mình hài tử đã bị ôm đi, ngài lão vẫn là lấy cái quyết đoán đi. Lời này vừa ra, Chu Nguyên Thành trên mặt cũng không nhịn được, sắc mặt hơi trầm xuống, Cảnh Thái Bình giả tạo ho khan hai tiếng, ai nha tạm thời đừng nóng nảy sao? như thế là chuyện gì xảy ra ngươi dù sao cũng phải làm người cãi lại đi đó là tự nhiên chỉ là nhân chứng vật chứng cụ ở phạm nhân không thể nào chống chế hiện tại liền thỉnh thôn trưởng đem người đưa đi huyện nha thỉnh đại nhân định án đi tô trân trân ngươi thật sự muốn từng bước ép sát có lý không tha người sao thẩm vân nhụy khóe mắt muốn nứt ra hung hăng trừng mắt tô trân trân ngươi vô lý cũng muốn tránh ba phần lý ta phải lý vì sao phải tha cho ngươi Tô Trân Trân như của một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, hồi dỗi nói. Thẩm Vân Liên thế nhưng bị nói sửng sốt, trong lúc nhất thời không lời gì để nói. Chung quanh thôn dân thấy Tô Trân Trân trước sau một bộ lục thân không nhận bộ dáng, cũng không cấm có chút tả hữu lắc lư lên, có nhân vi Tô Trân Trân trầm trồ khen ngợi, có người còn lại là thấp giọng mắng Tô Trân Trân bất tận nhân tình, ý chí sắt đá. Chương 62 ám độ Trần Thương Chương 62 ám độ Trần Thương Lục ngạn kinh nhìn về phía Chu Nguyên Thành, không trưởng có thể hay không mượn một bước nói chuyện chu nguyên thành gật gật đầu hai người hướng ít người địa phương đi nói nói mấy câu lại trở về thời điểm chu nguyên thành tựu rất sảng khoái gật đầu đối tô trân trân nói ngươi yên tâm ta nhất định vì các ngươi làm chủ này liền thỉnh lục tú tài mang theo chúng ta cùng nhau đi một chuyến nha môn này thái độ chuyển biến cũng quá nhanh chút tô trân trân không cần đoán cũng biết tất nhiên là hai người đã đạt thành cái gì không thể cho ai biết hiệp nghị lục ngạn kinh về sau là phải làm quan hắn muốn thanh vân thẳng thượng, liền không thể làm chính mình thê tử bối thượng mẹ mình hoặc là giết người người bị tình nghi ác danh, nếu không về sau ngự sử đài ngôn quan bút chu khẩu phạt, hắn cũng đừng nghĩ làm cái gì quan lớn mộng. Hiện tại thôn trưởng bỗng nhiên khẩu phong vừa chuyển, đồng ý muốn đưa thẩm gia tỷ muội đi huyện nha hỏi thẩm, chỉ sợ không phải muốn thâu long chuyển phượng, chính là ám độ trần thương, đi huyện nha nhà tù. Vậy càng không có thể. Nàng cũng biết, hiện tại lục ngạn kinh là tú tài, xem như có công danh người, chính mình cùng ngụy nguyên lại chỉ là hai cái danh thanh không tốt chân đất ở nông thôn hoa màu hộ thôn trưởng trình độ tự nhiên là thiên hướng bọn họ chính mình muốn trừng phạt thẩm vân liên tỷ muội khó khăn rất lớn hơn nữa thẩm vân liên tỷ muội đích xác cũng không có đối ngọc trì ngọc hỷ tạo thành thực chất tính thương tổn liền tính là đưa đi phủ nha chỉ sợ cũng sẽ không trọng phán nàng như vậy nháo cũng chỉ là muốn đem sự tình nháo đại mới hảo cùng thẩm vân nhụy đàm phán cắt đất đền tiền công việc hiện tại hỏa hậu đã tới rồi hảo a khi chúng ta đều đi hôm nay chỉ cần đi theo cùng đi giúp chúng ta chứng kiến thẩm gia tỉ muội bị phạt một mình ta cấp một văn tiền vừa nghe nói đi huyện nha xem náo nhiệt còn có thể có bạc kiếm mọi người đều hưng phấn lên triệu xuân hoa cũng mở miệng hát đệm nói đi chúng ta nhất định đến đi này ác nhân đền tội đại khoái nhân tâm a lại tiện nghi không chiếm vương bác đảng này nhất hô bá ứng mọi người đều quần chúng tình cảm phấn chấn sôi nổi muốn đi theo đi huyện nha lục ngạn kinh vốn là đánh ám độ trần thương chủ ý làm chu nguyên thành giả ý đáp ứng chờ đi huyện thành trực tiếp về nhà trong thôn ai còn có thể đi hỏi đến việc này ai biết hắn có trương lương kế tô trân trân từng có tường thang thế nhưng trực tiếp đem kế hoạch của hắn cấp quấy rầy tô trân trân lục ngạn kinh khí sắc mặt đỏ lên lúc này mới ý thức được sự tình chỉ sợ không dễ dàng như vậy giải quyết không đem tô trân trân nơi này thuyết phục thẩm vân nhụy liền khẳng định đến tiếng huyện nha chịu thẩm Tô Trân Trân dù bận vẫn ung dung nhướng mày, đương nàng ngốc đâu, tự cho là đúng chơi loại này tiểu thông minh, thật đúng là đủ có ý tứ. Có thể hay không đơn độc nói hai câu lời nói. Lục ngạn kinh ngữ khí bỗng nhiên hoảng xuống dưới, đối Tô Trân Trân đưa mắt ra hiệu, người ở đây quá nhiều, ta không hảo cùng ngươi nói. Thẩm vân nhụy lúc này sắc mặt một trận thanh một trận bạch, mu bàn tay thượng đau đớn còn ở ẩn ẩn quấy phá, lại bị Tô Trân Trân khí gan đau phổi đau, nghe thấy lục ngạn kinh muốn đơn độc cùng Tô Trân Trân nói chuyện, một đôi tay đều gắt gao nắm chặt lên. Tô Trân Trân liền chờ hắn những lời này đâu, lập tức sản khoái đáp ứng. Nàng đang muốn đi theo lục ngạn kinh đi, lại bị Ngụy Nguyên bắt được thủ đoạn, quay đầu thấy hắn lạnh lùng mặt mày tràn đầy lo lắng, Tô Trân Trân trong lòng ấm áp, trấn an vỗ vỗ hắn mu bàn tay, không có việc gì, ta đi đi liền sẽ, không cần lo lắng cho ta. Giọng nói mang theo chính mình đều chưa từng phát hiện ôn nhu cùng tin cậy. Nói đi, ngươi muốn như thế nào mới có thể đáp ứng buông tha vân nhụy? lục ngạn kinh đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi. Tô Trân Trân trầm ngâm, tự hồ suy nghĩ như thế nào mở miệng. Không tiễn nàng đi huyện nha cũng có thể, chỉ là các ngươi đến bồi thường ta. Lục ngạn kinh sắc mặt khẩn trương nhìn nàng, e sợ cho nàng nói ra cái gì chính mình không thể thừa nhận điều kiện tới. 50 lượng bạc, cùng một trương nhận tội thư. Chương 63 nhận tội thư. Chương 63 nhận tội thư. Lục ngạn kinh nghe chi sắc biến, nhận tội thư này nếu là viết nhận tội thư, chẳng phải là đem chính mình nhược điểm thụ chi lấy người. Này vạn nhất tô trân trân cầm bạc lại không nhận trướng, quay đầu đem nhận tội thư đưa đi quan phủ nhưng làm sao bây giờ? Hắn sắc mặt xanh mét, nhìn chầm chầm tô trân trân thật lâu sau. Tô trân trân không vội, chờ hắn quyết định. 50 lượng bạc ta có thể cho ngươi, nhận tội thư không được. Tô trân trân lập tức liền gật gật đầu, một bộ không thể thương lượng bộ dáng xoay người liền đi. Đứng lại, lục ngạn kinh nóng nảy, hấp tấp dưới thế nhưng trực tiếp đi bắt tô trân trân tay, tô trân trân xoay người liền cho hắn một bạc tay, tránh ra hắn tay. Tuy rằng bên này không ai thấy bọn họ này tình hình, nhưng nàng tưởng tượng tưởng chính mình tay bị lục ngạn kinh như vậy ghê tởm người chạm qua, nàng liền có loại buồn nôn cảm giác. Ta không phải cố ý. Lục ngạn kinh theo bản năng giải thích nói. Bởi vì hắn thấy tô trân trân cặp mắt kia lập lòe muốn ăn thịt người hàng quan. Giải thích xong hắn mới ý thức được, chính mình tự hồ có điểm sợ tô trân trân. Có chuyện nói chuyện, lại động tay động chân ta làm thịt ngươi. Lục ngạn kinh nghe vậy trong lòng phát lạnh, đem chính mình tay lùi về trong tay áo. Ta khai điều kiện ngươi không đáp ứng, chúng ta liền đi trình tự bái, đi trước huyện nha chịu thẩm, lại định tội, ta xem ai ngao đến quá ai. Lục ngạn kinh vội nói, ta không có không đáp ứng. Ta chỉ là lo lắng ngươi cầm nhận tội thư liền không nhận trướng, lại đem chúng ta nói cho quan phủ nói, nói lời này thời điểm, lục ngạn kinh khí thế đã hoàn toàn nhược xuống dưới. Nếu liền điểm này tín nhiệm đều không có, vậy không cần giải quyết riêng, ta trực tiếp đi quan phủ, ai cũng bất hòa ai giao tiếp. Tô Trân Trân một bộ không sao cả bộ dáng. Hành! Lục ngạn kinh cuối cùng là đáp ứng rồi xuống dưới, cắn răng gật đầu nói, ngươi phải nhớ kỹ ngươi lời nói. Nhà chính người thấy hai người trở về, sôi nổi tò mò duỗi trường cổ, muốn nhìn xem hai người hiệp thương cái gì. Chu Nguyên Thành vừa nghe không cần đi huyện nha, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trước cuộc không phải cái gì sáng trọi sự, trong thôn ra loại sự tình này, liên quan hắn thôn trưởng này cũng không có mặt mũi, có thể thích đáng giải quyết tốt nhất bất quá. Từ lục ngạn kinh tự mình hỗ trợ viết nhận tội thư, lại viết 50 lượng bạc giấy nợ, chuyện này mới xem như hoàng mỹ giải quyết. Các thôn dân lại có chút thất vọng, nguyên bản đều nghĩ có thể bạch đến kia một văn tiền đâu, hiện tại hai nhà giải hòa, này tiền cũng lấy không được. Tô Trân Trân cầm kia nhận tội thư đọc ba lần, lại thêm giảm vài câu, lúc này mới làm Thẩm Vân Nhụy ký tên ấn dấu tay, sau đó dặn dò một câu bạc đừng quên đưa tới, hai đứa nhỏ còn muốn mua điểm dinh dưỡng phẩm hảo hảo trấn an trấn an đâu. Lục Ngạn Kinh trên mặt đã nhìn không ra cái gì cảm xúc, mang theo Thẩm Vân Nhụy cùng Thẩm Vân Liên Tô có quý cùng nhau trở về Tô gia. Liền ở các thôn dân chuẩn bị thất vọng mà về thời điểm, Tô Trân Trân bỗng nhiên mở miệng nói, các hương thân đừng nóng vội, hôm nay đa tạ đại gia cùng nhau giúp ta tỏa trấn thảo cách nói, ta nói một người một văn tiền, vẫn là sẽ cho các ngươi. Mọi người vui mừng không xiết. Tới thôn dân cũng liền mấy chục cá nhân, hoa mấy chục văn tiền có thể thu mua nhân tâm, cớ sao mà không làm đâu. Nàng hiện tại lại không kém điểm này bạc, một cây làm chẳng nên non, nàng thực yêu cầu này đó các hương thân duy trì, cho nên cũng rất vui lòng làm như vậy làm ít công to sự tình. Triệu Xuân Hoa nhịn không được tấm tắc hai tiếng, nhìn một cá nhân gia đây là quá ngày mấy, bị Lục gia hưu gả cho Ngụy gia ngốc tử, không thành tưởng ngốc tử người hảo cuộc sống này một ngày so với một ngày hảo, hiện tại tùy tay có thể hoa bạc đánh thưởng người. Nhìn nhìn lại chính mình trên người xuyên cùng nhân gia trên người vải mịn theo hoa váy, kia quả thực khác nhau như trời với đất. Cũng liền tô gia lão nhị kia mấy cái ngốc tử đương nhân gia dễ khi dễ, cái này hảo, đá đến ván sắt đi. Xứng đáng. Ở một trận tiếng hoang hô, đại gia đi theo tô trân trân ngụy nguyên hai vợ chồng cùng đi ngụy gia sân. Triệu Tú Hòa đang ở trong phòng ấm trên giường đất bồi bể tắm ngọc hỉ yến ninh cùng nhau đậu tiểu cẩu chơi đâu, nghe thấy bên ngoài lớn như vậy động tĩnh, cấp khiếp sợ, vội chạy ra đi, ra chuyện gì? Chương 64 thấu bạc. Chương 64 thấu bạc. Trân Trân tỷ, ngươi liền thật bạch bạch cho bọn hắn tiền. Đã biết tiền căn hậu quả Triệu Tú Hòa chỉ nghĩ kêu một tiếng tỷ của ta uy vũ, nhưng thấy những cái đó cười tủm tỉm lãnh tiền rời đi người, nàng lại thế cô Trân Trân đau lòng, nhiều như vậy tiền đâu, nàng theo một tháng hoa cũng không đổi được đâu. Tô Trân Trân hờn dỗi trắng nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi cùng ta tiến vào. Đại gia niệm Tô Trân Trân hảo, nói tạ rời đi ngụy gia, ngụy nguyên tiến lên đóng cửa. Vào phòng, Tô Trân Trân lấy ra dưới giường tiểu hộp gỗ, lấy mấy viên bạc vụn nhét vào triệu tú hòa trong tay, cười nói, cái này cho ngươi. Triệu tú hòa thập phần ngoài ý muốn, ngẩn người, lại đem bạc đẩy trở về, đầu diêu đến trống bỏi tựa, ta không cần ta không cần, ta như thế nào có thể muốn ngươi tiền đâu. Chính mình ngày thường đã được trân trân tỷ không ít ân huệ, lại lấy tiền liền nói bất quá đi. Kêu ngươi cầm ngươi liền cầm. Tô trân trân không dung cự tuyệt đem bạc đặt ở nàng trong tay, ta phải kia lục tú tài 50 lượng bạc bồi thường, ai gặp thì có phần, coi như là ngươi giúp ta xem hài tử công lao. Triệu tú hòa nhéo trong tay bạc vụn, cao hứng đến cười ngây ngô hai tiếng, kia. Vậy đa tạ trân trân tỷ. Tô gia, lúc này không khí áp lực trương tú mai hợp lại tay áo ỉ ở khung cửa thượng âm không âm dương không dương nói dù sao chúng ta là không có bạc nhị đệ nhị đệ muội không phải rất lợi hại sao lại đi tìm cái gia đình giàu có tiểu hài nhi trói lại trở về không phải có bạc thẩm vân liên lúc này cũng là lửa xém lông mày khó được không có cùng đại tẩu cãi nhau nàng hiện tại đến chạy nhanh giúp đỡ trù bạc nếu không không ngừng thẩm vân nhụy muốn đi huyện nha chính là chính mình cùng trượng phu cũng không thể may mắn thoát khỏi lục ngạn kinh nói trong nhà cũng cũng chỉ có 20 lượng bạc, lại nhiều cũng lấy không ra, hắn chỉ có thể bảo đảm thẩm vân nhụy không dưới nhà tù. Này rõ ràng chính là mặt kệ bọn họ. Nhưng chính mình chỗ nào tới như vậy nhiều bạc A, à, còn kém 30 lượng đâu. Đem mấy năm nay áp trương tiền lấy ra tới đến lại số, cũng chỉ có 12 lượng bạc, tô có quý liền nói thỉnh đại ca giúp đỡ, cốt xấu cấp thấu cái 10 lượng bạc, cũng liền không sai biệt lắm. Nhưng lời nói còn chưa nói toàn đâu, đại tẩu liền trực tiếp viên mặt, lượt mặt nói bọn họ một phân tiền cũng sẽ không cho. Hiện tại các ngươi có mặt lượt thuộc trọng điểm bạc nói tới, lúc trước thơ thơ sinh qua thời điểm, các ngươi là một cái trứng gà cũng luyến tiếc đưa một cái, vẫn là thân thúc thúc thân thẩm thẩm đâu, ta xem còn không bằng người ngoài đâu. Cô thơ thơ là trương tú mai đại khuê nữ, hai năm trước cả đi cách vách hạnh hoa thôn, năm trước sinh cái khuê nữ, hoài oa oa thời điểm thẩm vân liên hai vợ chồng một lần cũng không có đi xem qua, liền sợ muốn nàng tặng lễ, chuyện này trương tú mai còn nhớ đâu. Đại tẩu, ngươi lời này nói, chúng ta nơi nào là luyến tiếc sao, trong nhà hài tử cũng ở trường thân thể, thật sự là không có nhiều. Tô có quý vẻ mặt không cao hứng giải thích nói. Trương Tú Mai hướng tới trên mặt đất liền phỉ nhổ, cười lạnh nói, thiếu cùng ta xã này đó vô dụng, dù sao muốn bạc là một phân không có, các ngươi tìm cha chồng đi. Vài người đồng thời nhìn về phía một bên trầm mặt Tô lão cha, Tô văn vọng trước kia cũng không phải như vậy trầm mặt ít lời, từ Tô mẫu qua đời sau, hắn liền thành như vậy dầu cây trẩu bất đèn dường như bác một chút lượng một chút, ngươi không bác hắn liền không hề phản ứng. Cha! Cô có quý kéo trường thanh âm hô hắn một tiếng, có chút tức muốn. Học máu! Ta nơi nào còn có tiền? Tô văn vọng phun ra một ngụm sương khói, tỏ vẻ chính mình không có cách nào. Lần trước chu cử nhân cấp bạc, ta chính là chỉ lấy năm lượng bạc. Trương Tố Mai mới không tin Tô Văn Vọng trên người thật không có tiền, lại như thế nào, kia năm lượng bạc cũng không có khả năng nhanh như vậy liền không có đi. Nàng còn thừa bốn lượng bạc đâu Chương 65 Yếm Thượng Theo Tiểu Bạch Thỏ Chương 65 Yếm Thượng Theo Tiểu Bạch Thỏ Cô phụ bị hỏi thanh âm một nghẹn Cải chày cải cối nói Bán thuốc lá thơm, không bạc Trương Tú Mai không tin Chu cử nhân cấp 10 lượng bạc Hắn chính là cầm 3 lượng bạc đi Dư lại hai lượng bạc bị lão nhị gia được đi Hiện tại công công nói bạc toàn bộ mua yên cuốn Cái gì thuốc lá thơm như vậy quý Chính là mua một cái trương cũng đủ rồi đi cha chồng không muốn lấy ra tới liền tính lấy như vậy lấy cớ đương lý do thoái thác cũng muốn người tin a à. nàng sao xuống tay cười lạnh hai tiếng trong lòng lại ám chọc chọc cảm thấy thống khoái lão nhị gia ngày thường một bộ thanh cao bộ dáng nhưng phàm là có thể chiếm tiện nghi nàng giống nhau không thiếu chiếm cùng nàng châm chọc nhi đối râu hiện tại hảo chọc chuyện này ai cũng không chịu giúp nàng xem nàng về sau còn như thế nào khoe khoang thấy chính mình thân cha đều một bộ sự không liên quan mình cao cao treo lên bộ dáng tôi có quý chỉ cảm thấy trong miệng một cổ tanh ngọt, khí cắn răng. Cha, ngươi không giúp ta đúng không, kia hành, chúng ta liền phân gia, đem trong nhà gia sản hảo hảo phân một phân, ta lấy đi ta kia phân, cũng không cần ngươi giúp đỡ. tôi có quý nơi nào là không muốn giúp nhi tử A, mà là hắn thật sự giúp không được gì, bạc. Tưởng tượng đến bạc, hắn liền lại bắt đầu đau đầu. Hắn đời này, quả thực chính là bị bạc cấp khắc. Nghĩ đến những cái đó đuổi giết chính mình đòi nợ người, Tô Văn Vọng đáy mắt liền dần hiện ra tuyệt vọng thần sắc, như vậy nhiều bạc, hắn còn không có điền thượng đâu, nhi tử nơi này lại gặp phải xong việc. Tô Văn Vọng nhìn về phía ở một bên chột dạ không nói lời nào Thẩm Vân Liên, trong lòng một trận không mau, ngươi cùng ngươi cái kia hảo muội muội gây ra sự tình, hiện tại muốn chúng ta Tô gia giúp các ngươi điền lỗ thủng. Chính là cái này bại môn họa tinh, dạo đến trong nhà không thanh tịnh, hắn lão mắt trừng to, chỉ vào Thẩm Vân Liên mệnh lệnh Tô có quý, ngươi lập tức hưu nàng bằng không coi như không có ta cái này cha. Nói xong xoay người liền đi, lưu lại hai nhà hai mặt nhìn nhau. Trương Tú Mai càng là nghẹn họng nhìn trân trối, phía trước Thẩm Vân Liên giúp đỡ Thẩm Vân Nhụy đoạt tô trân trân tú tài lan quân, cha chồng cũng không có đứng ra chỉ trích quá một câu không phải lời nói, hiện tại thế nhưng vì mười mấy lượng bạc, liền phải làm nhị đệ hưu thê. Này hoàn toàn là lộng phản đi. Câu có quý cũng sững sờ ở đương trường, Thẩm Vân Liên thấy hắn một câu cũng không vì chính mình nói, khí sắc mặt trắng bệch mắng một câu kẻ bất lực, xoay người trở về phòng. Thông Đông đầu Tô gia một đoàn loạn, thông Tây đầu Ngụy gia lại là một mảnh hỉ khí dương dương. Còn có nửa tháng liền phải ăn Tết, Tô Trân Trân quyết định ngày mai lại đi một chuyến trong huyện, đem ăn Tết một ít cái gì hạt dưa điểm tâm kẹo gì đó mua chút trở về bị, mấy cái hài tử vừa nghe nói lại muốn đi huyện thành, lập tức cao hứng quơ chân múa tay lên, Sảo cũng muốn cùng đi. Tô Trân Trân từ trước đến nay đối mấy cái hài tử thập phần sủng ái cảm thấy nhiều đi trong huyện nhiều kiến thức kiến thức là chuyện tốt, cũng không có mất hứng, chỉ là thấy bên ngoài lại bắt đầu phiêu tuyết, đứng dậy cấp bọn nhỏ chuẩn bị ngày mai ra cửa xuyên hậu áo bông đi. Ngụy Nguyên lần trước ở huyện thành đào mấy quyển thư trở về, mấy ngày nay không có ra cửa thời điểm, liền ở trong phòng đọc sách, Tô Trân Trân thò lại gần nhìn thoáng qua, đều là chút cái gì tỉnh An Quốc một ít tư liệu lịch sử, còn có một quyển là viết địa phương chí, đều là chút tương đối nghiêm túc thư. Nàng bỗng nhiên nghĩ, ngày mai đi huyện thành, chính mình muốn hay không cũng đi thư phô nhìn xem nói không chừng còn có thể tìm được mấy quyển dân bản xứ ngôn tình đâu nghĩ đến đây nàng ý niệm vừa chuyển vẫn là cấp bọn nhỏ tuyển mấy quyển tam tự kinh trở về đi thừa dịp đi học đường phía trước cũng cấp bọn nhỏ đem một ít cơ sở đồ vật học miễn cho đi học đường học cố hết sức ở hòm xiển cấp ba cái hài tử đều tìm đủ ngày mai muốn xuyên hậu áo bông nàng liền nghĩ đến tiểu chu thợ một làm tủ quần áo cũng không biết khi nào có thể làm tốt ngụy nguyên chúng ta ngày mai vãn chút thời điểm đi chu gia nhìn xem tủ quần áo làm thế nào đi. Nàng có điểm gấp không chờ nổi muốn nhìn một chút, Ngụy Nguyên nghe tiếng ngẩng đầu, ánh nến ôm nhu hắn hình dáng, hắn cười gật đầu, nhẹ nhàng nói câu hảo, sau đó cúi đầu, ánh mắt lại lần nữa dừng ở thư thượng. Tô Trân Trân lại xem có chút ngây người. Ngụy Nguyên sinh thật là đẹp mắt, có đôi khi nàng thậm chí có loại chính mình không xứng với Ngụy Nguyên cảm giác. Nghĩ, nàng cúi đầu nhìn nhìn chính mình không hề xem điểm dáng người, bỗng nhiên có chút mất mát, chính mình cũng không thể mặc kệ, đến luyện lên, hảo dáng người sẽ không bạch bạch đến tới. Vội xong rồi, bọn nhỏ còn hứng thú bừng bừng ở cùng tiểu cẩu nhi vượng tài chơi, tô trân trân liền thượng giường đất, vẫn là kéo dây chằng luyện yoga. Ngụy Nguyên vừa mới bắt đầu còn không có chú ý tới, nhận thấy được bên người người cử chỉ kỳ quái khi, mới bình tĩnh nhìn lại. Ngươi! Làm gì vậy? Tô Trân Trân bị hắn xem đến mặt ửng hồng lên, hắc hắc, cười hai tiếng, ta buổi tối ăn có chút căng bụng, tiêu tiêu thực. Này lý do đảo cũng hợp lý, Ngụy Nguyên cười gật đầu, lúc này mới một lần nữa đọc sách đi. Luyện non nửa canh giờ yoga, Tô Trân Trân liền bắt đầu cả người đổ mồ hôi. Này tiểu thân thể càng ít rèn luyện, động hai hạ liền mệt thẳng xuyển, Ngụy Nguyên thấy nàng mệt thở hồng hộc, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, động tác lại càng ngày càng linh hoạt, đứng dậy lê giày, đi cho nàng đổ một ly ôn ở tiểu bếp lò thượng nước ấm. Uống miếng nước đi, không cần đối chính mình như vậy trách móc nặng nề. Tô Trân Trân tiếp nhận thủy, mặt lại càng đỏ, cái gì kêu không cần đối chính mình như vậy trách móc nặng nề, hắn nhìn ra cái gì tới. Nàng ừng ực ừng ực uống lên hai ngụm nước, che giấu trên mặt sang nhiên. Luyện một canh giờ, Tô Trân Trân cả người đổ mồ hôi, cuối cùng cuối cùng là mệt không thể động đậy, mới dừng lại tới. Bọn nhỏ đã chơi mệt mỏi, ngoan ngoãn dựa theo nàng quy định, đi đem tay rửa sạch sẽ, mới thượng giường đất. Tô Trân Trân trở mình, trên người nhão nhão dính dính thực không thoải mái, cấp ba cái hài tử đắp chăn đàng hoàng, đứng dậy đi phòng bếp, chuẩn bị thiêu điểm nước ấm đơn giản lau một chút. Ngụy Nguyên thấy nàng ra cửa, ánh mắt không khỏi đi theo. Thấy ba cái hài tử đều ngủ rồi, Ngụy Nguyên đứng dậy tắt đầu giường đèn dầu, một lát sau còn không có chờ đến Tô Trân Trân trở về, nghe thấy bên ngoài phong tuyết thanh, Ngụy Nguyên liền có chút lo lắng đi ra ngoài. Vốn định nhìn xem Tô Trân Trân có thể hay không có yêu cầu chính mình hỗ trợ địa phương, ai biết tiếng phòng bếp, liền thấy mờ nhạt đèn dầu ánh đèn hạ, Tô Trân Trân đang ở thoát y thường. Bốn mắt nhìn nhau gian, Tô Trân Trân chỉ biết nắm lên sim y ngăn trở mẫn cảm bộ vị, mặt cũng đằng một chút thiêu lên, ấp úng nói chuyện đều đánh khái nói, ngươi ngươi ngươi. Ngươi trước đi ra ngoài sao? Bị ngụy Nguyên như vậy nhìn, nàng thập phần thẹn thùng, tuy rằng hai người đã là trên danh nghĩa phu thê, chính mình cũng không có lý do gì cự tuyệt ngụy Nguyên thân cận, nhưng như vậy đường đột bị người xem quan, nàng vẫn là có chút khó có thể tiếp thu. Ngụy Nguyên mới vừa rồi liền thấy kia màu đỏ trực tế lụa yếm thượng theo tiểu bạch thỏ, lúc này nghe thấy Tô Trân Trân nói, lỗ tai tức khắc liền một trận nóng rác thiêu lên, vội xoay người sang chỗ khác, khóe miệng hấp hấp muốn nói cái gì, há miệng thở dốc cuối cùng là cái gì đều không có nói ra. Hắn vội vàng đi ra ngoài, bị ngân diện gió lạnh một thổi, hắn lúc này mới hoảng hốt phục hồi tinh thần lại, trong đầu nhưng không khỏi hiện ra mới vừa rồi Tô Trân Trân kia thẹn thùng động lòng người bộ dáng. Chương 66 trong thôn có mảnh thú, Chương 66 trong thôn có mảnh thú. Khít sâu hai khẩu khí lạnh, lại như củ áp không được đáy lòng khô nóng. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân thân mình, hơn nữa nữ nhân này, vẫn là hắn. Thê tử. Trong nháy mắt kia, hắn tự hồ hoàn toàn không có nghĩ tới ba cái hài tử nương, phản phất thật sự không có một đinh điểm có quan hệ nữ nhân khác ấn tượng. Cái này làm cho ngụy Nguyên sinh ra loại khó có thể nói rõ tình tố. Nơi xa ẩn vào bóng đêm núi non truyền đến từng trận sói ru, Lúc này trong núi không biết có là như thế nào giết chóc, đại tuyết bay múa, Ngụy Nguyên lần đầu tiên cảm thấy cả người máu đều ở sôi trào, chỉ có này đầy trời hàng ý có thể đem hắn xúc động áp chế đi xuống. Tô Trân Trân nhanh chóng lau thân mình mặc tốt xiêm y, có lẽ là trong lòng quá e lệ, xấu hổ nàng cả người nóng lên, thế nhưng bất giác lãnh. Mặt tốt xiêm y đi ra ngoài, Ngụy Nguyên thế nhưng còn đứng ở cửa, Tô Trân Trân nuốt một ngụm nước bọt, có chút khẩn trương nhìn hắn một cái, tận lực làm bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh, nói, ngươi như thế nào còn không ngủ được a à, bên ngoài như vậy lãnh. Khi nói chuyện, nàng trà sát cánh tay, ngụy Nguyên môi mỏng hơi nhấp, chần chờ nói, ta không phải cố ý, ta không biết. a à, không có việc gì, đều do ta không cùng ngươi nói rõ ràng. Tô Trân Trân chỉ nghĩ chạy nhanh đem cái này xấu hổ đề tài bóc qua đi, chúng ta mau vào phòng đi, bên ngoài quá lạnh. Ngụy Nguyên gật đầu, Tô Trân Trân vội toản trở về phòng, xúc vào ấm áp trong ổ chăn, không dám nhìn tới Ngụy Nguyên. Cũng may này một đêm quá thực bình tĩnh, trừ bỏ bên ngoài thường thường truyền đến một trận gió tuyết hô hô thanh âm ngoại, cái gì cũng không có phát sinh. Không sau sáng sớm, một đêm phong tuyết đêm này phiến thiên địa đều rực rỡ hẳn lên, ngân trang tố khỏa, thanh muối dâm cành, như bay hoa vạn trảng, một đêm giang hoa lê khai tẩn. Ngọc Trì Ngọc hỉ hai đứa nhỏ sớm từ bị thẩm vân liên tỉ muội mang. Đi bóng ma trung đi ra, lúc này thấy bên ngoài mãn viện tử cập mắt cá chân tuyết, vui mừng vọt vào trong đống tuyết, vui vẻ rải khởi hoa nghi tới nữ nữ nhìn cũng rất muốn đi chơi, nhưng nàng này vóc dáng nhỏ, tô trân trân sợ nàng quần ướt nhẹp, liền cao giọng nói, không bằng các ngươi liền ở trong nhà chơi tuyết đi, mẫu thân cùng cha đi huyện thành đi. Ba cái hài tử nghe vậy thế nhưng thật sự liền suy xét lên, giống như đi trong huyện chuyện này cũng không có chơi tuyết quan trọng dường như. Tô Trân Trân thấy chiêu này không hiệu quả, liền ho khang liên thanh nói, ân, ta và các ngươi cha đi ăn ngon hoành thánh đi, còn có ngọt ngào đường hồ lô, còn có. Mẫu thân, ta đi. Không đợi nàng nói xong, Yến Ninh cái này tiểu hoạt đầu đã đảo hướng về phía Tô Trân Trân bên này. Tô Trân Trân gật đầu, không người muốn đi ôm tiểu Yến Ninh đi ra ngoài, Ngụy Nguyên lại trước một bước tiến lên, nói, ta đến đây đi, ngươi xem lộ. Thế nhưng là một bộ lo lắng nàng bộ dáng, Tô Trân Trân không có ngày thường biểu hiện như vậy hào phóng tự tại, trong lòng còn ẩn ẩn có chút biệt nữ, cười nói thanh hảo, vài bước ra sân. Sân bên ngoài, có vài đạo thâm thâm thiển thiển trảo ấn, kia trảo ấn có chút đại, còn rất sâu, nhìn qua như là cái gì mảnh thú dấu chân, tô trân trân sửng sốt, chợt trong lòng chuông cảnh báo sao vang, không phải đâu, chẳng lẽ là trong núi mảnh thú đi ra ngoài tìm thực. Nàng nhìn thoáng qua bốn phía, vội vàng kêu Ngụy Nguyên tới xem. Ngụy Nguyên thấy nàng thần sắc nôn nóng, bước nhanh đi ra, đã thấy rõ kia trảo ấn sau, cũng là biến sắc. Trong núi có mảnh thú là chuyện thường, chỉ là ngày thường trong thôn cũng không có truyền ra quá mảnh thú đã thương người thời gian, không cần quá mức lo lắng. Như thế nào có thể không lo lắng đâu, ta nghe nói trong núi mảnh thú là muốn trộn tiểu hài nhi ăn, nhà chúng ta ba cái tiểu hài nhi đâu, ta này trong lòng tổng giác không vững chắc. Giờ phút này tô trân trân trong lòng tràn đầy nguy cơ cảm, nàng bỗng nhiên cảm thấy, vẫn là người nhiều địa phương an toàn chút, cũng may mắn sớm đem tường vây cấp kiến hảo, phòng ở cũng một lần nữa sửa chữa lại một lần, bằng không thật không biết cái này mùa đông nên như thế nào qua. Ngụy Nguyên lại tự hồ cũng không phải như vậy lo lắng, hắn bình tĩnh an ủi tô trân trân, cũng không cần quá mức lo lắng chỉ cần buổi tối đóng cửa cho kỹ cửa sổ không ra khỏi cửa, sẽ không bị mảnh thú thương đến. Chúng ta vẫn là cùng người trong thôn nói một tiếng đi, vạn nhất trong thôn vào lão hổ lan gì đó, ngậm đi rồi hài tử nhưng làm sao bây giờ? Đừng đi nói, sẽ không đã thương người. Ngụy Nguyên bỗng nhiên thanh âm quýnh lên, có vẻ có chút quá kích, tô trân trân sửng sốt, kỳ quái nhìn Ngụy Nguyên. Trong thôn có mảnh thú, nhắc nhở một chút thôn dân tiểu tâm đi ra ngoài không phải thực bình thường sao, vì cái gì ngụy nguyên lại biểu hiện như vậy khẩn trương đâu giống như không lo lắng thôn dân đã chịu thương tổn ngược lại là sợ hãi những cái đó mảnh thú bị xúc phạm tới đâu nàng đang muốn hỏi cái đến tột cùng ước hảo cùng đi trong huyện mua hàng tết thôi anh thẩm mẹ chồng nàng dâu cùng lâm tẩu tử liền kêu nàng tô trân trân cao giọng trở về một tiếng tới cũng bất chấp đi quản chuyện này ngụy nguyên một tay ôm tiểu yến ninh một tay nắm ngọc hỉ nàng tắt nắm lão đại ngọc trì hướng phía trước đi không nghĩ tới Triệu Xuân Hoa cũng mang theo Lý Biển Rộng cùng nhau ở. Ngươi thật đúng là bảo bối nhà ngươi này ba hài tử, đi chỗ nào đều mang lên. Triệu Xuân Hoa phun ra một ngụm sương mù, cười hì hì cùng nàng chào hỏi. Không có biện pháp A, à, hài tử là nương bảo, nhà mình một cái đều không được. Tô Trân Trân cười nhìn thoáng qua bên người hài tử, xoay người chờ Ngụy Nguyên lại đây. Nếu là người khác nói lời này, Triệu Xuân Hoa còn sẽ cảm thấy là dối trá, nhưng ngày đó kiến thức Tô Trân Trân phát cùng bộ dáng, Nàng là không dám nghi ngờ, chỉ là không rõ, một cái làm mẹ kế, thật như vậy bảo bối mấy cái người khác hài tử. Triệu Tú Hòa vừa nhìn thấy Tô Trân Trân liền nở nụ cười, "Trân Trân tỷ, hôm nay ta mang theo mấy phương khăn, đợi chút có thể hay không mang ta đi Cẩm Hưng Tú trang một chuyến a?" Này đối Tô Trân Trân tới nói là việc rất nhỏ mà thôi, cho nên rất hào phóng gật gật đầu, "Không thành vấn đề, đợi chút ta mang ngươi đi là được." Thôi anh thẩm liền oán trách con dâu một câu, "Liền ngươi sẽ tìm phiền toái." cũng là người ta bất hòa ngươi so đo. Đại gia đối thôi anh tẩu tử nói chuyện phương thức đều thói quen, ai cũng không có đi để ý tới nàng. Bọn họ đoàn người mỗi lần đi trong huyện, đều là ngồi xe bò, hôm nay cũng không ngoại lệ, cho một văn tiền tiền xe thượng xe bò, xe bò không nhanh không chậm hướng huyện thành đi. Ngụy Nguyên dọc theo đường đi đều có vẻ có chút thất thần, Tô Trân Trân xem hắn bộ dáng này, có chút lo lắng, xe bò thượng nhân quá nhiều, nàng cũng không hảo hỏi, chỉ phải nuốt xuống tưởng lời nói, suy nghĩ đợi chút tới rồi trong huyện tìm một cơ hội hỏi một câu. Nhắm mắt dưỡng thần gian, nàng trộn nhìn thoáng qua trong không gian tình huống. Trong không gian có rễ sáng cùng phục linh, nàng tìm một cơ hội làm chút rễ sáng phục linh phấn, bất quá ăn một đoạn thời gian, làn da liền mắt thường có thể thấy được bóng loáng tinh tế lên, nàng suy nghĩ nhiều làm một ít, liền đặt tên kêu ngọc dung dưỡng nhan phấn, đến lúc đó treo lên chính mình danh hào, đặt ở ngọc lâm quán bán, bạc liền ấn trích phần trăm cấp, nói không chừng thật đúng là cái thương cơ đâu. Lần trước Ngọc Lâm quán hỏi nàng, có hay không thượng 50 năm linh chi, nàng lúc ấy nhìn thoáng qua dược phố trong không gian, phát hiện thật là có, chẳng những 50 năm linh chi có 3 viên, trăm năm linh chi còn có một viên, hai 30 năm linh chi liền càng nhiều, này nếu là truyền ra đi, chính mình chỉ sợ lập tức là có thể bị nghe tin mà đến thích khách vây quanh. Nàng lập tức nói không có, chỉ nói có viên 30 năm, vẫn là gia truyền chi vật, không có 2.000 lượng bạc đều không cần nói. 30 năm linh chi nàng trong không gian nhiều lắm đâu, Bất quá là cố ý nói như vậy, muốn nhiều bán chút bạc thôi. Không nghĩ tới kia lâm trưởng quầy lập tức liền gật đầu đáp ứng xuống dưới, còn nhiều một trăm lượng bạc tiền đặt cọc, còn muốn cho người đi theo tới lấy, lại bị tô trân trân cự tuyệt, nói chỉ có thể lần sau đi trong huyện cho hắn mang đi. Sớm biết rằng nàng liền khai ba ngàn lượng bạc, tổng cảm thấy chính mình có chút mệt. Nghĩ, tô trân trân buồn cười, chính mình như thế nào cũng thành cái gian thương. Bất quá nghĩ đợi chút có hai ngàn lượng bạc nhập trướng, nàng trong lòng liền một trận kích động, này hai ngàn lượng nàng nhưng hảo hảo lợi dụng. Chương 67 Tô Nương Tử Mặt Mũi Chương 67 Tô Nương Tử Mặt Mũi Khánh Nguyên huyện cũng là đại tuyết vô địa, nhưng băng thiên tuyết địa cũng ngăn không được đại gia đối sắp muốn ăn tết nhiệt tình. Tới gần cửa ải cuối năm, học đường cũng hư khóa, bọn nhỏ ăn mặc áo bông ở trên nền tuyết lăn lộn, bị đại nhân thấy, không tránh khỏi muốn ai đốn mắng, nhưng ăn mắng, bọn nhỏ thu liễm trong chốc lát lại chơi khai nhìn những cái đó hài tử, Ngọc Trì Ngọc Hỷ hai huynh để mắt lộ ra hâm mộ nhìn. Hai cái tiểu gia hỏa suy nghĩ cái gì Tô Trân Trân biết. Nhưng ở trên nền tuyết lăn lộn thực dễ dàng liền sẽ cảm mạo, mấy cái hài tử lại bởi vì phía trước dưỡng qua loa thân thể đều không tốt lắm, một không cẩn thận liền khả năng sẽ sinh bệnh, cho nên tại đây sự kiện thường, Tô Trân Trân khó được nghiêm khắc. Lần này tới trong huyện, Lâm Tẩu Tử cùng Thôi Anh Thẩm Triệu Xuân Hoa đều chỉ là tới mua sắm hàng Tết, chỉ có Triệu Tú Hòa có theo phẩm muốn bán, Tô Trân Trân nghĩ đợi chút chính mình còn muốn đi Ngọc Lâm quán, chuyện này không hảo Trương Dương đi ra ngoài, liền trước mang theo Triệu Tú Hòa đi cẩm hưng Tú Trang. Tô trưởng quầy vừa nhìn thấy Tô Trân Trân liền nở nụ cười, bước nhanh đón nhận tiếng đến, hỏi, đây là phải làm ăn Tết Sim Y. Đến lúc này nhị hồi giao tiếp, Tô trưởng quầy cũng cùng Tô Trân Trân quen thuộc đi lên, nàng cảm thấy Tô Trân Trân người này làm việc lanh lẹ không kéo dài, rất đúng nàng ăn uống, cho nên mỗi lần Tô Trân Trân tới, nàng đều sẽ lưu một ít nàng lưu hành một thời thức hạng nhất nàng chọn lựa. Tô Trân Trân cũng thích làm việc dụng tâm người, ở tô trưởng quầy nơi này hoa bạc không nháy mắt, hai bên vui mừng. Lúc này chỉ có triệu tú hòa tại bên người, tô Trân Trân cũng không cất giấu, gật đầu nói, đúng vậy, này không cần ăn Tết sao, lại cấp bọn nhỏ làm mấy thân ăn Tết tân y phục. Tô trưởng quầy nghe vậy không khỏi than một tiếng tô Trân Trân ra tay rộng rãi, này lần trước hợp với làm mười mấy bộ sim y còn không có bao lâu đâu, hiện tại lại phải làm sim y, có thể thấy được nhân gia của cải nhi là thật dày, căn bản không lo lắng điểm này nửa điểm. Hảo! Cô trưởng quầy cười, phân phó tiểu nhị đem chính mình cấp tô trân trân lưu tại thước đầu cấp lấy ra tới cung mấy cái hài tử chọn lựa. Triệu Tú Hòa lần đầu tiên đi theo tô trân trân tới Cẩm Hưng Tú Trang, phía trước chỉ là đi ngang qua hoặc là nghe nói, lại là một lần đều chưa từng tiến vào quá, hiện tại xem tô trân trân bị này đại trưởng quầy như thế lễ ngộ, trong lòng không cấm lại lần nữa đổi mới đối tô trân trân nhận thức. Nghe nói Tô Trân Trân là giới thiệu một vị kim chỉ công phu lợi hại tiểu nương tử cho nàng nhận thức, Tô trưởng quầy thực nể tình thỉnh Triệu Tú Hòa đến một bên bên cạnh bàn ngồi xuống. Triệu Tú Hòa thấp thỏm bất an, khẩn trương đắc thủ đều có chút phát trung đem chính mình theo phẩm đem ra, Tô trưởng quầy vừa thấy liền biết đây là phía trước Tô Trân Trân lấy đã tới, tuy rằng theo công thực không tồi, lại còn không tính là tinh vi, ít nhất so với người thạo nghề xuất thân Tú Nương tới nói, như vậy theo công thật là thực bình thường bất quá chính mình liền tính là xem ở tô trân trân trên mặt bán một cái nhân tình cũng sẽ nhận lấy này đó theo phẩm, lấy tới thưởng phía dưới người cũng không phải không được. Tô trưởng quầy cấp khai một lượng bạc tử giá cao, mua triệu tú hòa mang đến 12 điều theo hoa khăn tay cùng khăn tay, triệu tú hòa vui mừng không xiết, không dự đoán được có thể bán như vậy cao giới, nhất thời cao hứng nói đều sẽ không nói. Nếu là người khác lấy tới, ta còn luyến tiếc khai như. Vậy cao giới, bất quá nếu là tô nương tử mang đến người, Ta à đây tốt xấu cũng phải nhìn ở tô nương tử mặt mũi hướng lên trên nâng nâng. Tô trưởng quầy là cái người thông minh. Liền tính là khoe mẽ cũng sẽ bán được thật chỗ. Một phen lời nói đem tô trân trân bộ tịch cấp ước chừng, triệu tú hòa bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía tô trân trân ánh mắt liền nhiều vài phần kính nể, liên thanh nói, đa tạ trân trân tỷ. Chương 68 kích cóp của hồi môn. Chương 68 kích cóp của hồi môn. Tô Trân Trân đối với loại này ơn huệ nhỏ cũng không như thế nào đặt ở trong lòng, nhưng cũng không phải không thông nhân tình, biết tô trưởng quầy là muốn bán chính mình một ân tình, tô trân trân cũng không phải không cảm kích người. Tô trưởng quầy nơi này giống như còn có trang sức. Cũng mang ta đi nhìn xem đi. Vừa lúc này muốn ăn Tết, nàng tới này niên đại còn không có mua quá một kiện giống dạng trang sức, lòng yêu cái đẹp người người đều có, nàng cũng không ngoại lệ. Tô trưởng quầy vừa nghe, lập tức tinh thần tỉnh táo, phân phó tiểu nhị đem bạc kết toán cấp triệu tú hòa, chính mình cao hứng mà lãnh tô trân trân đến một bên đi trên lầu chọn lựa trang sức đi. Trước cuộc là chủ đánh bán sim y, trang sức cũng nhiều là chút trăm bạc tử châu hoa linh tinh không tính quý. Tô trân trân nhìn thấy trong đó có cái bạc vòng tay, trẻ con ngón út phẩm chất, hố hồ lô như ý văn, liền nghĩ mua tới cấp tiểu yến ninh. Nếu là chính mình có thể cho nàng tích cóc một bút của hồi môn, về sau tiểu nha đầu trở về vương phủ, cũng không đến mức bị mẹ kế khi dễ. Như vậy tưởng tượng, nàng đơn giản lại tuyển mấy cái trâm bạc tử, chỉ là trong lòng lại có chút buồn bã mất mát, ngẫm lại cuối cùng bọn nhỏ đều sẽ rời đi, liền cảm thấy trong lòng có chút vắng vẻ. Cuối cùng, nàng tuyển mấy đóa dùng màu đỏ tương tư đậu phối hợp tế quyên sa làm châu hoa, này nhan sắc vui mừng, ăn Tết mang chính hợp với tình hình. Linh tinh vụn vặt lại hoa 20 lượng bạc đi ra ngoài, tô trưởng quầy nhìn liền nhịn không được tươi cười đầy mặt, tô nương tử muốn hay không cũng làm hai thân sim ia, này tới gần ăn Tết, hiện tại làm, năm 289 mới có thể bắt được sim y. Một bộ sinh ý hỏa bạo, không còn sớm điểm làm liền tới không kịp ý tứ. Tô Trân Trân vốn là tính toán phải cho Ngụy Nguyên cùng chính mình cũng làm hai thân sim y, cũng liền thừa nàng lời này, vậy nhìn xem đi, tô trưởng quầy đều nói như vậy, ta tốt xấu cũng muốn nhiều làm hai thân không phải. Là là là. Triệu Tú Hòa ở một bên nhìn, nói không nên lời hâm mộ, nàng này bán một lượng bạc tử, trở về còn phải giao một nửa cấp bà bà, đến nỗi ăn tết tân y phục, nhiều lắm cũng là tài chút vải thô làm thân áo bông trừ bỏ lần trước Trân Trân tỷ cho chính mình vải miệng thước đầu nàng lấy tới làm một thân tân y phục liền không có một kiện đẹp sim y Trân Trân tỷ người này làn da càng ngày càng tốt thấy tô Trân Trân lộ ra cánh tay triệu tú hòa kinh ngạc đến khen nói tô Trân Trân vội đem tay áo kéo xuống cười nói này nơi nào thì tốt rồi ta vẫn luôn ở dùng Ngọc Lâm quán dưỡng nhan phấn nghe nói trong cung quý nhân đều sử dụng đâu lúc này mới vô dụng bao lâu Tô trưởng quầy lại đi theo Triệu Tú Hòa nói, cũng không phải là hống ngươi, ngươi này da thịt non mịn, thật là càng lớn càng xinh đẹp. Sau đó lại hỏi, ngươi nói cái gì dưỡng nhan phấn, ai đều có thể ăn sao, quý không quý a? À. Nữ nhân gia đề tài luôn là không rời đi như thế nào biến xinh đẹp, tô trưởng quầy cũng là nữ nhân, tự nhiên cũng là tò mò. Tô Trân Trân cười nói, tô trưởng quầy khẳng định mua nổi, không quý. Chờ định hảo sim y hình thức đa dạng lúc sau, Triệu Tú Hòa liền nóng lòng muốn thử hỏi, trân trân tỷ kia cái gì dưỡng nhan phấn thật như vậy dùng tốt tô trân trân biết nàng đây là tâm động chụp nàng hai hạ dỗi nói tự nhiên là thật ngươi nếu muốn muốn trở về ở ta chỗ đó những cái đó đi tỏ vẻ ta còn có thể thiếu ngươi triệu tú hòa lập tức liền vui vẻ ra mặt trong lòng thập phần cảm kích mấy người còn không có đi ra ngoài liền thấy đã đi mua gạo thóc trở về lâm tẩu tử mấy người ở cửa nhìn đông nhìn tây hướng bên trong nhìn lâm tẩu tử thôi anh thẩm xuân hoa tỷ Tô Trân Trân mang theo mấy cái hài tử, cùng Ngụy Nguyên Triệu Tú Hòa cùng nhau đi ra ngoài. Triệu Xuân Hoa nhìn chầm chầm cẩm hưng tú trang giá để hàng vẽ mặt kinh ngạc cảm thán, chật chật chật, này đó thước đầu cũng thật xinh đẹp a. À. Nàng lời còn chưa dứt, một đạo không thuộc về bọn họ thanh âm vang lên, tiểu nương tử. Chương 69 là tiểu nương tử phu quân. Chương 69 là tiểu nương tử phu quân. Thanh âm này mang theo vài phần cửu biệt gặp lại kinh hỷ, ôn nhuận thanh tuyến làm người thực dễ dàng sinh ra hảo cảm cô trân trân ngẩng đầu liền thấy một vị trúc tiết văn cẩm y thiếu niên chính cười ngâm ngâm nhìn chính mình nàng không nhớ rõ chính mình ở nơi nào gặp qua hắn hơi có chút khó hiểu nhìn thiếu niên liếc mắt một cái người ai vị nào lâm thế thanh không dự đoán được nhân gia căn bản là không nhớ rõ chính mình nghĩ đến chính mình cũng coi như là dáng vẻ đường đường tuấn tú lịch sự thiếu niên tuấn tài không biết có bao nhiêu cô nương xua như xua việc muốn gả cho chính mình nhưng người ta lại căn bản liền không nhớ rõ chính mình làm càng nhà của chúng ta công tử ngươi đều không quen biết, Khánh An huyện sợ là cũng chỉ có ngươi như vậy nhất hào có mắt không trồng người. Thiếu niên công tử còn chưa nói lời nói đâu, thiếu niên công tử tùy tùng lại hấp tấp nhảy ra tới. Tô Trân Trân bổn còn có chút hoang mang người này nhìn quen mắt chính mình vì sao sẽ không có gì ấn tượng, lúc này kia gã sai vặt vừa ra tới, nàng lập tức liền nhớ tới chính mình là ở nơi nào gặp qua thiếu niên công tử. Úc ta nhớ ra rồi, vị này chính là Ngọc Lâm quán cửa không có mắt kia cẩu đồ vật, nàng không có xem kia cẩm y thiếu niên, mà là đánh giá trương vượng liếc mắt một cái, ngày ấy hắn chính là như vậy mắng chính mình, lại bị chính mình một câu liền dọa lui. Lúc này tái kiến, hắn lại nói năng lỗ mãn, tô trân trân tự nhận chính mình cũng không xem như cái gì người tốt, cậu cắn nàng một ngụm nàng đều thế tất muốn cắn trở về, càng đừng nói cái gì đánh không hoàng thủ mắng không cãi lại, bị người đánh một bên mặt còn muốn duỗi bên kia qua đi. Ngươi ngươi ngươi, ngươi mới là Trương Vượng lần này không chờ gã sai vặt nói xong, Lâm Thế Thanh hoàn toàn trầm mặt. Trương Vượng vội dừng câu chuyện, vân vân dạ dạ lên tiếng là. Tiểu nương tử chưa từng chiêu ngươi chọc ngươi, ngươi lại khẩu ra ác ngữ, phạt nửa tháng bổng lộc. Trương Vượng nghe vậy lập tức mày căng thẳng, lộ ra thịt đau thần sắc tới, công tử. Lâm Thế Thanh lại là một bộ không dung thương nghị bộ dáng, tiến lên hai bước nhìn về phía tô trân trân, hơi có chút xin lỗi chắp tay, cười nói, ta đang chuẩn bị đi ngọc lâm quán, chưa từng tưởng như thế xảo, ở chỗ này đều có thể gặp được tiểu nương tử, tiểu nương tử khi nào đi ngọc lâm quán, xe ngựa của ta ở chỗ này, có thể một đạo đồng hành. Tô Trân Trân nhìn thoáng qua hắn phía sau, quả thật là theo một chiếc xe ngựa, nàng không khỏi ngạc nhiên nói, người này có xe ngựa lại phải đi lộ, như thế nào làm nàng có loại quá dị cảm giác đâu. Lâm Thế Thanh lại biểu hiện thực tự nhiên, tận lực làm bộ đây là ngẫu nhiên gặp được bộ dáng, thấy Tô Trân Trân chần chờ, đang muốn lại mở miệng, một mặt cao lớn thân ảnh bỗng nhiên hoành ở trước mặt hắn. Có thể a, à, vậy làm phiền Lâm công tử đưa đưa chúng ta đi." Nói xong liền không chút khách khí nắm Tô Trân Trân tay hướng trên xe ngựa đi. Tô Trân Trân trợn mắt há hốc mồm, cảm nhận được Ngụy Nguyên đại trưởng gắt gao nắm chặt chính mình tay, hắn lòng bàn tay độ ấm có chút lạnh, lại rất mau ấm áp lên, có chút thô ráp mu bàn tay ma đến nàng có chút đau, nhưng Tô Trân Trân nhưng không khỏi dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve kia làn da thượng vân da. Người nam nhân này là ghen tị. Ngụy Nguyên chưa bao giờ biểu hiện ra quá như vậy thần sắc. Tô Trân Trân chính trong lòng suy nghĩ đâu, Ngụy Nguyên đã muốn chạy tới xe ngựa bên. Tô Trân Trân nhìn có chút cao càng xe, bất quá là có chút chần chờ, lại bỗng nhiên bị người thủ sẵn vòng eo hướng lên trên một thác, Tô Trân Trân không khỏi thở nhẹ một tiếng, trực tiếp bị Ngụy Nguyên bế lên xe ngựa, kia không chút do dự tuyệt đối lực lượng làm nàng tâm thần chấn động. Mà vẻ mặt khiếp sợ trừ bỏ Tô Trân Trân cùng Triệu Tú Hòa đám người, còn có không phục hồi tinh thần lại Lâm Thế Thanh. Hắn là ai? hắn theo bản năng nhìn về phía vừa rồi cùng tô trân trân cùng nhau triệu tú hòa ngữ khí dồn dập có vẻ có chút đường đột triệu tú hòa há miệng thở dốc a à hai tiếng mới nói ra một câu chỉnh lời nói là tiểu nương tử phu quân chương 70 bình giấm chua phiên chương 70 bình giấm chua phiên ngồi ở trên xe ngựa tô trân trân phục một tiếng bật cười thật muốn nhìn xem lâm thế thanh là cái gì biểu tình ngụy nguyên chiêu này cũng quá vô lại chút nàng còn nghĩ như thế nào cự tuyệt đâu Ngụy Nguyên lại là trực tiếp lôi kéo nàng lên xe ngựa, này giấm mùi vị sợ là cách 10 dặm mà đều có thể nghe thấy được đi. Nàng rất có hứng thú nghiêng đầu nhìn Ngụy Nguyên, duỗi tay ở trước mặt hắn quơ quơ, Ngụy Nguyên ngước mắt, đáy mắt là nồng đậm không vui. Nghĩ đến phía trước trong thôn lời đồn đãi, Tô Trân Trân rốt cuộc nhịn không được ôm bụng cười cười ha hả, ngươi không phải là tin trong thôn những người đó lời nói đi. Ta thật không có cho ngươi mang lục. Tô Trân Trân nói một nửa vội nhắm lại miệng, liền sợ chờ chính mình nói xong lời nói đã bị ngụy nguyên dưới sự tức giận cấp diệt khẩu vừa vặn lâm thế thanh cũng sắc mặt quỷ dị lên xe ngựa tô trân trân cũng liền nhắm lại miệng chỉ là nghẹn cười nghẹn đến mức bụng đau thế nhưng cũng đã quên mới vừa rồi bị ngụy nguyên nắm tay sự tình có ngụy nguyên da mặt dày hành vi cùng khí phách tuyên thệ chủ quyền lâm thế thanh ở trong xe ngựa ngồi đến thập phần co quắp hắn nhịn không được nhẹ nhàng ho khan hai tiếng giả vờ khó hiểu nhìn về phía tô trân trân cũng không biết nói tiểu nương tử như thế cảnh xuân tươi đẹp liền đã gả làm vợ người, thật là đáng tiếc. Lời này trong lén lúc nói cũng liền thôi, mà khi đàn ông có vợ. Người trước mặt nói như vậy, liền có chút không đem người để vào mắt, cố ý khiêu khích hương vị. Ngụy Nguyên nhướng mày nhìn về phía Lâm Thế Thanh, không mặn không nhạt nói câu, có đáng tiếc không đạt được người không phải. Nói nhìn về phía Tô Trân Trân, đem chính mình trên người áo choàng gỡ xuống tới khoác ở Tô Trân Trân trên người, này Mary su cẩu huyết động tác đối tô trân trân tới nói là không hề chống cự chi lực, nàng nhìn Ngụy Nguyên, đáy mắt có tinh mang lập lè. Lâm Thế Thanh bị Ngụy Nguyên này một phen lời nói việc làm đổ đến không hề phản bác chi lực, xe ngựa ngoại truyện tới triệu tú hòa thanh âm, các ngươi hai vợ chồng nhưng thật ra lên xe ngựa, ba hài tử từ bỏ. Tô Trân Trân một phách đầu, chính mình như thế nào đem bọn nhỏ cấp đã quên, quả thật là nam nhân hỏng việc nhi. Nàng chui ra xe ngựa, triệu tú hòa từng bước từng bước đem bọn nhỏ cấp ôm đi lên, Tô Trân Trân cười đối nàng nói một tiếng tạ, vẫn là ngươi cái này làm gì đáng tin cậy. Triệu Tú Hòa rất là kiêu ngạo dơ dơ lên cầm, cười nói, đó là đương nhiên, bất quá sự tình hôm nay còn muốn đa tạ Trân Trân tỷ, ngày khác ta đi mua điểm thịt, thỉnh Trân Trân tỷ ăn cơm. Ngươi ta cái gì giao tình, dùng đến khách khí như vậy. Tô Trân Trân giả vờ tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lúc này mới cùng nàng cáo biệt. Ba cái hài tử lần đầu tiên ngồi xe ngựa, chỉ cảm thấy phá lệ mới mẻ, tả nhìn xem hữu nhìn xem, vui mừng chi ý bộc lộ ra ngoài. Tô Trân Trân cảm thấy, chờ đến 2.000 lượng ngân phiếu tới tay, chính mình gia cũng nên bán chiếc xe ngựa, trong nhà nhân khẩu nhiều, mỗi lần tới trong huyện đều đến cùng người khác cùng nhau tể, thật sự là không quá phương tiện. Bị Ngụy Nguyên chèn ép hai câu sau lâm công tử nhưng thật ra không có nói cái gì nữa không thảo hỉ nói, chỉ là thấy ba cái hài tử thời điểm, vẫn là kinh hải. Tiểu nương tử đã có ba cái hài tử. Hơn nữa nhìn lớn nhất tự hồ đều có 7, 8 tuổi, này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Tô Trân Trân vô tình cùng Lâm Thế Thanh giải thích quá nhiều, cũng không nghĩ làm bọn nhỏ nghĩ nhiều, chỉ là cười gật gật đầu, kia cũng không phải là, bất quá nhà của chúng ta ba cái tiểu bảo đều thập phần nghe lời hiểu chuyện, cũng không gọi người nhọc lòng. Nàng một bên nói, một bên đi sờ sờ ba cái hài tử tay nhỏ, xác định ba nhi đều không có lạnh, lúc này mới yên lòng. Ngụy Nguyên nghe thấy Lâm Thế Thanh hỏi thăm, mũi gian hừ lạnh hai tiếng như vậy dừng ở tô trân trân đáy mắt, lại là thập phần đáng yêu. Chương 71 không từ mà biệt. Chương 71 không từ mà biệt. Bất quá lâm thế thanh lại cũng không ngốc, lại nhiều cân nhắc cân nhắc, liền minh bạch sự tình khả năng không phải chính mình tưởng như vậy, rốt cuộc làm trò hài tử mặt nhi, nhân gia cũng không hảo nói thẳng chính mình là mẹ kế A. Ngồi ở trong xe ngựa trừ bỏ có chút sốc nảy ngoại, có thể không bị gió thổi tuyết đánh, vẫn là thực thoải mái. Ngọc Trì Ngọc hỉ hai tiểu tử tể ở xe ngựa sau cửa sổ chỗ ra bên ngoài tham đầu tham não xem, trong chốc lát thấy có người ở biểu diễn tạp kỹ, hai gia hỏa lập tức cao hứng vỗ tay, trong chốc lát thấy có người ở ven đường thuyết thư, hai gia hỏa lại an tĩnh lại dựng lên lỗ tai nghe kia người kể chuyện đang nói cái gì. Tô Trân Trân liền cười hỏi Ngụy Nguyên, đợi chút chúng ta muốn đi thư phòng sao? Ngụy Nguyên nhíu mày trầm tư, không biết suy nghĩ cái gì, Tô Trân Trân hỏi xong đợi mấy tức, cũng không thấy hắn có phản ứng gì, không khỏi lo lắng chọc chọc hắn làm sao vậy? Ngụy Nguyên đột nhiên hoàng hồn, hiển nhiên là bị Tô Trân Trân cấp hoảng sợ, nghĩ đến chính mình ở trước mặt hắn nói chuyện đâu, hắn đều có thể như vậy thất thần, Tô Trân Trân trong lòng có chút không vui, tưởng cái gì như vậy xuất thần. Không có gì, chính là nghe thấy bên ngoài biểu diễn tạp kỹ, nghe xóa thần. Tiểu Yến Ninh liền giang hai tay cánh tay muốn cha ôm, Ngụy Nguyên cười đem nàng từ Tô Trân Trân trên người ôm qua đi, đáy mắt lúc này mới có hồi ôm. Tô Trân Trân lại cảm thấy có chút quá dị, nàng mới không tin ngụy nguyên bộ dáng này chỉ là bởi vì nghe thấy bên ngoài tạp âm ngây người thực mau tới rồi ngọc lâm quán lâm thế thanh liền an bài ngọc trưởng quầy nói cấp tiểu nương tử gia quyến an bài một gian an tỉnh sương phòng trở lên chút điểm tâm trà nóng qua đi tô trưởng quầy thấy tô trân trân khi mặt già nhi đều phải cười lạng chỉ là ngụy nguyên sắc mặt lại thập phần nan kham tiểu nương tử gia quyến này lâm công tử rõ ràng là ở vũ nhục chính mình dựa vào tức phụ nhi ăn cơm đi nghĩ đến phía trước những cái đó bạc cũng thật là tức phụ nhi tránh trở về, Ngụy Nguyên trong lòng không cấm có chút bực mình. Vẫn là hài tử hảo, không có gì tâm tư, chỉ là nghe nói có điểm tâm ăn, lập tức liền nhảy nhót lên. Tô Trân Trân thấy Ngụy Nguyên sắc mặt khó coi, cũng biết là Lâm Thế Thanh kia lời nói xảy ra vấn đề, liền cười bổ sung một câu, đây là ta tướng công cùng nhà ta ba cái tiểu bảo, làm phiền tô trưởng quầy. ngụy Nguyên nghe thấy lời này, mới sắc mặt hơi tể, mới vừa rồi phiền não nháy mắt tan thành mây khói. Tô Trân Trân nhỏ giọng trấn an hắn vài câu, nói chính mình thực mau trở về tới, xoay người liền đi hậu viện. Nàng đã không phải lần đầu tiên tới, hết thảy đều cưỡi xe nhẹ đi đường quen, chỉ là lần này là Lâm Thế Thanh cùng nàng kết toán bạc, nghĩ đến hắn đối ngụy nguyên mạc danh địch ý, Tô Trân Trân trong lòng có chút không quá thoải mái, chỉ nghĩ cầm bạc liền mau chút đi. Lần này là 2.000 lượng bạc, không phải số lượng nhỏ, Lâm Thế Thanh biểu hiện thực cẩn thận, đem ba cái hồng sơn đại cái rương dọn ra tới, thỉnh Tô Trân Trân kiểm kê. Tô Trân Trân là có quy củ, chỉ thu hiện bạc không thu ngân phiếu, cho nên Ngọc Lâm Quán cũng trước tiên mấy ngày liền bắt đầu chuẩn bị hiện bạc. Tô Trân Trân ảo thuật lấy ra một phen tiểu xảo xưng, ở mấy cái rương bạc ngay sau đó rút ra một ít bạc lượng lượng, xác định không có giả dối, lúc này mới ở tiền hóa thanh toán xong khế thư thượng ấn dấu tay. Nhìn Tô Trân Trân liên tiếp quán thao tác, Lâm Thế Thanh kinh ngạc mà há miệng thở dốc, này người nào trên người tùy thân mang xưng A, à, như vậy kiểm kê ngân lượng biện pháp thật đúng là có chút ý tứ, hắn chưa từng nghe thấy. Tô Trân Trân thỉnh Lâm Thế Thanh hỗ trợ đi kêu một tiếng Ngụy Nguyên tiến vào hỗ trợ dọn cái trương. Lâm Thế Thanh gật đầu, phái cái gã sai vặt đi gọi người, thực mau gã sai vặt đi mà quay lại, lại không có đem người cấp kêu lên tới, vị kia Lan Quân không ở trong sương phòng, chỉ có ba cái tiểu hài nhi. Tô Trân Trân sửng sốt, Ngụy Nguyên không có khả năng không từ mà biệt A, à, như thế nào sẽ đem hài tử đơn độc lưu tại trong sương phòng. Chương 72 ngươi Các ngươi là ai? Chương 72 ngươi Các ngươi là ai? nàng không tin ngụy nguyên sẽ làm như vậy không phụ trách nhiệm sự tình lập tức đi sương phòng nhìn thoáng qua nhìn thấy ba cái hài tử đều có chút mờ mịt vô thố đãi ở nơi đó tô trân trân cái gì cũng không có nói tiến lên vỗ vỗ ba cái tiểu gia hỏa nhi đầu trấn an một phen chỉ sợ ba nhi cũng là bị cha đột nhiên rời đi cấp dọa người này như thế nào không rên một tiếng trực tiếp đi rồi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì làm hắn như thế sốt ruột tô trân trân trong lòng cũng có chút sốt ruột lập tức mang theo bọn nhỏ trở lại hậu viện mặt mang xin lỗi đối Lâm Thế Thanh nói, làm phiền Lâm công tử giúp ta mướn một chiếc xe ngựa được không, ta mang theo ba cái hài tử cùng nhiều như vậy bạc, lo lắng trên đường không yên phận. Nếu là tiểu nương tử không ngại, ta có thể hộ tống ngươi cùng ba cái hài tử trở về, tất nhiên sẽ không làm ngươi ra nửa điểm đường rẻ. Lâm Thế Thanh trường thân ngọc lập, lời nói khẩn thiết, một bộ nho nhã ngọc công tử tư thái, tầm thường cô nương nơi nào bỏ được cự tuyệt hắn A, nhưng tô trân trân lại không ăn hắn này một bộ, lễ phép cười cười, Viễn Cự nói, thật sự quá phiền toái, không dám làm phiền, liền mướn chiếc xe ngựa liền có thể. Lâm Thế Thanh cười cười không có lại khuyên, hơi hơi gật đầu nhìn về phía Ngọc Trưởng Quầy, Ngọc Trưởng Quầy lập tức hiểu ý đi làm. Thực mau, Ngọc Trưởng Quầy liền cười ha hả đi rồi trở về, đối tô trân trân chắp tay, tiểu phu nhân, ngài xe ngựa đã ở cửa, ta đây liền người đem hồng xiển cấp tiểu phu nhân dọn lên xe ngựa. Trong lòng lại không khỏi chửi thầm, nhiều như vậy bạc, ngươi liền tính là lại có bản lĩnh, cũng quá mạo hiểm chút cự tuyệt thiếu chủ nhân hảo ý, có người hối hận. Ngọc trưởng quầy dữ dội thông thấu người A, nơi nào nhìn không ra thiếu chủ nhân đối vị này tuổi thanh xuân tiểu nương tử tâm ý, thiếu chủ nhân thân phận, tưởng ủy thân với hắn nữ tử vô số kể, không dự đoán được thế nhưng còn có bị người cự tuyệt thời điểm. Lâm Thế Thanh tự mình đem nàng đưa đến cửa, nghĩ nghĩ vẫn là đề nghị nói, không bằng ta phái mấy cái biết chút quyền cước công phu hộ tống ngươi một đạo trở về đi, này tới gần cửa ải cuối năm, các lộ bọn đạo chích đều sinh động đi lên, các ngươi mấy cái phụ nữ và trẻ em ấu tiểu chỉ sợ sẽ nguy hiểm. Đa tạ lâm công tử hảo ý. Cô Trân Trân cười cảm tạ, lại vẫn là cự tuyệt, Thánh Nguyên huyện Thái Bình mấy năm nay, nói vậy cũng không ai sẽ biết ta trên xe ngựa mang theo chút cái gì, ta bất quá là cái thường thường vô kỳ thông phụ, đáng giá nhất cũng chính là trên đầu này chỉ trâm bạc, nếu là thật gặp gỡ kẻ cắt cho hắn đó là. Lời này hiển nhiên là là ám chỉ lâm thế thanh, chỉ cần hắn không nói đi ra ngoài, quản hảo thủ hạ nhân. Nàng liền sẽ không xảy ra chuyện, nếu là xảy ra chuyện, tất nhiên là Ngọc Lâm quán để lộ bí mật. Nàng nhưng không nghĩ trêu chọc thị phi, Lâm Thế Thanh như vậy nhà giàu công tử nàng vẫn là cách khá xa chút hảo. Nói xong lại lần nữa cảm tạ Lâm Thế Thanh chăm sóc, lúc này mới vội vàng từ biệt. Lâm Thế Thanh chưa bao giờ bị người như thế vất quá mặt mũi, không khỏi trố mắt. Này tiểu phu nhân lá gan cũng quá lớn chút, nàng cho rằng này đó bọn đạo chích hạng người đều là ăn chay. Này trong xe ngựa có hay không hảo hóa? vừa thấy vết bánh xe liền biết. Ngọc trưởng quầy thở dài một hơi, rất là lo lắng. Cái gì gan lớn, ta xem chính là xuẩn. Trương vượng vài lần ở tô trân trân trên tay bị té nhào, trong lòng khó chịu đã lâu, nhìn không được nghiêng mi. Nộ mục thấp giọng mắng một câu. Lâm thế thanh khoanh tay mà đứng, nghe vậy dạo bước trở về đi, Ngọc trưởng quầy ngươi vẫn là tìm vài người xa xa đi theo, nếu là thật gặp gỡ trộm cướp, cũng hảo tiếp tế một vài, không đến mức thương đến người. Ngọc trưởng quầy nghe vậy gật đầu, biết việc này cấp bách, vội an bài đi xuống. Cha nguyên bản ở bên cửa sổ xem bên ngoài trên đường biểu diễn tạp kỹ, bỗng nhiên liền xuống lầu đi rồi, đi thực cấp. Lật qua năm liền 8 tuổi Ngọc Trì mồm miệng rõ ràng, đem Ngụy Nguyên trước khi rời đi làm cái gì đại khái nói. Tô Trân Trân nhíu mày, Ngụy Nguyên là được đến cái gì tin tức sao, lấy nàng đối Ngụy Nguyên mấy ngày nay hiểu biết, hắn không nên là cái không trên một tiếng liền lượt sạp người, nàng cảm thấy càng có có thể là có cái gì nguy hiểm người hoặc sự xuất hiện, hắn cần thiết lập tức rời đi, mà hắn rời đi nguyên nhân, chính là vì bảo hộ nàng cùng mấy cái hài tử. Cô Trân Trân Tổng cảm thấy, còn có quá nhiều bí mật chính mình không hiểu được, lúc này chỉ cảm thấy đầy đầu loạn nhứ, chính phiền lòng gian, bên ngoài truyền đến mã xa phu tiếng kinh hô, ngươi. Các ngươi là ai? Chương 73 Phụ nợ nữ thường Chương 73 Phụ nợ nữ thường Thức thời liền câm miệng một cái nam tử hung tận hướng tới mã xa phu chính là một roi da, Mã Sa Phu kêu lên một tiếng, thanh âm kia nghe liền cảm thấy đau, Tô Trân Trân thầm nghĩ trong lòng không tốt, quả thật là sợ cái gì tới cái gì, thật gặp gỡ chặn đường đánh cướp. Nàng phản ứng đầu tiên chính là đem mấy cái hài tử kéo đến chính mình bên người, giống gà mái hộ nhảy con dường như, làm ba cái hài tử không cần ra tiếng, nàng tắt dựng lên lỗ tai nghe bên ngoài động tĩnh. Ai tiên tam nhi, đừng như vậy thô lỗ, chúng ta có thể muốn tới bạc liền thành, không cần thiết nháo ra mạng người có người ngăn trở kia lấy roi còn tưởng hướng mã xa phu trên người tiếp đón hán tử, sau đó hướng tới xe ngựa cao giọng nói, không biết bên trong ngồi có phải hay không tô văn vọng thiên kim a à? Tô văn vọng thiên kim. Hảo quái dị xưng hô. Tô trân trân nhíu mày, hiển nhiên người đến là nhận thức tô văn vọng, mới vừa nghe hắn nói muốn bạc, chẳng lẽ là từ chỗ nào nghe được chính mình trên người có bạc nghe tin mà đến. Nhưng vì sao phải đề tô văn vọng đâu. Tô trân trân trong lòng cảnh giác, Bên ngoài người hiển nhiên không có như vậy có kiên nhẫn, lại nói, cha ngươi thiếu chúng ta bạc, phụ nợ nữ thường, ngươi có bạc mướn xe ngựa, nói vậy cũng không phải cái thiếu bạc chủ nhân, nếu như thế liền làm phiền đem bạc cho chúng ta, cũng tỉnh chúng ta tết nhất còn ở bên ngoài bom ba. Tô Trân Trân nghe vậy, thoáng suy nghĩ, thầm nghĩ chính mình nếu là nói chính mình cùng Tô gia đoạn tuyệt quan hệ, nhân gia cũng không nhất định sẽ tin, những người này chỉ nhận tiền, này đó lý do đều không có dùng. Nghĩ nghĩ, nàng cao giọng nói, Hảo hán sợ là tìm lầm người, này xe ngựa cũng là người khác hỗ trợ mướn. Hảo hán nếu là không tin, đại nhân tiến vào lục soát, ta trên người nếu là có thể lục soát ra một lượng bạc tử đều về hảo hán. Sao có thể? Chúng ta chính là theo một đường, này vết bánh xe tự ấn nhưng không giống như là không có đồ vật a. À, kim lão đại chúng ta cùng nàng vô nghĩa cái gì? Nàng lão tử thiếu chúng ta như vậy nhiều bạc, liên lụy đến chúng ta mau ăn tết còn ở bên ngoài. Năm nay sợ là ăn tết đều đuổi không trở về. Tô Trân Trân nhìn thoáng qua ba cái thượng không biết sự hài tử, nghĩ nghĩ, vẫn là nhéo quyền đầu cứng da đầu ra xe ngựa. Ta nói, các ngươi lục soát đó là. Dừng một chút lại hỏi nhiều một câu, cha ta thiếu các ngươi nhiều ít bạc. Khi kim lão đại là cái râu quai nón, trên đầu cục lấy biếm tóc, 40 tuổi tả hữu, sinh cao lớn thô kịch, xem kia quạt hương bồ dường như bàn tay to liền biết là cái người biết võ. Nàng liếc mắt một cái liền thoáng nhìn quỳ rạp trên mặt đất bị roi đánh da tróc thịt bông mã xa phu, nàng không khỏi trong lòng căng thẳng. Xe ngựa ngừng ở đường núi khúc công thượng, phong thủy thượng không thích hợp trụ người, cho nên phụ cận đều không có ở nhà hộ. Trước mặt ước chừng 10 người tới, những người này nói vậy chính là trong truyền thuyết đi giang hồ, nếu là chọc giận bọn họ, nói không chừng chính mình hôm nay liền phải công đạo ở chỗ này, tô trân trân không dám thiếu cảnh giác, cường ổn tâm thần, thẳng thắn sống lưng một bộ lỗi lạc bộ dáng. Trâu quai nón ánh mắt sắc bén đánh giá nàng liếc mắt một cái, xem này thân sim y, cùng tô gia kia hỏa nghèo kiếp hủ lậu hoàn toàn là hai việc khác nhau, nói không có tiền, ai tin. Hắn trầm giọng phân phó thủ hạ người, tiến xe ngựa đi lục soát. Tô Trân Trân một lòng lập tức nhắc lên, liền thấy hai cái sinh cường tráng ăn mặc vải miệng áo lam nam tử thân thủ mạnh mẽ lên xe ngựa. Nàng vội xoay người nhìn chầm chầm xe ngựa, cũng may vài người đều không có quản qua ở trong góc ba cái hài tử, trực tiếp đem mấy cái đại cái rương dọn xuống dưới. Trâu quai nón vừa nhìn thấy đại cái trương ánh mắt liền đổi đổi, liếc tô trân trân liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, kia ý tứ phản phất đang nói, ta nếu là không lục soát, ngươi thật đúng là không thành thật. Hắn cầm đem đoạn đao đem rương cái nâng lên, ánh mắt tức khắc trầm xuống, một bên duỗi trường cổ hướng trong rương xem thủ hạ cũng đều là vẻ mặt khiếp sợ. Chương 74 lục tú tài có tiền. Chương 74 lục tú tài có tiền. Như thế nào sẽ tất cả đều là thổ? Khi lấy roi kêu tiên tam nhi há to miệng, đều có thể ăn xong một con cóc ghẻ. Râu quai nón cũng là vẻ mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn về phía tô trân trân, ngươi cấp lão tử ra vẻ đâu? Thần sắc một sửa phía trước hiền hòa, trở nên thập phần âm trầm. Tô trân trân cười khổ hai tiếng, buông tay, hảo hán nhưng tha ta đi, ta một cái phụ nữ và trẻ em mang theo mấy cái hài tử, đi chỗ nào ra vẻ? Nói lộ ra một cái kinh ngạc thần sắc, hảo hán sẽ không cảm thấy ta này đó trong trương trang chính là bạc đi. Nói xong ha ha cười hai tiếng, ta nếu là có thể có như vậy nhiều bạc ta còn đãi tại đây thâm sơn cùng cốc làm gì, ta ở bên ngoài đi mua tòa nhà, mua nô bột ngồi xe to, chẳng lẽ không thoải mái. Nói nhưng thật ra có chút đạo lý, trâu quai nóng sắc mặt hơi tể, nặng nề phun ra một ngụm trọc khí, chỉ là cặp mắt kia vẫn là mang theo vài phần không tin nhìn nàng. Tô Trân Trân liền giải thích nói, này đó là Ngọc Lâm quán trưởng quầy riêng tìm có thể dưỡng thảo dược thổ, kia thảo dược kiều khí vô cùng, tầm thường thổ những trường không ra. Ngọc Lâm quán biết chúng ta này mặt sau tầng sơn có loại thúy vân thảo, khiến cho ta phụ trách hỗ trợ nhìn xem có thể hay không trồng ra, về sau cũng miễn cho lại vào núi hái. Nghĩ đến bọn họ đích xác thấy này đó cái rương là từ Ngọc Lâm quán nâng ra tới, hiện tại Tô Trân Trân giải thích cũng không hề sơ hở, trâu quai nón không có nói cái gì nữa, chỉ là sắc mặt lại khó coi, khi tiên tam nhi liền nói, kim lão đại, chúng ta cứ như vậy dừng tay. Nghĩ này lại bạch chạy một chuyến, hắn liền cảm thấy tâm phiền ý loạn, luôn muốn đau vài người giải giải hỏa. Kim lão đại hoành mi lập một quét hắn liếc mắt một cái, kia tiên tam nhi lập tức liền thu liễm. Thấy mấy người tự hồ cũng không có khó xử chính mình ý tứ, tô trân trân liền đem trên đầu trâm bạc trút xuống dưới, vẻ mặt cười dân lên tiếng đến, phong tuyết đang xen, ta xem vài vị hảo hán cũng không dễ dàng, điểm này coi như là ta một chút tâm ý, không biết cha ta thiếu các ngươi nhiều ít bạc a. À. Nàng vẫn là tưởng đem chuyện này biết rõ ràng, miễn cho chính mình không biết khi nào lại bị tô gia sự tình liên lụy đi vào tiên tam nhi lập tức đem trăm bạc đoạt qua đi ở trên người vuốt ve hai hạ đối với ánh mặt trời xem xét rất là bảo bối bộ dáng kim lão đại thấy này tiểu nương tử là cái thức thời cũng không có dấu dến tô văn vọng thiếu bọn họ bao nhiêu tiền cha ngươi dưới mặt đất sòng bạc thiếu hạ tám nghìn lượng bạc một bên thủ hạ liền bổ sung nói thiếu mười mấy năm chúng ta đuổi theo nhiều năm như vậy này quy tôn nhi cũng không biết cùng ai học như là sẽ đào thành động tổng có thể tránh thoát đi này một hai năm chúng ta nghe nói hắn ở Khánh Nguyên huyện bên này ngầm sòng bạc lại thiếu hạ mấy trăm lượng bạc, lúc này mới tìm hiểu nguồn gốc tìm tới nơi này tới. Tô Trân Trân nghe được trợn mắt há hốc mồm, Tô Văn Vọng nhìn trung thực, trong trí nhớ nguyên chủ đối cái này cha ấn tượng cũng thực bình đạm, Tô Phụ thế nhưng thiếu hạ thượng vạn lượng bạc, bài bạc chính là cái động không đấy, Tô Phụ chỗ nào tới lớn như vậy lá gan. Thật không biết mười mấy năm trước đã xảy ra cái gì. Nhiều như vậy. Tô Trân Trân trừng lớn đôi mắt một bộ không dám tin tưởng bộ dáng, ta ở nhà nhất không bị đãi thấy, những việc này cha ta cũng chưa từng cùng ta nói rồi, khó trách lần trước tìm ta đòi tiền, ta thật sự không có tiền, hắn liền phải đánh chết ta, còn đem ta cấp bán người. Nói liền lã chả rơi lệ, lại liếc mắt một cái kia kim lão đại phản ứng, thở dài nói, hắn khẳng định là không có tiền, bất quá cha ta còn có cái con rể, liền ở huyện học đọc sách, năm nay trung tú tài, trong nhà nhưng giàu có. Lục Tú tài gia nương tử ở nhà ta lớn lên, cha ta coi như mình ra, nàng nếu là biết việc này, tất nhiên sẽ giúp đỡ một vài. Chương 75 Ngụy Nguyên thật sự không thấy. Chương 75 Ngụy Nguyên thật sự không thấy. Còn có bậc này sự. Kim lão đại nhìn thoáng qua bên người mấy tên thủ hạ, trong ánh mắt mang theo vài phần trách cứ, này tin tức đều không có nghe được, thiếu chút nữa hại hắn đi một chuyến không. Đi. Kim lão đại lập tức liền mang theo người rời đi nhìn đoàn người biến mất ở trên đường núi, Tô Trân Trân thật dài thở dài một hơi. Mã Sa Phu bối thượng thương thế có chút nghiêm trọng, kia một roi cũng không biết sử bao lớn kính nhi, cho người ta đánh đến da tróc thịt bong. Ngươi có thể được không? Tô Trân Trân tiến lên, nếm thử làm Mã Sa Phu đứng lên. Trời giá rét này, như vậy ngã vào băng thiên tuyết địa, thật dễ dàng bởi vì thương thế quá nặng cơn sốc. Mã Sa Phu thấp thấp gào một tiếng, Tô Trân Trân liền cắn răng đem người cấp đỡ lên. Mã Sa Phu năm gần 30, kia thân của áo bông đã bị roi đập nát, lúc này máu loãng chính ra bên ngoài thấm. Ngươi trước lên xe ngựa, ta ở trong xe ngựa giúp ngươi băng bó một chút miệng vết. Thương. Loại này thời điểm cũng không hảo nói tiếp cái gì nam nữ đại phòng, cứu người quan trọng. Mã Sa Phu lúc này chỉ lo đau, liền câu tạ đều đã quên nói. Một vén lên mành, tô trân trân liền sửng sốt, Ngọc Trì không biết do đó tới một phen tiểu một kiếm, lúc này chính cả người run rẩy đôi tay nắm chặt như là tùy thời chuẩn bị lao ra đi dường như. Thấy Tô Trân Trân êm đẹp đi trở về tới, hắn lập tức ném xuống một kiếm tiếng lên nhìn nàng một cái, xác định mẫu thân không có bị thương, lúc này mới vành mắt đỏ lên rơi xuống hai giọt nước mắt tới. Tô Trân Trân trong lòng vui mừng, nếu không phải lúc này còn đỡ mã xa phu, nàng tất nhiên là phải hảo hảo khen ngợi một phen Ngọc Trì dũng cảm. Mau giúp mẫu thân kéo một phen. Ngọc Trì gật đầu, cắn răng dùng sức giúp đỡ đem mã xa phu kéo lên xe. Trong xe ngựa, Ngọc Hỷ nhìn Tiểu Yến Ninh, hai cái tiểu gia hỏa hôm nay cũng là bị sợ hãi, lúc này đều có chút biểu tình hoảng hốt. Tô Trân Trân thở dài một hơi, chỉ có thể qua đi ở Trấn An một vài. Đem xe ngựa phu dọn đến trong xe, nàng lập tức từ trong không gian lấy ra một lọ phía trước làm kim sang dược thuốc bột, tinh tế chiếu vào mã xa phu phía sau lưng thượng, nhìn một lọ dược đều phải thấy đáy nhi còn không có che lại miệng vết thương, Tô Trân Trân có chút thịt đau, này dược nàng là tính toán lưu lên tự dùng, đều là dùng tốt nhất dược liệu ma. Mã Sa Phu nguyên bản cho rằng sẽ rất đau, ai biết miệng vết thương chẳng những không đau, còn truyền đến lạnh từ từ cảm giác. Có thể, chính là này Sim Y ngươi chỉ sợ đến trở về mới có thể thay đổi, nơi này không có nam tử Sim Y. Mã Sa Phu nghe vậy liên tục nói lời cảm tạ, đa tạ tiểu phu nhân. Tô Trân Trân liền nhìn thoáng qua bên ngoài, có chút lo lắng nói, ngươi cái dạng này sợ là cũng không thể đánh xe đi, không bằng ngươi dạy ta đi, ta tới đuổi xe ngựa. Mã Sa Phu tai dục một tiếng dịch hai bước, liệt miệng thở ra hai khẩu khói trắng, không có việc gì, ta ngồi bên ngoài đánh xe đi, nơi nào có thể làm tiểu phu nhân đánh xe đâu. Nói vén lên mành, không khỏi một mông lại ngồi trở về, Cô trân trân hướng ra ngoài xem khởi, liền thấy mấy cái ăn mặc thống nhất gia đình trang điểm nam tự đứng ở bên ngoài, nàng cũng không khỏi hoảng sợ. Bất quá tinh tế vừa thấy, liền yên lòng. Những người này xiêm y cùng lâm thế thanh bên người thường tùy không sai biệt lắm, chắc là lâm công tử không yên tâm, riêng phái người theo lại đây quả nhiên khi dẫn đầu tiến lên một bước hướng tới tô trân trân chắp tay nói tiểu phu nhân ta chờ hộ tống tiểu phu nhân trở về tô trân trân gật đầu lần này không có lại cự tuyệt lâm thế thanh hảo ý nàng lại không phải lăn đầu thanh chỉ biết một mặt cự tuyệt lần này thiếu nhân gia nhân tình lần tới trả lại trở về là được không cần thiết quá mức ngượng ngùng lập tức cười gật gật đầu vậy làm phiền vài vị kế tiếp xe ngựa cuối cùng là thuận lợi được đến ngư vương thôn xe ngựa vào thôn là chuyện hiếm có chọc đến không ít tò mò thôn dân ra tới quan vọng, thấy là tô trân trân cùng mấy cái hài tử, còn có mấy cái hồng sơn đại cái rương, lập tức liền châu đầu ghé tai nghị luận khai. Tô trân trân không để ý đến các nàng, lâm thế thanh phái tới mấy cái tùy tùng lại hỗ trợ đem rương gỗ dọn trở về, lâm tẩu tử đoàn người đã sớm đã trở lại, lúc này thấy tô trân trân lớn như vậy động tĩnh, liền chạy tới tìm tòi đến tục cùng. Người này nổi giận liền lộng chút thổ trở về. Nghe lâm tẩu tử này hình dung, tô trân trân buồn cười, là đại động can qua đi. này không phải năm sau muốn loại dược điền sao? ta liền riêng đi ngọc lâm quán thỉnh trưởng quầy hỗ trợ lộng chút thổ trở về. nghe nói thảo dược kiều khí vẫn là tinh tế tốt hơn. lâm tẩu tử tấm tắt hai tiếng, thập phần cảm thán nói: người nói đều là cha sinh mẹ dưỡng, ngươi sao liền như vậy sẽ chuyển đâu? là chúng ta liền nghĩ không ra này biện pháp tới. cũng không trách nhân gia có bạc hoa, nhìn một cái nhân gia này lã lướt tâm, xứng đáng nhân gia phát tài a. À. Tô Trân Trân miễn cho không cần khuyên nàng vài câu, cười nói, Lâm Tẩu tử ngươi cũng là cái thận trọng người, chờ thêm năm ngươi cũng tới giúp ta, chúng ta có bạc cùng nhau tránh bái. Khi hóa ra hảo, Lâm Tẩu tử vừa nghe, tức khắc nhạc khai hoài. Chờ đến Lâm Tẩu tử vui sướng nhi rời đi, Tô Trân Trân vội đóng cửa lại ở trong nhà tìm hai vòng, trong nhà không cái góc xó xỉnh đều tìm khắp, chính là không có ngụy nguyên thân ảnh. Tô Trân Trân tâm như là rớt vào trong động băng, đáy lòng lo lắng càng ngày càng nùng lần này đi trong huyện đi cũng vội vàng hồi cũng vội vàng, ba cái hài tử cái gì ăn ngon cũng không có mua được, nhưng thấy Tô Trân Trân sắc mặt khó coi, ai cũng không có làm ầm ĩ, Ngọc Trì mang theo đệ muội về phòng ngoan ngoãn đợi. Tô Trân Trân phản ứng lại đây thời điểm, vào nhà vừa thấy, Ngọc Trì Ngọc Hỷ đang ở nhiệt trên giường đất giường đất trên bàn hạ cờ năm quân đâu, Tiểu Yến Ninh tắt chi khuỷu tay chống cầm ở một bên nhìn, chó con vượng tài chính vây quanh giường đất mấy đánh toàn nghi cắn cái đuôi. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hướng giường đất nhiều thả hai căn củi đem giường đất thiêu đến ấm áp xoay người đi nấu cơm đi tuy rằng trong lòng lo lắng ngụy nguyên an ủi nhưng bọn nhỏ thức ăn lại không thể qua loa cơm trưa làm hai hung một tố một trứng canh còn có một nồi màng thầu ba tiểu hài nhi đều thói quen ngụy nguyên thời gian dài không ở nhà đảo cũng không có biểu hiện ra nhiều lo lắng tới chỉ có tô trơn trơn một bữa cơm ăn nhạt như nước ốc ăn qua cơm trưa ngụy nguyên còn không có trở về phong tuyết lại càng thêm khẩn Cô Trân Trân nhìn thoáng qua sau núi phương hướng, trong đầu liền hiện ra buổi sáng ra cửa thời điểm, cửa đại trảo ấn, rốt cuộc ngồi không yên, xoay người ở phòng chất củi cầm căng chung rượu phẩm chất gậy gỗ, lại dặn dò Ngọc Trì xem trọng hai cái đệ muội, không cho phép ra môn, lúc này mới xoay người ra cửa. Triệu Tú Hòa nghe nói cô Trân Trân tìm nàng hỗ trợ nhìn xem hài tử tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bất quá nàng còn không có gật đầu đâu, bà mẫu đã liên tục tán thưởng, ngươi có việc liền đi vội đi, yên tâm, Tú Hòa tất nhiên cho ngươi đem hài tử xem trọng. Tô Trân Trân cười gật đầu, đem chính mình mang đến màn thầu cùng rỗ cùng nhau đưa cho thôi anh thẩm, cảm tạ vài câu, lúc này mới cùng Triệu Tú Hòa cùng nhau hướng ra đi. Ta nếu trở về vãng, ngươi liền ở trong nhà qua đêm đi, này gió to đại tuyết bên ngoài lạnh lẽo, đừng làm cho bọn nhỏ ở trong sân chơi tuyết. Nghĩ lại công đạo một câu, đầu giường đất trong rương có một ít đau đầu nhất ốc dược, đều là chỉ ăn một viên, nếu là ai không thoải mái, liền cất một viên dược, ta sẽ mau chóng trở về nhiều vô số công đạo một đống lớn sự tình, triệu tú hòa nhìn nàng này trịnh trọng thần sắc, không khỏi lo lắng nói, người này đi đâu tìm hắn a à, hắn lớn như vậy cá nhân, nói không chừng là gặp được chuyện này, vội xong rồi tự nhiên liền sẽ trở về, người này đi ra ngoài nếu là lại có cái tốt xấu nhưng như thế nào là hảo. Chương 76 xanh mơn mởn đôi mắt Chương 76 xanh mơn mởn đôi mắt Tô Trân Trân không có thời gian cùng Triệu Tú Hòa giải thích nhiều như vậy, nếu là Ngụy Nguyên thật sự gặp được nguy hiểm, chính mình tốt xấu còn sẽ y thuật lại có không gian ở, nhiều ít có thể nhiều chút mạng sống cơ hội. Ăn mặc liền mũ áo khoác, tô trân trân xoay người biến mất ở phong tuyết trung. Ngư vương thôn sau núi sâu chính là liên miên mấy chục dặm tầng sơn bên cạnh, bên trong là chính thức nguyên thủy rừng rậm, chính là kinh nghiệm thập phần phong phú thợ săn cũng không dám đặt chân địa phương. Này sẽ đã nửa buổi chiều, lại rơi xuống lông ngỗng đại tuyết, ngư vương thôn thôn dân đều đóng cửa không ra, ánh mặt trời ảm đạm, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều không có vết chân, cỏ cây hiu quạng bị đại tuyết che giấu, tuyết trắng mềm xốp tuyết địa thượng lưu lại một hàng dấu chân, Tô Trân Trân nắm thật chặt áo khoác cổ áo, có chút gian nan đi phía trước đi. Tuyết đã tới rồi cẳng chân, đi đường thâm một chân thấp một chân, mặc dù là lấy gậy gộc vừa đi vừa dò đường, có đôi khi cũng sẽ không cẩn thận một chân dẫm tiếng hố đất, cao một chân thấp một chân đi tới, Tô Trân Trân chưa từng có cảm thấy đi đường là kiện như thế gian nan sự tình. Cũng may sau nửa canh giờ liền đến sau núi bên cạnh chỗ, hướng trong đi, trên đường tuyết liền ít đi, nhưng trong rừng không thấy thiên nhật, lúc này có như vậy ánh mặt trời, trong rừng gần như đêm tối, dưới chân lộ đều có chút thấy không rõ. Tô Trân Trân hướng trên tay ha hai khẩu nhiệt khí, từ trong không gian lấy ra mồi lửa cùng cây đuốc, tay lạnh, mồi lửa đều có chút lấy không xong, Tô Trân Trân thử rất nhiều lần mới đưa cây đuốc bật lửa. Nàng thật sự nghĩ không ra Ngụy Nguyên còn có thể đi nơi nào, ngày thường hắn đi nhiều nhất địa phương chính là sau núi, Tô Trân Trân cũng không biết chính mình chỗ nào tới được ăn cả ngã về không dũng khí, chạy tới nơi này tìm người, nhưng nữ nhân giác quan thứ sáu nói cho nàng, ngụy nguyên tám chín phần 10 liền ở sau núi, hơn nữa có thể là gặp được cái gì khó khăn. Cho nên nàng cần thiết tới. Cầm đuốc, đi ở trong rừng, tới gần bên cạnh cánh rừng có chút bắt đầu mùa đông liền lá cây rớt xong rồi, còn có thể nhìn thấy một tia ánh mặt trời, càng đi đi liền càng hắt, Tô Trân Trân tính tính, buổi chiều 4 giờ quang cảnh, bên ngoài còn sáng lên, trong rừng cũng đã duỗi tay không thấy năm ngón tay. Một đường đi một đường quan sát bốn phía, e sợ cho để sót có quan hệ ngụy nguyên tung tích. Không biết đi rồi bao lâu, đã sớm qua lúc trước nàng sát xà bẫy rập, đưa mắt nhìn lại trước mắt một mảnh xa lạ, cũng may mơ hồ có thể thấy một cái nhân vi sáng lập ra tới lộ, nói là lộ cũng không chuẩn xác, bởi vì chỉ là đơn giản dùng đao đem chặn đường cỏ cây cành lá chém, nhìn qua hảo tẩu rất nhiều. Theo con đường này, Tô Trân Trân tiếp tục đi rồi một canh giờ tả hữu, cuối cùng không thể không dừng lại uống miếng nước, tuy rằng dưỡng một ít nhật tử thân thể hảo rất nhiều, nhưng rốt cuộc là một giới nữ lưu, vẫn là có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Đứng ở dưới tàn cây nghỉ ngơi một lát, tô trân trân hoạt động một chút lãnh đến có chút rút gân cẳng chân, tưởng tận lực làm thân thể ấm áp chút. Lại bỗng nhiên nghe thấy một đạo xuyên qua rừng cây thanh âm. Nàng lập tức lông tơ dựng ngược, lập tức đánh lên tinh thần lấy cây đuốc hướng tới tứ phía dạo qua một vòng. Tiếp theo lại là một đạo chạy trốn tất cốt tiếng vang lên, Lần này Tô Trân Trân là thật sự lông tơ dựng ngược, thực hiển nhiên, nàng có thể là bị nào đó quần cư tính giả thú vây quanh. Nếu chính mình có thể đi vào trong không gian trốn tránh một chút thì tốt rồi. Ý niệm mới vừa khởi, nàng bỗng nhiên trước mắt xoay tròn chuyển một trận không trọng, bỗng nhiên té ngã trên mặt đất, trước mắt thế nhưng là trong không gian kia phiến dược điền. Tô Trân Trân vui mừng không xiết, nàng nguyên tưởng rằng chỉ là cái trữ vật không gian, chính mình thế nhưng trong lúc vô tình phát hiện tân công năng nàng cũng không biết việc này bên ngoài là tình huống như thế nào, nàng muốn nghe bên ngoài động tĩnh, ý niệm vừa động, nàng trước mắt tối sầm, lại trợn mắt thế nhưng liền nằm ở trong rừng trên mặt đất, ước dầm về cảm giác làm nàng có không tốt hồi ức, như thế nào dễ dàng như vậy liền lại ra tới. Tô Trân Trân trong lòng không cấm oán giận, dương mắt lại thấy trong bóng đêm, mấy chỉ xanh mơn mởn đôi mắt chính nhìn chăm chú vào chính mình. Viết vãn trang chính mình đều khẩn trương đi lên, a a a hôm nay sẽ tiếp tục thêm càng đát. Chương 77 ra cửa không thấy hoàng lịch. Chương 77 ra cửa không thấy hoàng lịch. Nàng trong lòng lột bột một tiếng, đầu cũng vô pháp tự hỏi, ám đạo chính mình sẽ không thật tài nơi này đi, cái gì phá không gian, không nên linh thời điểm linh, nên linh thời điểm lại so với khi nào đều không linh. Khi mấy song xanh mơn mẫn đôi mắt, tô trân trân suy đoán có thể là lan một loại giả thú, chính mình cái này đưa tới cửa cơm hộp phần ăn cũng không biết nhân gia có đủ hay không ăn đâu, rốt cuộc chính mình này mèo ba chân công phu, căn bản không có khả năng chiến thắng nhiều như vậy mắt lục. Nàng không khỏi tự dễu, đồng thời cũng tận lực vứt bỏ trong đầu tạp niệm, tập trung ý niệm muốn một lần nữa tiến vào không gian. Những cái đó đôi mắt như là nhìn ra nàng suy nghĩ cái gì dường như, bỗng nhiên nhanh hơn tốc độ hướng về phía nàng tới, kia một khắc tô trân trân cảm thấy chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này xong con bê, liền cái toàn thay đều không có lưu. Nhưng ngay sau đó, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng chuông sớm ngâm tiếng huyết gió, thanh âm kia phản phất từ viễn cổ mà đến, mang theo xỏ xuyên qua hết thảy lực lượng, càng quét quá khắp rừng sâu. Khi một khắc, Tô Trân Trân rõ ràng nghe thấy, một tảng lớn khắp nơi chạy trốn thanh âm, mà nàng trước mặt mấy chỉ mắt lục cũng lấy cực nhanh tốc độ trái ngược hướng chạy trốn mà đi. Tô Trân Trân mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, bỗng nhiên ý thức được không thích hợp, nàng như thế nào cảm thấy, là có càng nguy hiểm đồ vật đến gần rồi, cho nên đem mắt lục dọa đi rồi. Phản ứng lại đây Tô Trân Trân vội nhặt lên trên mặt đất cây đuốc, hướng tới phía sau chiếu đi, nàng phản phất cảm giác được đại địa ở chấn động, cái loại cảm giác này, phản phất thiên quân vạn mã chính hướng tới bên này tới rồi, làm nàng nổi lên một thân nổi da gà. Mặc kệ, vẫn là tiên tiến trong không gian trốn trốn đi, nếu là có nguy hiểm cũng không gây thương tổn chính mình, còn không chờ nàng tập loại ý niệm tiến vào không gian, ánh lửa bên cạnh chỗ, một đầu thật lớn lão hổ bước đi thông dong đi ra. Cô Trân Trân vội bóp chặt chính mình người Trung, nàng nói muốn muốn lưu cái toàn thay, không phải bị sống nuốt ý tứ a mà càng lệnh nàng khiếp sợ chính là tới không phải một đầu lão hổ đi theo kia cự hổ phía sau còn có một đám uy mãnh đại hổ thực hiển nhiên kia lớn nhất cự hổ là hổ vương này thật đúng là chuyện này chưa xong chuyện khác lại tới mới ra ổ sói lại muốn nhập hổ khẩu nàng hôm nay ra cửa là đã quên xem hoàng lịch đi tô trân trân theo bản năng lui về phía sau một bước điên cuồng mặt niệm tiếng vào không gian theo những cái đó lão hổ tới gần nàng cả người đều ngăn không được trung rẩy lên, là nhỏ yếu sợ hãi cường đại tự nhiên phản ứng, mà lúc này không gian hoàn toàn xuất phát từ ly tuyến trạng thái, căn bản tiếp thu không đến nàng ý niệm. Động đất đến càng ngày càng lợi hại, Tô Trân Trân nhắm mắt, liền ở cảm giác được chính mình muốn đi vào không gian trong nháy mắt, nàng bỗng nhiên nghe thấy được một đạo thanh âm, ngươi như thế nào ở chỗ này? Là Ngụy Nguyên thanh âm. Tô Trân Trân nội tâm cuồng hô, mở mắt ra, liền thấy Ngụy Nguyên thế nhưng một thân vết máu đứng ở hổ đàn bên trong, hắn bị thương. Tô Trân Trân gian nan nuốt một ngụm nước bọt, cái loại này thiết thân cảm thụ tử vong sợ hãi còn không có hoàn toàn biến mất, Ngụy Nguyên thấy nàng tựa hồ bị sợ hãi, thế nhưng vỗ vỗ cự hổ đầu, kia dẫn đầu hổ lập tức liền mang theo đàn hổ lui trở lại hắc ám trong rừng. Tô Trân Trân cảm thấy, chính mình đời trước thêm đời này, cũng không có gặp được quá như vậy kích thích sự tình, lúc này thấy đến Ngụy Nguyên, trên người nàng một chút kính nhi cũng xử không thượng, thẳng tắp hướng trên mặt đất quan ngã đi. Trân Nhi Ngụy Nguyên sắc mặt đại biến, vội tiến lên đem nàng ôm lấy, cũng không biết là cảm xúc cho phép vẫn là sinh lý cho phép, Tô Trân Trân hốc mắt đỏ lên, nước mắt liền rào rạc rơi xuống, như là như diều đứt dây dường như, ngăn cũng ngăn không được. Ngụy Nguyên nhìn kia khuôn mặt nhỏ thượng lệ tích, trong lòng đau xót, biết là chính mình không tốt, nàng một giới nữ lưu độc sấm rừng sâu muốn bao lớn dũng khí a, trong lòng không khỏi sinh ra một cổ ấm áp, cùng đau lòng cảm xúc đang chéo ở bên nhau, hắn vội đem người ôm vào trong ngực. Ô ô Tô Trân Trân cũng bất chấp có hay không mặt mũi, nàng hiện tại cả người đều là cao áp trạng thái, lại không phát tiếp một chút cảm xúc, liền thật muốn hỏng mất. Nàng nhỏ giọng nức nở, thấy Ngụy Nguyên ôm chính mình hướng hổ đàn phương hướng đi đến, nhìn không được duỗi tay bám lấy cổ hắn, sợ hãi đem mặt chôn ở Ngụy Nguyên ngực. Ngụy Nguyên phát ra vài tiếng như miêu ở nghe răng thanh âm, Tô Trân Trân tò mò mà ngẩng đầu xem, thế nhưng thấy hổ đàn sôi nổi lui về phía sau rời đi. Chúng nó nghe Ngụy Nguyên hiệu lệnh, Chương 78 hà tất tích cực nhi đâu? Chương 78 hà tất tích cực nhi đâu? Giờ này khắc này, âm lãnh ẩm ướt rừng sâu trung, Ngụy Nguyên nghiễm nhiên thành bách thú chi vương, ông Tô Trân Trân tùy ý xuyên qua ở trong rừng. Chỉ là nàng có thể cảm nhận được, Ngụy Nguyên tự hồ có chút cố hết sức, nàng chóp mũi có cổ ngọc tanh huyết vị, Ngụy Nguyên, ngươi mau phóng ta đi xuống. Ngụy Nguyên bộ dáng này, chỉ sợ là thương không nhẹ, nếu không ngày thường nhiều ngạnh lãng một người, cũng không từng hô qua đau, lúc này lại ở hít ngược khí lạnh. Biết nàng đây là đang đau lòng chính mình, Ngụy Nguyên đáy lòng sinh ra xưa nay chưa từng có rung động. Một lát sau, Ngụy Nguyên cuối cùng là dừng lại, đem Tô Trân Trân đặt ở trên mặt đất. Nơi này, Tô Trân Trân nhìn trước mắt cảnh tượng, có chút không thể tin được, đây là một chỗ sơn động, Ngụy Nguyên đi bật lửa trên vách đá giá cắm nến, chiếu sáng nơi này bày biện bố trí. Sạch sẽ cục đá mà khô ráo không có ẩm ướt dấu hiệu, bàn đá giường đá, nghiễm nhiên là có người trụ quá bộ dáng nhưng nơi này là tầng sơn núi sâu a tuy nói đều không phải là bụng nhưng đã là dân cư tuyệt tích địa phương ngụy nguyên lại cùng nơi này có quan hệ gì đâu nàng cảm thấy chính mình hôm nay thật sự gặp được quá nhiều ngoài ý muốn sự tình lúc này nội tâm sóng to gió lớn vô pháp diễn tả bằng ngôn từ bên tai truyền đến nam tử nặng nề hừ thanh nàng vội hoàng hồn vứt bỏ trong đầu tạp niệm lập tức kiểm tra khởi ngụy nguyên thương thế nặng nhất thương ở ngực có một khối thật lớn xé rách thương như là bị cái gì mảnh thú cắn ra tới Tô Trân Trân nhìn, tay không khỏi phát run, ngươi như thế nào làm cho? Thấy nàng lại muốn rớt kim đậu đậu, Ngụy Nguyên vội an ủi nói, không đau, không có việc gì. Như vậy còn không đau. Nếu không phải cố kỵ Ngụy Nguyên thương thế, nàng hận không thể đấm hắn hai hạ. Miệng vết thương này quá lớn, cần thiết khâu lại, ta hiện tại trước cho ngươi rửa sạch miệng vết thương, khả năng sẽ có điểm đau. Ngụy Nguyên nhàn nhạt cân một tiếng, ánh mắt lại gắt gao đuổi theo tô trân trân. Ngươi một cái tiểu cô nương, chạy nơi này tới, thật là không muốn sống nữa. Ngụy Nguyên Sim Y đã bị Tô Trân Trân cẩn thận cởi xuống dưới, Tô Trân Trân nghe vậy, trong lòng có chút tức giận, rồi lại không hảo phát tác, chỉ phải rầu rĩ nói, ta nhưng không nghĩ mới vừa gả chồng không lâu liền khắc đã chết trượng phu. Thật là như vậy. Tô Trân Trân không có lại trả lời hắn nói, trên tay động tác lại ngột một trọng, Ngụy Nguyên lập tức đau hít hà một hơi, khoảng quá mức tới lại nở nụ cười. Này nam nhân thật đáng giận, vẫn là giả ngu thời điểm đáng yêu chút, ít nhất không nhiều như vậy nói. Lời tuy như thế, nhưng nàng đáy lòng kia căng huyền vẫn là thả lỏng xuống dưới. Lúc này không có thời gian chế tác ma phí tan, tô trân trân miễn cưỡng ở lộng một ít cầm máu giảm nhiệt kim sang dược ra tới, sau đó liền ảo thuật dường như lấy ra một cây châm tới, Nguyễn Nguyên lại bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi như thế nào còn tùy thân mang châm A? À? Vì tùy thời trác ngươi được rồi đi. Tô trân trân tức giận dỗi hắn một câu, ta muốn khai phùng, ngươi kiên nhẫn một chút, nếu là thật sự chịu không nổi liền nói cho ta. Ngụy Nguyên gật đầu, nhưng chờ đến cô Trân Trân chính thức bắt đầu khâu lại, hắn tuy là sớm có chuẩn bị, lại vẫn là nhịn không được kêu trên hai tiếng, đại trưởng nắm chặt sim y, gân xanh ứa ra, trên trán mồ hôi lạnh tụ thành châu, liền tuyến dường như đi xuống nhỏ giọt. Cô Trân Trân có chút nhật tử không có đã làm như vậy sự, vừa mới bắt đầu có chút thông thả, dần dần liền nhanh lên. Chờ đến nàng khâu lại xong thời điểm, Ngụy Nguyên sim y đều đã làm ướt một tảng lớn, trên trán gân xanh ứa ra, nàng không khỏi hối hận, sớm biết rằng liền trước tiên lộng chút ngăn đau thuốc bột, cũng không đến mức làm người như vậy khổ thân. Ngụy Nguyên chỉ cảm thấy phía sau lưng đã đau gần như chết lặng, thấy cô trân trân đầy tay huyết ô, vội cầm cởi ra ống tay áo giúp nàng sát tay. Ngươi đừng động ta. Cô Trân. Trân dỗi nói, sau đó lại đơn giản giúp hắn rửa sạch một chút quải thải địa phương. Chúng ta tối nay liền đãi ở chỗ này sao? Nàng thực lo lắng Ngụy Nguyên lúc này trạng thái, vì không cho hắn lo lắng, nàng lại giải thích một câu, bọn nhỏ bên kia có triệu tú hòa hỗ trợ nhìn, chúng ta có thể ngày mai lại trở về. Ngụy Nguyên nghe vậy, gật gật đầu, Tô Trân Trân liền đỡ hắn đến trên giường đá nghỉ ngơi, tại mép giường ngồi trong chốc lát, nàng bụng liền bắt đầu thầm thì kêu. Trong không gian nhưng thật ra có chút màn thầu, nàng ra cửa trước bỏ vào đi. Nhưng lúc này chính mình lấy ra cái bạch mập mạp màn thầu ra tới tựa hồ có chút quỷ dị, nếu là khiến cho Ngụy Nguyên hoài nghi thì mất nhiều hơn được. Nghĩ nghĩ, nàng quyết định vẫn là nhịn một chút đi. Nàng không cấm có chút ảo não, bụng đói khát cảm làm nàng lúc này đặc biệt muốn phong phú ăn một bữa no nê. Nàng hảo muốn ăn gà quay a, à, nướng đến ngoại gia xốp giòn thoát cốt, thịt chất tươi mới nhiều nước gà quay, chỉ là tưởng tượng, nàng liền cảm thấy nước bọt điên cùng phân bố, quả thực phải chảy nước miếng. Tô Trân Trân nhìn về phía Ngụy Nguyên, thấy hắn chính nhìn chầm chầm chính mình, tức khắc đỏ mặt lên, có chút ngượng ngùng cười cười, người đó sao? Ngụy Nguyên mặt vô biểu tình lắc lắc đầu, Tô Trân Trân nghĩ đến nhân gia chính là cùng với hổ làm bạn mảnh háng, nơi nào sẽ giống chính mình giống nhau a, à? lúc này lại đói lại mệt, nàng tại mép giường bò trong chốc lát, bất tri bất giác thế nhưng ngủ rồi qua đi. Không chỉ có như thế, nàng còn mơ thấy to mộng gà quay, quả thật là dân dĩ thực vi thiên, ngủ đều không quên ăn, trong mộng Tô Trân Trân nhịn không được hít hít cái mũi, ăn không đến tốt xấu còn có thể nghe cái mùi vị. Kết quả dần dần phát hiện sự tình không đúng, nàng chậm rãi mở con ngươi, trước mắt vẫn là nàng ngủ phía trước bộ dáng nhưng trong sơn động thế nhưng tràn ngập này một cổ thịt nướng vị, nàng đứng dậy hướng sơn động ngoại đi đến, sơn động ở nửa nhai thượng lúc này lại trời tối, bên ngoài cái gì cũng thấy không rõ, chỉ nhìn thấy một đạo bóng dáng đối với chính mình, mơ hồ nhận ra đó là Ngụy Nguyên. Không đúng, Tô Trân Trân còn thấy một đạo hắc ảnh bay nhanh chợt lóe, nếu không phải nàng tự nhận nhãn lực lợi hại, nàng đều sẽ cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, nghe thấy tiếng bước chân, Ngụy Nguyên quay đầu lại, lúc này hắn đã thay đổi một thân xiêm y, là từ trước cái loại này áo cũ, cũng không biết hắn từ chỗ nào làm ra. Mới vừa rồi người kia là ai? Ngụy Nguyên trên mặt hiện lên một mặt kinh ngạc, chợt khôi phục tầm thường, không có gì người, ngươi nhìn lầm rồi. Sau đó cử cử trước mặt đống lửa thượng nướng một con gà rừng, đói bụng đi, vừa vặn đã nướng chín. Nhìn kia ngoại gia kim hoàng gà quay, tô trân trân lại không cách nào có hứng thú, người nọ là ai, vì sao Ngụy Nguyên một bộ tránh mà không đề cập tới bộ dáng, trên người hắn rốt cuộc còn có bao nhiêu chính mình không biết sự tình. Nàng há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, nhưng lời nói lại nghẹn ở cổ họng, nàng như thế nào đã quên, chính mình cùng Ngụy Nguyên cũng bất quá là trên danh nghĩa phu thê, kết nhóm sinh hoạt thôi, chính mình hà tất tích cực đâu, hắn nếu không nghĩ nói, vậy đương không việc này đó là. Ân. Nàng gật đầu, đi qua, Ngụy Nguyên đem gà quay cầm lên, trước xé một con thịt nhiều nhất đùi gà cho nàng, tiểu tâm năng. Đa tạ. Tô Trân Trân gật đầu, tiếp nhận kia đùi gà, chỉ là Ngụy Nguyên lại nhạy cảm nhận thấy được, Tô Trân Trân tự hồ có chút nỗi lòng không tốt. Một cái đùi gà, Tô Trân Trân ăn tẻ nhạt vô vị, Ngụy Nguyên lại đệ một con gà cánh lại đây, Tô Trân Trân lại cười cười, ta no rồi, ngươi ăn đi. Sau đó liền đi rồi trở về, cái gì đều không có hỏi, xưa nay chưa từng có đối hắn xa cách lên, Ngụy Nguyên tay sững sờ ở giữa không trung, khóe miệng giật giật. Chương 79 ngươi sẽ không điểm này việc nhỏ cũng so đo đi chương 79 ngươi sẽ không điểm này việc nhỏ cũng so đo đi. Tô Trân Trân trong lòng tuy rằng rất nhiều nghi vấn, lại một câu cũng không nghĩ nói. Tuy rằng biết chính mình như vậy có chút làm ra vẻ, nhưng nàng chính là không qua được trong lòng kia đạo khảm nhi. Một đêm không nói chuyện, thiên sáng ngời, Tô Trân Trân liền nhắc nhở Ngụy Nguyên cần phải trở về. Lúc này đại tuyết sơ tể, ngư vương thôn người bắt đầu ra tới hoạt động, trên đường có dẫn theo sim y đi hồ nước tẩy phụ nhân, có ở trên nền tuyết nghịch ngợm làm ầm ĩ tiểu hài nhi, có cầm dây mây ở phía sau đuổi theo tiểu hài nhi chạy thông phụ, ngư vương thông phía trên khói bếp lượng lờ, còn hỗn loạn này chó sủa cùng gà gáy thanh. Đồng ruộng pháo hoa, tô trân trân cùng ngụy nguyên hai người một trước một sau đi ở trên đường, không khí sau này gió lạnh còn lạnh vài phần. Ngụy nguyên không có hống người kinh nghiệm, tuy rằng biết tô trân trân trong lòng không mau, nhưng lại tìm không thấy mấu chốt cùng phương thuốc đúng bệnh hút thuốc. Tô Trân Trân đi được thực mau, này sẽ làm thôn Tây đầu đi lại người rất ít, hai người cũng không có gặp phải người quen, an tỉnh trở về nhà gõ môn triệu tú hòa vội vàng chạy ra tới thấy cô trân trân trong nháy mắt nàng cơ hồ đều phải kích động mà rơi lệ này hai vợ chồng một đêm chưa về nàng này trong lòng bất ổn sợ thật là ra chuyện gì này trong phòng ba cái hài tử nhưng làm sao bây giờ a à? trân trân tỷ, ngươi nhưng hù chết ta cô trân trân còn không có tới kịp cảm tạ triệu tú hòa ba cái hài tử liền bay nhanh chạy ra tới tiểu yến ninh Sim y đều chỉ xuyên một nửa hiển nhiên là vừa rời giường mẫu thân. Tiểu Yến Ninh thấy Tô Trân Trân cũng chỉ biết liệt miệng cười, cao hứng kêu. Mẫu thân đi đâu vậy? Ngọc Hỷ tính tình nội liễm rất nhiều, chỉ là thấp thấp hỏi một câu, có vẻ có chút mờ mịt. Ta cho rằng mẫu thân không cần chúng ta, ta cùng đệ đệ muội muội sẽ nghe lời, mẫu thân đừng không cần chúng ta, Ngọc Trì tuổi dài nhất, này một đêm tưởng nhiều nhất, cha mẫu thân đều không ở, hắn tưởng bọn họ không nghe lời, chọc giận cha cùng mẫu thân đâu. Ba cái hài tử lại như là mồm năm miệng mười dường như, vây quanh Tô Trân Trân nói cái không ngừng. Làm trò hài tử mặt, Tô Trân Trân sẽ không đem chính mình cảm xúc biểu hiện ra ngoài, nàng cười an ủi ba cái hài tử nói, mặc kệ khi nào, các ngươi đều là mẫu thân hài tử, mẫu thân như thế nào sẽ không cần các ngươi đâu, mau vào phòng đi, bên ngoài lạnh lẽo. Nói không thèm để ý mặt sau trở về Ngụy Nguyên, mang theo bọn nhỏ vào phòng. Triệu Tú Hòa thấy này hai vợ chồng đều không có việc gì nhi, lúc này mới thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng không vào nhà, đối tô trân trân nói trân trân tỷ nhà ta còn có việc đâu ngươi bên này có việc lại kêu ta ta đi về trước một chuyến tô trân trân làm nàng từ từ lại cầm 10 cái trứng gà đặt ở trong rổ giao cho triệu tú hòa ngươi lấy về đi ăn thôi anh tẩu tử thấy cũng cao hứng thật cũng không phải cảm thấy ai lợi thế mà là tô trân trân luôn luôn cho rằng lễ nhiều người không trách cho nên cũng không hy vọng bạch bạch phiền toái người khác vừa thấy 10 cái trứng gà triệu tú hòa liên tục xua tay tô trân trân mắt hạnh trừng nàng lúc này mới không dám lại chống đẩy. Tiễn đi triệu tú hòa khóa môn, tô trân trân xoay người đi trong phòng bếp, tối hôm qua thường chỉ ăn cái đùi gà, nàng đã sớm đói bụng, vừa lúc cũng đến ăn cơm sáng lúc. Ngụy Nguyên xoay người đuổi kịp, tô trân trân muốn làm cái gì hắn đều cướp làm, tô trân trân lại nóng nảy mắt, người đi ra ngoài không ra đi. Nàng trong lòng loạn đâu, lúc này nhìn Ngụy Nguyên liền càng phiền lòng. Ngụy Nguyên thấy nàng bỗng nhiên tức giận, cũng không dám cùng nàng ninh làm, buông trong tay việc đi ra ngoài đứng ở phòng bếp bên ngoài, nghe thấy bên trong không biết ở băm cái gì, một trận một trận giao phay công kích thất thanh âm, nghe được Ngụy Nguyên đều ngực quất thẳng tới, cảm thấy phía sau lưng miệng vết thương giống như lại có chút ẩn ẩn làm đau. Sau nửa canh giờ, Tô Trân Trân bưng một chén nóng hôi hổi viên rau xanh canh từ Ngụy Nguyên bên cạnh đi ngang qua, Ngụy Nguyên nhịn không được nhìn nhiều hai mắt kia thịt, sợ Tô Trân Trân cắt thịt uy tử. Ba cái hài tử thấy có viên canh, đều cao hứng ở bàn ngồi xếp bằng hảo. Tô Trân Trân một người cấp múc một chén thịt viên thức ăn chay canh, thấy bọn nhỏ giống heo con dường như bắt đầu ăn cái gì, Tô Trân Trân cũng ngồi xuống. Ngụy Nguyên nhìn, ánh mắt hơi lóe, vài lần muốn nói lại thôi. Ngày xưa Tô Trân Trân làm tốt đồ ăn, cấp ba con nhảy con phân đồ ăn, cũng sẽ cho hắn lưu một phần, như vậy đặc biệt chiếu cố hôm nay lại không có. Dư quan thoáng nhìn nam nhân trên mặt thần sắc, làm bộ không biết bộ dáng, uống lên một chén canh liền xoay người lại xoay người đi phòng bếp liền ở Ngụy Nguyên có chút mất mát thời điểm, Tô Trân Trân lại đi mà quay lại, trên tay còn đa đoan một cái chén, tâm tình của hắn lập tức nhảy nhót lên, lại tận lực làm bộ thực bình tĩnh bộ dáng, Tô Trân Trân lập tức đi đến Ngụy Nguyên trước mặt, đem trên tay chén nhét vào Ngụy Nguyên trên tay, lời ít mà ý nhiều nói cái cuốn, xoay người liền đi rồi. Nhìn trong chén đen tuyền phím cay đắng dược, Ngụy Nguyên khóe môi hơi hơi gợi lên, hắn còn tưởng rằng nàng thật sinh chính mình khí không bao giờ sẽ để ý đến hắn, không nghĩ tới còn cho hắn ngao dược. Tô Trân Trân xoay người thấy hắn đang cười, thở phì phì hừ một tiếng, sớm chút uống lên ta hảo tái giá đi. Ngụy Nguyên trong lòng kia điểm Mỹ tư tư lập tức như là bọt biển dường như tiêu tán, lại nhìn kia chén, biểu tình liền có chút cổ quái. Bất quá hắn nhưng vẫn còn đem dược uống lên không còn một mảnh. Mấy ngày liền Tô Trân Trân đều không có cấp Ngụy Nguyên sắc mặt tốt, hai người chi gian không thích hợp, chính là bọn nhỏ cũng đã nhìn ra, Tiểu Yến Ninh ôm Tô Trân Trân cổ nải thanh nải khí hỏi nàng, mẫu thân đều bất hòa cha hảo sao, không có việc gì, nữ nữ cùng mẫu thân hảo, nữ nữ vĩnh viễn đều thích mẫu thân. Tô Trân Trân nghe một lòng đều ấm áp lên, ông khuê nữ khuôn mặt liên tục hôn vài khẩu. Trong phòng truyền đến Tô Trân Trân cùng bọn nhỏ tiếng cười, Ngụy Nguyên cũng nhịn không được đi theo nở nụ cười. Đảo mắt tới rồi năm cũ, từng nhà đều bắt đầu quét trần cúng ông táo. Tô Trân Trân mấy ngày nay vẫn luôn lượng Ngụy Nguyên không? Có như thế nào để ý tới hắn, trừ bỏ cho hắn đổi dược thời điểm, đều không có cùng hắn chính diện tiếp xúc quá, năm cũ hôm nay, tặng táo vương gia sau, tô trân trân thiêu một nồi to nước ấm, cấp ba cái hài tử tắm rửa gội đầu. Mẫu thân, vì cái gì muốn tắm rửa gội đầu đâu? Tiểu Yến Ninh ngồi ở đại thùng gỗ, cao hứng đem thủy hướng trên người phất, một bên phất một bên hỏi đang ở hướng trên tay đánh bọc biển tô trân trân. Bởi vì hôm nay là năm cũ, lại quá mấy ngày đâu chính là trừ tịch, trừ tịch một quá chính là tân niên lạc, chúng ta tân một năm tự nhiên muốn tẩy hương hương sạch sẽ nha. Tiểu Yến Ninh cái biết cái không gật gật đầu, ba cái hài tử đều thu thập thỏa đáng thượng nhiệt giường đất, mới tắm rồi, Tô Trân Trân không cho bọn họ ra bên ngoài chạy, chính mình ở trong phòng bếp xem tương vịt muối cùng im gà đều thế nào, Hảo chuẩn bị ăn Tết thái sắc. Trong nhà chồng chất Hảo Trúc Dơ Sim Y cũng muốn tẩy đi, vừa vặn Triệu Tú Hòa cũng phải đi, hai người liền cùng nhau hướng thôn đông hồ nước đi. Mau ăn Tết, đại gia hứng thú đều không tồi, Lâm Tẩu Tử ở nhà chiên bí đỏ tử. Thấy Triệu Tú Hòa cùng Tô Trân Trân cùng nhau dẫn theo thùng gỗ hướng thôn đông đi, vội gọi lại hai người, lấy, mới chiên tốt bí đỏ tử, ta thả chút muối thô xào, giòn hương giòn hương, sủy chút đi ăn. Hai người vội cảm tạ lâm tẩu tử, triệu tú hòa liền cười nói, tẩu tử ngươi có sim y muốn tẩy không, một đạo đi thôi. Lâm tẩu tử nghĩ nghĩ, gật đầu nói, vậy các ngươi chờ ta một lát, ta đi lấy sim y. Trong nhà nam hài tử nhiều, do sim y cũng nhiều đến nhiều, lâm tẩu tử gia cũng là, ba người kết bạn mà đi hướng thôn đông đi. Hồ nước bên đã tụ tập không ít trong thôn phụ nữ, đại gia nói nói cười cười, ở lạnh lẽo đến xương trong nước giặt đồ, thấy Tô Trân Trân triệu tú hòa đoàn người, đều biểu tình cứng lại. Lúc trước Tô Trân Trân chính là ở chỗ này bị vớt đi lên, mấy ngày nay cũng không gặp Tô Trân Trân tới tẩy quá sim y, còn tưởng rằng nàng về sau đều sẽ không tới chỗ này đâu. Tô Trân Trân không để ý đến đại gia phản ứng, cùng Triệu Tú Hòa nói nói cười cười đem thùng đặt ở hồ nước bên bắt đầu vãng tay áo. Lúc này nàng thực hoài niệm máy giặt cùng hông khô cơ, giặt đồ tay đều không cần ướt, Tẩy tốt Sim Y bắt được tay cũng đã là ấm áp dễ chịu. Triệu Tú Hoa giúp nàng tìm cái hảo đặc chân địa phương, người ở chỗ này tẩy đi, đừng đem giày làm ướt. Tô Trân Trân cười cảm tạ nàng, lại thúc giục nói, chúng ta mau tẩy, thiên quá lạnh, giặt sạch liền đi trở về. Sim Y mới tẩy đến một nửa, cô Trân Trân đã eo đau bối đau, nàng đỡ eo đứng đang muốn chậm rãi, bỗng nhiên một xô nước hướng tới chính mình liền bắt lại đây. A nha, thật là ngượng ngùng a, à, không nhìn thấy Ngụy gia tức phụ Nhi ở chỗ này một đạo chanh chua thanh âm vang lên, tô trân trân lau một phen trên mặt thủy, dương mắt nhìn lại, liền nhìn thấy một tiếng màu xanh ngọc vải miệng váy, trên đầu cắm hai chi trâm bạc, trang điểm thật sự là thể diện phụ nhân chính nhìn nàng. Trong miệng tuy nói ngựa ngùng, nhưng trong ánh mắt lại là nửa phần không thấy xin lỗi. Trước mặt vị này không phải hồi lâu không thấy lục mẫu còn có thể là ai đâu. Quả thật là rồng sinh rồng phượng sinh phượng, lão thử sinh nhi tử sẽ đào thành đồng, cái dạng gì mẹ sinh cái dạng gì nhi tử. Triệu Tú Hòa thấy thế đã nhảy dựng lên, ngươi làm cái gì, lớn như vậy cá nhân ngươi sẽ không nhìn thấy, ngươi không hạt không què, này cũng có thể không cẩn thận. Nói lo lắng nhìn về phía tô trân trân, trân trân tỷ, ngươi này cả người ướt đẫm, đi về trước đổi thân sim y đi. Tô trân trân lại là mặt làm trên mặt thủy, thẳng tắp nhìn về phía lục ngạn kinh nương lục từ thị, lục gia quả nhiên là phát tài xa hoa, giết người là muốn đền mạng, ngươi một cái tú tài chi mẫu không biết sao, lục từ thị trước nay liền không phải cái dễ đối phó được nghe lời này hừ lạnh nói không biết ngươi đang nói cái gì ta là tú tài chi mẫu qua ngươi chuyện gì a à? sau đó giống chỉ kiêu ngạo gà mái dường như ưỡng ngực ta bất quá là không cẩn thận không có nói ổn mới xối ngươi ngươi sẽ không điểm này việc nhỏ cũng sẽ so đo đi Tô trân trân nhận không ra phục một tiếng nở nụ cười lục thím ngươi là nào con mắt nhìn ra ta là cái rộng lượng người nói tiếng lên hai bước nhìn tô mẫu thẳng lăng lăng cười cười ngươi mới vừa rồi đem ta đẩy mạnh hồ nước suýt nữa hại ta chết đuối, ở đây đều là chứng nhân, lục thiếm không bằng đi về trước hỏi một chút ngươi tú tài nhi tử, có bao nhiêu bạc bồi ta đi. Lần trước 50 lượng bạc lục gia còn không có đưa tới đâu, hiện tại lục từ thị lại tới treo chọc nàng, nàng cảm thấy lục ngạn kinh tưởng bình bộ thanh vân phía trước, hay là nên cấp lục gia người phổ pháp đi, phải biết rằng lục tú tài nếu là ngồi kiện tụng, đã có thể làm không thành đại quan. Ngươi nói bậy, ngươi cái ngôi sao chổi, ngươi dựa vào cái gì nói ta đẩy ngươi, ai? Ai thấy? Lục từ thị không nghĩ tới tô trân trân dám không khẩu bạch nha vu khống chính mình, vội vàng vì chính mình giải vây nói. Ta thấy. Một đạo thanh âm truyền đến, mọi người theo tiếng nhìn lại. Chương 80 tô trân trân, ngươi muốn hại ta. Chương 80 tô trân trân, ngươi muốn hại ta. Một trận thổn thức trong tiếng, tô trân trân thấy một thân thiên lam sắc hồi văn áo suông áo khoác một thân màu xám áo khoác lâm thế thanh, chính chậm rãi đi tới, ngày mùa đông, trên tay còn nhéo một phen quạt xếp, tô trân trân không khỏi khóe miệng run rẩy. Hảo sinh tuấn tiếu công tử. Chúng ta trong thôn như thế nào sẽ xuất hiện người như vậy như này thân khí độ thật đúng là. Lâm Thế Thanh xuất hiện lập tức dẫn tới ở hồ nước biên giặt đồ hoài xuân các thiếu nữ kích động lên, không cấm thấp giọng nói nhỏ lên, thảo luận đột nhiên đi vào nơi này, cùng ngư vương thôn không hợp nhau tuấn tiếu công tử. Ngươi là chỗ nào toát ra tới, con mắt nào của ngươi thấy lục từ thị mới mặc kệ đối phương là ai đâu, giúp đỡ Tô Trân Trân nói chuyện có thể có mấy cái người tốt, tất cả đều đáng chết. Này thiên hạ thịnh thế, Thái Bình trong năm, vị này thím nói chuyện vẫn là cẩn thận tốt hơn, bệ hạ thánh thể khỏe mạnh, thiên hạ công đạo cũng không phải là ngươi định đoạt, ngươi mới vừa rồi vô duyên vô cớ đem vị này tiểu nương tử đẩy đến hồ nước, đừng nói đây là mùa đông khắc nghiệt, chính là ngày mùa hè, cũng là mưa tài hại mệnh. Mới vừa rồi là sự tình phát sinh đột nhiên, thật đúng là không ai thấy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, phản ứng lại đây thời điểm Tô Trân Trân đã cả người làm ước, đại gia nguyên bản cũng chỉ là muốn nhìn náo nhiệt, ai ngờ xuất hiện vị này tuấn tiếu công tử sẽ đứng ra vì Tô Trân Trân nói chuyện, mọi người cũng không khỏi thảo luận lên. Lục tú tài nương như thế nào như vậy, nàng nhi tử còn làm tú tài đâu, nàng như vậy ngang ngược bá đạo. Đúng vậy đúng vậy, người như vậy, nếu là nàng nhi tử làm đại quan, chẳng phải là làm hại một phương. Lâm Thế Thanh nghe những người này lời nói, không khỏi hơi hơi mỉm cười, mọi chuyện đều chú trọng một cái một vừa hai phải, tốt quá hóa lốt, hắn lời nói điểm đến tức ngăn, lại không nói nhiều một câu. Lục từ thị không như thế nào đọc quá thư, khá vậy biết này công tử lời này lợi hại, nàng trên mặt đỏ cam vàng lục thanh lam tím, như là khai cái đại chảo nhuộm dường như. Mọi người đều đã thấy được, lục thiếm ý thế hiếp người tưởng trí ta vào chỗ chết, đại gia rõ như ban ngày, còn thỉnh vị công tử này giúp ta đem người đưa đi huyện nha một chuyến. Cô trân trân trong mắt hiện lên một mặt giảo hoạt, nhìn về phía Lâm Thế Thanh. Hắn nếu chính mình đưa tới cửa tới, nàng nếu không hảo hảo lợi dụng lợi dụng, chẳng phải là cô phụ nhân gia một mảnh hảo tâm cũng làm cho hắn biết, tới gần chính mình liền sẽ phiền toái không ngừng. Hắn nếu là không sợ có thể thử xem. Lâm Thế Thanh lấy quạt xếp nhẹ nhàng vỗ vỗ lòng bàn tay, thế nhưng gật gật đầu phân phó phía sau gã sai vặt nói: Trương Vượng, các ngươi đi một chuyến, đi huyện nha đưa một giấy trạng thư, thỉnh huyện thừa đại nhân làm chủ. Trương Vượng lập tức theo tiếng mà đi, chỉ là mới vừa chạy ra đi hai bước, phía sau liền truyền đến lục từ thị rống giận, không được đi. Nàng nói, ánh mắt hung ác nhìn về phía Tô Trân Trân, Tô Trân Trân, ngươi muốn hại ta. Nàng nguyên bản chỉ là vì trong nhà muốn bồi Tô Trân Trân 50 lượng bạc mà phiền lòng, nghĩ lục gia bởi vì Tô Trân Trân vài lần bị té nhào, lần này năm cũ cả nhà đều phải trở về ăn Tết, nàng nghe nói Tô Trân Trân ở phía trước giặt đồ, lúc này mới dẫn theo quét tước dơ bẩn một xô nước tới, muốn giáo huấn một chút Tô Trân Trân từ trước ở nàng trước mặt cục mi rủ mắt rắm cũng không dám đánh một cái tô trân trân, hiện tại gã cho người thế nhưng cánh ngạnh, cũng dám không khẩu bạch nha vu khống nàng, lại cứ còn có người giúp nàng nói chuyện. Lục từ thị tưởng tượng tưởng liền phải khí tuyệt, nàng đấm đấm ngực, tàn nhẫn thanh nói, ta có hay không để ngươi chính ngươi biết, ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Tô trân trân nghĩ nghĩ, liền câu môi cười, nói, thím nói nói gì vậy, việc hôn nhân không thành còn nhân nghĩa, ngươi tưởng trí ta vào chỗ chết, như thế nào còn hỏi ta muốn làm gì. Nói chuyện âm vừa chuyển, nặng nề cười hai tiếng, nhà các ngươi còn thiếu ta 50 lượng bạc không còn đâu, ta trên tay còn có một trương tú tài nương tử thân thủ ký tên nhận tội thư, ta vốn định cho ngươi lưu hai phân bạc diện, ai ngờ chính ngươi không biết xấu hổ, một hai phải xé rách, khi chúng ta liền ai đều đừng nghĩ hảo quá. Lục gia dựa vào chính là cái gì? Còn không phải là có tú tài danh hiệu lục ngạn kinh sao, kia nàng không bằng trực tiếp đem lục ngạn kinh làm hỏng, cũng tỉnh lục gia người lâu lâu ra tới làm yêu.